Kính mời quý đại biểu ổn định chỗ ngồi. Buổi hội thảo của chúng ta được phép bắt đầu. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Y tế Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho Bệnh viện Gia đình được tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề cập nhật chẩn đoán điều trị các bệnh lý nội khoa từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng ở Việt Nam ngày hôm nay. Xin cảm ơn phần tài trợ của công ty Easy đã đồng hành cùng với các bác sĩ để cập nhật thông tin kiến thức khoa học nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. Đó cũng là phương châm hoạt động Human Healthcare. Để bắt đầu phiên buổi sáng ngày hôm nay, với chuyên đề tiêu hóa, đó là chiến lược tiếp cận về điều trị các bệnh lý tiêu hóa trên. Đến dự buổi hội thảo khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng, trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Đại học Y Dược, Phó Chủ tịch Hội Gan mật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là chủ tọa của buổi hội thảo. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường, Phó Khoa Y, trưởng Bộ Môn Nội, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và phần trình bày của Giáo sư Ronnie Fass sẽ được chiếu qua WebEx với ông đến từ Đại học Case Western Reserve University. Và cuối cùng là Tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Hy vọng buổi hội thảo sẽ mang đến nhiều bác sĩ nhiều thông tin bổ ích nhằm phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân trong công tác điều trị hàng ngày của mình. Sau đây, để bắt đầu buổi hội thảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chủ tọa buổi hội thảo sẽ phát biểu khai mạc. Xin mời thầy. Kính chào toàn thể các quý vị đồng nghiệp. Hôm nay thì chúng ta cũng rất là hân hoan vui mừng được có cái cơ hội gặp nhau để mà chúng ta cùng giao lưu và chia sẻ những cái thông tin liên quan về cái chuyên môn. Thì cũng đã từ rất lâu thì cái chuyện những cái hội nghị hội thảo của chúng ta nó đã bị gián đoạn và chủ yếu là chúng ta làm dưới cái hình thức là trực tuyến. Tuy nhiên cái vấn đề mà tương tác và gặp gỡ cũng như là hội chúng ta giao lưu với nhau nó cũng gặp rất là nhiều những trở ngại nếu như là chúng ta chỉ làm một cái hội thảo đơn thuần bằng cái trực tuyến. Thì bên cạnh những vấn đề mà về chuyên môn thì cái chuyện mà chúng ta gặp các cái đồng nghiệp đó là những cái niềm vui mà chúng ta cần chia sẻ, không phải chỉ liên quan về chuyên môn mà đôi khi những cái trong những cái chia sẻ liên quan những cái cuộc sống đời thường và nó đem lại một cái sự cân bằng trong cái hoạt động, trong cái hành nghề của chúng ta. Thì cũng không ngoài mục đích là nâng cao về cái trình độ chuyên môn cũng như là cập nhật những cái thông tin liên quan đến các chủ đề về tiêu hóa. Thì hôm nay chúng tôi cũng rất là cảm ơn công ty Easy kết hợp với lại Family Hospital và được sự cho phép của Sở Y tế tỉnh thành phố Đà Nẵng đã cho chúng ta có một cái cơ hội để gặp nhau và cùng chia sẻ một số những cái thông tin
cập nhật về cái chiến lược tiếp cận và chẩn đoán cũng như là điều trị những cái bệnh lý rối loạn tiêu hóa trên. Thì chúng ta thấy là những cái bệnh lý về tiêu hóa đó nó rất là phổ biến, và ngày nay với cái nhịp sống của chúng ta là nó cũng có những cái thay đổi xáo trộn, và chắc chắn là các bệnh lý về tiêu hóa chúng ta cũng gặp rất là phổ biến. Và những cái bệnh lý đó nó có thể có những cái liên quan với nhau, về ảnh hưởng rất nhiều những cái chuyên khoa. Do đó chúng ta thấy rằng nó có những cái trường hợp bệnh nhân đến với những cái biểu hiện lúc đầu chúng ta tưởng là một cái bệnh lý của tim hoặc là cái bệnh lý của tai mũi họng, nhưng mà thật sự nó là cái bệnh lý từ cái hiện tượng trào ngược. Do đó mà hôm nay chúng ta có một cái chủ đề liên quan đến những cái rối loạn về tiêu hóa trên, và chúng ta chỉ tập trung vào những một số những cái thông tin cập nhật liên quan đến những cái triệu chứng, mà có những cái triệu chứng nó đang xen, nó trùng lắp giữa bệnh này với bệnh kia. Làm sao chúng ta phân định được đâu là cái chẩn đoán của cái bệnh chính và đâu là những cái triệu chứng mà nó có thể liên quan, hoặc là những triệu chứng nó trùng lắp, để chúng ta đưa ra một cái chiến lược điều trị cho hiệu quả. Chính vì vậy mà trong cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ có bốn cái phần báo cáo cũng khá lý thú. Thứ nhất là cái chủ đề mà liên quan đến một cái vấn đề mà chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn, đó là các cái triệu chứng trùng lắp giữa các rối loạn tiêu hóa trên. Thì cái phần trình bày này sẽ cho tôi phụ trách. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái chuyên đề cũng khá lý thú, mà trước giờ chúng ta đã gặp rất nhiều những cái vấn đề rắc rối liên quan đến nó, nhưng mà chúng ta chưa có tìm được cái lời giải đáp. Đó là những cái ảnh hưởng chất lượng sống của người bệnh liên quan đến giấc ngủ của cái bệnh mà trào ngược về thực quản. Thì cái phần trình bày này sẽ do giáo sư Ronnie Fass đến từ Hoa Kỳ. Nhưng mà do cái điều kiện chúng ta không có thể mà trực tiếp gọi là giao lưu với giáo sư, mà chúng ta sẽ được truyền hình trực tiếp qua cái hệ thống webinar. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần trình bày liên quan đến một cái lĩnh vực mà rối loạn chức năng mà ở cái vùng thực quản, mà nếu mà chúng ta không nhận định được các cái vấn đề này thì chúng ta có thể cứ chữa loanh quanh theo cái hướng trào ngược, thì chúng ta cũng không đem đạt được cái hiệu quả mà như chúng ta mong đợi. Thì cái phần trình bày này sẽ do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ánh Tường sẽ trình bày. Và cuối cùng cũng là một cái chẩn đoán phân biệt trong các cái bệnh lý liên quan đến trào ngược, đó là cái chứng mà đau ngực không do tim. Thì từ lâu chúng ta cũng đã nghe đến vấn đề này rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nghe những cái thông tin dưới góc nhìn của một cái chuyên khoa, một cái chuyên gia về tim mạch. Đó là tiến sĩ bác sĩ Vũ Quỳnh Nga đến từ bệnh viện tim của Hà Nội. Thì như vậy chúng ta trong cái chủ đề hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng là những cái thông tin này nó sẽ đem lại những cái kiến thức hoặc là những cái thông điệp rất là hữu ích đối với quý vị, và giúp chúng ta có thể càng ngày càng bổ sung những cái hành trình trong vấn đề chúng ta điều trị quản lý tốt nhất cho cái người bệnh của chúng ta trong lĩnh vực về tiêu hóa. Thì chúng tôi xin tuyên bố khai mạc cái phần hội thảo với cái chuyên đề tiêu hóa, đó là chiến lược tiếp cận và điều trị các cái bệnh lý rối loạn tiêu hóa trên. Xin chúc sức khỏe tất cả các quý vị. Để mở đầu cho cái chương trình này thì chúng tôi xin phép sẽ bắt đầu bằng cái bài trình bày đầu tiên, đó là cái hiện tượng trùng lắp triệu chứng giữa khó tiêu chức năng và các rối loạn tiêu hóa trên. Thì chúng ta biết rằng là rối loạn tiêu hóa trên là gì? Đó là những cái rối loạn mà liên quan đến cái phần trên của ống tiêu hóa, tức là định nghĩa từ cái gốc stress lên tới cái vùng thực quản, vùng miệng. Còn cái đường tiêu hóa dưới thì chúng ta sẽ tính từ gốc stress trở xuống tới hậu môn trực tràng. Như vậy thì đứng trước một cái bệnh nhân có một vấn đề rối loạn tiêu hóa, thì cái điều đầu tiên của cái người thầy thuốc là làm sao phân biệt được đây là một cái bệnh lý thực thể, nó có một cái nguyên nhân để gây ra cái triệu chứng đó, hay đây là một cái rối loạn về tiêu hóa chức năng. Nếu mà chúng ta đã xác định được có một cái nguyên nhân cụ thể thì chỉ cần chúng ta điều trị đúng nguyên nhân thì nó giải quyết được cái bệnh lý của bệnh nhân. Còn nếu đây là một cái vấn đề mà triệu chứng nó lặp đi lặp lại kéo dài mãn tính,
và chúng ta không tìm ra được cái nguyên nhân cụ thể để giải thích cái những cái triệu chứng đó, thì người ta gọi đó là rối loạn tiêu hóa chức năng. Như vậy chúng ta thấy rằng rối loạn tiêu hóa chức năng càng ngày nó là một cái vấn đề mà nó xuất hiện cũng khá phổ biến, và chúng ta thấy rằng là nó có liên quan đến nhiều yếu tố. Có thể nó liên quan đến những cái vấn đề mà chúng ta chưa có phát hiện ra đầy đủ. Cho tới ngày nay người ta thấy rằng có những cái tổn thương ở cái vùng niêm mạc mà chỉ có phát hiện trên vi thể, hoặc là nó ảnh hưởng do cái môi trường, do cái cuộc sống chúng ta có những cái tác động từ bên ngoài, nó ảnh hưởng gây ra những cái xáo trộn về tâm lý, hoặc là liên quan đến những cái thức ăn, hoặc là liên quan đến những cái vấn đề môi trường. Và những cái điều đó nó sẽ gây ra những cái bất thường trên đường tiêu hóa mà chúng ta không tìm thấy được có một cái tổn thương bằng mắt thường để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Thì vấn đề rối loạn tiêu hóa đó thì nó sẽ rất là đa dạng. Có thể nó biểu hiện ở cái đường tiêu hóa trên, chẳng hạn như là cái vùng thực quản, thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái biểu hiện. Và tiếp theo chúng ta thấy có cái rối loạn tiêu hóa chức năng ở dạ dày, và rối loạn tiêu hóa chức năng liên quan đến cái vùng đại tràng, và hoặc là cái vùng hậu môn trực tràng, vẫn có thể có những cái rối loạn mà chúng ta không tìm được cái lời giải đáp. Thì trên lâm sàng đó thì chúng ta thấy rằng hai cái rối loạn tiêu hóa chức năng mà thường gặp nhất đó là cái khó tiêu chức năng, mà đó là một cái vấn đề chúng ta đã được nghe cập nhật rất là nhiều trong các cái cuộc hội thảo. Tiếp theo đó là cái hội chứng ruột kích thích, cũng là một cái rối loạn tiêu hóa dưới nhưng mà cũng khá phổ biến. Và gần đây với cái xu hướng gia tăng của cái bệnh trào ngược dạ thực quản, thì những cái biểu hiện mà cái chứng ở nóng chức năng, hay là ta gọi là cái vấn đề mà nóng rát mà chức năng, thì chúng ta cũng thấy là nó có thể phải là một cái vấn đề chúng ta cần phải phân biệt với là cái bệnh trào ngược dạ thực quản. Thì cái phần này một lát chúng ta sẽ có cái những cái chia sẻ thông tin từ Phó Giáo sư Trần Thị Khánh Tường để chúng ta hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. Như vậy thì theo một cái nghiên cứu tại Úc, thì thực hiện trên 6.400 những cái người mà cái người bệnh nhân hoặc là những người thường, người ta đến, người ta khám sức khỏe vân vân, thì người ta đặt những cái câu hỏi, bản câu hỏi để người ta trả lời những cái triệu chứng liên quan. Thì người ta thấy rối loạn tiêu hóa chức năng nó chiếm đến một cái tỷ lệ lên tới khoảng từ 34-35%. Và trong đó thì 60% những bệnh nhân có biểu hiện đó bắt buộc phải đi khám bệnh. Như vậy thì đây là một vấn đề mà cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những cái hoạt động hàng ngày của cái người bệnh. Và trên thực tế đó, khi mà chúng ta hỏi các cái triệu chứng của bệnh nhân, thì chúng ta có thể phân định được có một số những cái nhóm triệu chứng được xếp trong cái nhóm tiêu hóa trên, và có một nhóm triệu chứng được xếp với lại cái nhóm tiêu hóa dưới. Như vậy thì nó có một số những cái trường hợp là chúng ta không biết chính xác là bệnh nhân này nó có vấn đề gì. Tại vì bệnh nhân vừa khai cái triệu chứng mà khó tiêu đầy bụng sau ăn, nhưng mà sau đó lại có cái triệu chứng tiêu chảy, vân vân. Tính như đó mà chúng ta cũng trên thực tế có nhiều bác sĩ, chúng ta không biết chẩn đoán là gì, chúng ta cứ ghi một cái chẩn đoán chung chung là viêm dạ dày cộng với là hội chứng ruột kích thích, mà cái đó là hầu như là một cái chẩn đoán rất là phổ biến mà chúng ta hay gặp ở phòng khám. Và thậm chí có những cái toa thuốc, chúng ta thấy là thầy thuốc cho rất nhiều cái thuốc, và có những cái thuốc mà vừa chữa tiêu hóa trên vừa chữa tiêu hóa dưới, vì chúng ta cũng không xác định được nó là cái gì. Do đó mà chúng ta cứ mà có triệu chứng gì là chúng ta cứ chữa nấy. Và đôi khi chúng ta lại cho những cái thuốc nó lại có cái sự tương tác hoặc là một cái sự đối kháng nhau. Thì cái đó là những cái điều mà thực tế, mà không phải chỉ ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới người ta vẫn ghi nhận là có một cái sự đan xen trùng lắp các cái triệu chứng về tiêu hóa. Ngay cả bản thân của những cái biểu hiện của các cái bệnh lý rối loạn chức năng, chẳng hạn như là cái khó tiêu chức năng, người ta biết là trong khó tiêu chức năng thì nó có hai cái nhóm hội chứng, đó là cái nhóm mà triệu chứng khó chịu sau ăn, bao gồm cái triệu chứng mà đầy bụng mau no sau khi ăn, và một cái hội chứng gọi là hội chứng đau thượng vị, tức là bệnh nhân có cảm giác đau nóng rát ở cái vùng thượng vị. Thì ngay cả bản thân trong cái khó tiêu chức năng nó cũng có cái sự đan xen, có cái sự trùng lắp các cái triệu chứng với nhau. Như vậy thì có những bệnh nhân họ hội đủ cả hai cái hội chứng đó, thì trong trường hợp đó chúng ta phải xem coi cái hội chứng nào là chiếm ưu thế để chúng ta có thể có những cái cách chọn thuốc điều trị cho nó phù hợp. Thì thông thường người ta thấy rằng là những cái hội chứng mà khó chịu sau ăn như là mau no đầy bụng đó, thì trong dân số thường đó
nó chiếm rất một cái tỷ lệ rất là cao, nhưng mà nhiều khi người ta không quan tâm thực hiện. Thì chúng tôi khảo sát trên 330 cái người đến khám tại phòng khám tiêu hóa, thì chúng tôi ghi nhận rằng là bệnh nhân có một cái tỷ lệ là trùng lắp giữa cái triệu chứng của cái hội chứng mà khó chịu sau ăn và cái tình trạng mà đau thượng vị lên tới 35,7%. Và ngay cả trong cái tình trạng rối loạn ruột chức năng, tức là rối loạn ở tiêu hóa dưới, thì người ta vẫn ghi nhận rằng nó có một cái sự trùng lắp giữa một cái bệnh nhân có cái hội chứng ruột kích thích mà cái thể tiêu chảy với lại cái tình trạng bệnh nhân có cái thể bệnh gọi là tiêu chảy mà đơn thuần, tức là cái tiêu chảy mà chức năng. Và cũng có đối với lại cái bệnh mà với cái triệu chứng mà táo bón, thì nó cũng có một số trường hợp bệnh nhân nó đang xen cái triệu chứng giữa cái hội chứng ruột kích thích táo bón với lại cái tình trạng táo bón đơn thuần. Và giữa các cái nhóm bệnh với nhau, chẳng hạn là khó tiêu chức năng với IBS, tức là hội chứng ruột kích thích, nó cũng có cái sự trùng lắp. Như vậy thì qua rất nhiều nghiên cứu thì người ta có thể thấy rằng là cái sự đan xen các triệu chứng trên và dưới nó sẽ rất là đa dạng, và làm sao mà chúng ta nhận ra được các cái vấn đề để chúng ta điều trị cho một cách hiệu quả. Riêng đối với lại cái khó tiêu chức năng với lại cái bệnh trào ngược, thì thực tế đây là một cái vấn đề mà người ta thấy rất là phổ biến. Vì trên nghiên cứu thì người ta thấy trong dân số đó, cái hiện tượng trùng lắp giữa cái trào ngược với lại khó tiêu chức năng có thể lên đến là 7,41%. Và trong đó thì 41,15% những bệnh nhân trào ngược thì lại có triệu chứng khó tiêu chức năng, và ngược lại 31 đến 32% những bệnh nhân mà khó tiêu chức năng lại có triệu chứng trào ngược. Chính vì vậy lúc đầu đó, trong cái khảo sát về triệu chứng của cái khó tiêu chức năng đó, người ta có một cái thể bệnh người ta gọi là khó tiêu kiểu trào ngược, tức là bệnh nhân có triệu chứng hội đủ cái tiêu chí của cái khó tiêu chức năng, nhưng mà bệnh nhân lại than cái ở lên hoặc là nóng rát ở vùng xương ức, vùng sau xương ức. Chính vì vậy mà người ta tưởng đó là một cái thể lâm sàng của cái bệnh khó tiêu, của cái chứng khó tiêu, nhưng mà sau này người ta thấy đó là một cái sự trùng lắp giữa cái tình trạng trào ngược với lại cái khó tiêu chức năng. Chính vì vậy bây giờ người ta đã bỏ cái khái niệm mà cái khó tiêu mà thể trào ngược. Đối với cái bệnh trào ngược thì nó lại có những cái biểu hiện là khi chúng ta nội soi dạ dày thì khoảng từ 30% trường hợp thì chúng ta phát hiện có những cái tổn thương viêm ở thực quản rõ ràng, tức là chắc chắn là có cái trào ngược mà tiếp xúc axit rất là rõ, do đó nó gây ra cái triệu chứng. Nhưng mà cũng có khoảng từ 60 đến 70% các cái trường hợp bệnh nhân có triệu chứng ở nóng rất là rõ, nhưng mà khi nội soi thì hoàn toàn cái niêm mạc dạ dày và thực quản nó bình thường. Thì những cái biểu hiện đó người ta gọi đó là biểu hiện NERD, tức là non erosive reflux disease, tức là cái bệnh trào ngược nhưng mà không có những cái tổn thương viêm loét ở cái vùng thực quản. Thì chính cái thể này đó thì người ta thấy là cái hiện tượng trùng lắp với lại khó tiêu chức năng nó lại càng dễ xảy ra hơn. Và đặc biệt là người ta thấy rằng là nếu như mà cái bệnh nhân mà có cái chứng mà khó tiêu chức năng mà kết hợp với lại cái trào ngược mà cái thể mà không có tổn thương viêm thực quản, thì cái triệu chứng mà đau cái triệu chứng mà đau thượng vị đó thì là nó sẽ biểu hiện rất là rõ. Và những cái trường hợp này khi mà chúng ta sử dụng cái kháng kháng axit hoặc là thức ức chế tiết axit thì nó đạt được hiệu quả tốt hơn là so với lại cái biểu hiện mà đầy bụng mau no sau khi ăn. Như vậy thì một cái bệnh nhân mà họ bị hội chứng trùng lắp thì họ có những cái vấn đề gì? Thì những người đó đó thì họ càng có nhiều triệu chứng thì họ sẽ than phiền, cái triệu chứng nó sẽ nhiều hơn. Thì chúng ta thấy rằng trên cái biểu đồ đó, những cái thanh màu vàng tức là bệnh nhân chỉ có một biểu hiện thôi, triệu chứng. Còn nếu cái thanh màu xanh tức là có bệnh nhân có hai cái hiện tượng trùng lắp với nhau, và cái thanh màu đỏ tức là nó có từ ba cái vấn đề mà nó biểu hiện triệu chứng nó đang xen trùng lắp với nhau. Và như vậy ta thấy là cái số mà bệnh nhân mà càng có nhiều các cái triệu chứng trùng lắp thì bệnh nhân nó thường là họ than đủ thứ các triệu chứng, và những bệnh nhân này họ phải đi khám bệnh thường xuyên. Rõ ràng chúng ta thấy là cái số tần số những cái bệnh nhân mà phải đi khám bệnh thường xuyên nó rơi vào những bệnh nhân có cái triệu chứng hội chứng trào ngược hoặc là kết hợp với lại IBS hoặc là khó tiêu. Như vậy chúng ta thấy rằng là
Càng có nhiều triệu chứng trùng lắp thì bệnh nhân sẽ rất là khó chịu và người ta phải đi khám bệnh rồi chữa hoài không hết và người ta cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều và nó gây ra một cái sự hoang mang và ảnh hưởng đến chất lượng sống cũng như là cái những cái chi phí về y tế cũng rất là cao. Về cái hậu quả của hiện tượng trùng lắp thì người ta cũng thấy rằng là nó có thể ảnh hưởng liên quan đến vấn đề rối loạn về cái dạng cơ thể và lại gây ra cái chứng mất ngủ. Thì người ta thấy rằng cái rối loạn dạng cơ thể cũng là một cái rối loạn về tâm lý thần kinh. À, và cái vấn đề này đó thì lúc đầu có thể nó là khởi phát từ một yếu tố tâm lý, nhưng mà nếu mà cái triệu chứng nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì đâm ra nó trở thành một cái rối loạn mà nhiều khi làm cho bệnh nhân sẽ rất là căng thẳng và cái triệu chứng nó rất khó để mà chúng ta giải quyết được một cách triệt để, và như vậy thì nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn mà bệnh nhân cứ cứ chữa hoài không hết và càng chữa không hết thì bệnh nhân lại càng lo lắng căng thẳng thêm. À, và những bệnh nhân này thì thường phải sử dụng khá nhiều thuốc, nhất là rất lạm dụng cái PPI. À, ta biết là khi vì người ta đau mà không có một cái triệu chứng hay là một cái biểu hiện mà giải quyết cho triệt để đó thì người ta cứ tưởng là thuốc này không hiệu quả, do đó người ta phải phải đổi thuốc rồi người ta phải tăng thuốc liều lên hoặc là người ta phải đổi từ nhóm này sang nhóm khác rất là nhiều. À, và ngoài ra thì người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà cần có triệu chứng trào ngược thì những bệnh nhân đó cái chỉ số về cái chất lượng sống của bệnh nhân rất là thấp, tức là ảnh hưởng rất nhiều cái sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Và người ta cũng ghi nhận rằng là những cái bệnh nhân mà có hiệu chứng trùng lắp á, thì thường là nó rơi vào cái nhóm người ta gọi là kháng trị, tức là chẳng hạn ta chẩn đoán lúc đầu là bị trào ngược, ta chữa theo hướng trào ngược lại bệnh nhân không có đáp ứng thì chúng ta gọi đó là kháng trị và chúng ta cứ tăng thuốc rồi kết hợp lung tung, nhưng mà thật ra nhiều khi cái triệu chứng trào ngược nó đã giảm rồi nhưng mà nó còn ẩn đằng sau những cái triệu chứng trùng lắp, nó sẽ bộc lộ ra, do đó mà chúng ta thấy là bệnh nhân cứ phải lặp đi lặp lại những cái vấn đề mà rối loạn về tiêu hóa. Tại sao mà giữa cái khó tiêu chức năng với lại cái bệnh trào ngược nó hay có cái sự trùng hợp với sự trùng trùng lắp với nhau? Thì chúng ta thấy nó có liên quan đến cái cơ chế tại chỗ ở cái vùng cơ thắt thực quản dưới. Đó là cái nguyên nhân chính mà nó giải thích tất cả cái sinh lý bệnh của cái hiện tượng trào ngược. Thì người ta ghi nhận rằng là ở một cái bệnh nhân mà khó tiêu chức năng mà được nội soi dạ dày mà có kết quả là âm tính, tức là không có một cái tổn thương ở trên vùng thực quản đó, thì người ta thử khảo sát đo cái thời gian mà cái vùng thực quản nó tiếp xúc với axit bị trào lên, thì người ta thấy rằng là cái số mà cái bệnh nhân có cái thời gian mà tiếp xúc với axit á, trên 6% nó chỉ chiếm một cái tỷ lệ không có nhiều, tức là khoảng 19% thôi, nhưng mà đa số các trường hợp thì cái bệnh nhân có biểu hiện của cái trào ngược mà kết hợp với khó tiêu chức năng thì thật sự cái dịch mà trào lên có khi nó không có chứa axit mà là cái dịch mà axit yếu hoặc là có thể do một cái chất khác, chẳng hạn người ta thấy là axit mật trào lên cũng có thể gây ra trào ngược, cũng gây ra triệu chứng trào ngược, mà nếu mà chúng ta chỉ dùng thuốc ức chế tiết axit thôi thì bệnh nhân cũng đâu có giải quyết được triệu chứng, do đó chúng ta phải kết hợp thêm một số những cái biện pháp điều trị khác để mà tăng cái hiệu quả điều trị. À. Và cái cơ chế tại sao nó giải thích được là giữa cái khó tiêu chức năng với lại cái bệnh trào ngược nó có thường là hay xảy ra cùng cùng lúc với nhau. Vì chúng ta biết là đối với lại cái bệnh khó tiêu chức với cái chứng khó tiêu chức năng đó thì cái nguyên nhân có thể nó liên quan đến cái khả năng co bóp tống xuất thức ăn từ dạ dày xuống xuống tá tràng, hoặc là thứ hai là một cái sự giảm cái khả năng mà giãn nở ở cái vùng mà đáy vị một cách phù hợp để chứa đựng thức ăn. Thì chúng ta biết là khi chúng ta ăn vào đó thì thức ăn không phải nó xuống liền tới cái hang vị đâu, mà nó sẽ được được chứa ở cái vùng phình vị, tức là cái vùng đáy vị. Thì chính cái vùng đó đó nó được xem như là một cái chỗ để nó dự trữ cái thức ăn mà chúng ta mới vừa ăn xong, thì cái vùng đó nó phải có một cái cơ chế là nó giãn ra để mà nó chứa đựng thức ăn. Nếu mà cái vùng này nó giãn không không kịp hoặc là nó giãn không phù hợp thì chúng ta mới ăn có nửa bữa là chúng ta thấy no liền và chúng ta phải ngồi chờ chút xíu, bắt đầu nó co bóp chút xíu rồi chúng ta mới ăn trở lại. Thì đó là cái cơ chế sinh lý bệnh mà nó giải thích tại sao mà chúng ta bị cái chứng khó tiêu. Thì bây giờ chúng ta thấy nếu mà chúng ta có cái chứng khó tiêu là do liên quan đến cái cơ chế mà cái vùng phình vị nó không giãn nở để chứa thức ăn thì nó sẽ làm cho cái áp lực ngay chỗ cái vùng cơ thắt thực quản nó sẽ gia tăng
Và như vậy thì nó làm cho cái cơ này nó dễ có khuynh hướng, nó mở ra, nó không có đóng kín. Và khi nó không đóng kín thì hiện tượng trào ngược nó sẽ dễ xảy ra. Chính vì vậy mà có những trường hợp á, bệnh nhân khởi đầu bằng cái triệu chứng khó tiêu chức năng trước, một thời gian sau thì cái triệu chứng trào ngược càng ngày càng xuất hiện rõ hơn. À, đó là cái thực tế mà chúng tôi cũng gặp trên lâm sàng khá nhiều. Vì thật ra giữa hai cái nhóm bệnh lý này nó cũng có những cái mối liên quan đến cơ chế bệnh sinh. Chính vì vậy mà cái tần suất xảy ra giữa cái khó tiêu chức năng với lại cái trào ngược nó cũng rất là phổ biến. Đó. Như vậy thì đứng trước một cái bệnh nhân mà có cái hội chứng trùng lắp thì chúng ta làm thế nào để mà chẩn đoán? Thì cái cách tiếp cận như sau. Thì một cái bệnh nhân thường đến, họ than phiền rất nhiều triệu chứng. Do đó chúng ta cần phải lắng nghe và chúng ta phải ghi nhận là cái triệu chứng nào là cái triệu chứng nổi bật trên cái người bệnh nhân, để chúng ta định ra đó là cái chiến lược đầu tiên mà chúng ta phải chữa cho bệnh nhân bằng cái triệu chứng đó. Và cần phải hỏi đầy đủ các triệu chứng. Và chúng ta thấy biết là thực tế đó, có một số những cái triệu chứng đôi khi bệnh nhân họ không có kể hết cho chúng ta. Và khi chúng ta đặt câu hỏi thì bệnh nhân mới nhớ ra, à tôi có cái triệu chứng đó. À, chẳng hạn như thường thì bệnh nhân ít có kể những cái triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa dưới. Nhưng mà khi mà chúng ta hỏi thêm, anh đi cầu như thế nào, có táo bón hay tiêu chảy hay không, thì lúc đó bệnh nhân mới nhớ ra, à thỉnh thoảng tôi hay bị tiêu chảy. Như vậy thì khi mà chúng ta hỏi thêm nhiều cái thông tin thì chúng ta mới có những những cái đánh giá chính xác. Và ngoài ra chúng ta cũng lưu ý rằng là phải hỏi kỹ về cái tiền sử sử dụng các cái thuốc. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay chúng ta thấy là hiện nay chúng ta biết là cái chứng khó tiêu chúng ta hay sử dụng cái một số những cái prokinetic mà trong đó nó có cái mosepride. À, mosepride là một cái thuốc mà prokinetic rất là hiệu quả trong điều trị khó tiêu chức năng. Nhưng mà cái mosepride đó nó còn có một cái tác dụng do nó tăng cái nhu động rất là mạnh từ ở đường tiêu hóa trên mà ngay cả xuống đường tiêu hóa dưới. Do đó một số bệnh nhân khi uống cái mosepride thì lại có triệu chứng tăng cái co bóp của cái đường tiêu hóa dưới gây ra triệu chứng tiêu chảy. Và do đó mà bệnh nhân lúc đầu chúng ta chữa khó tiêu chức năng nhưng mà sau đó bệnh nhân xuất hiện tiêu chảy thì chúng ta lại chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích, tại vì chúng ta lại dùng những thuốc để giảm co thắt để mà điều trị cái hội chứng ruột kích thích. Như vậy thì đôi khi là chúng ta là dùng hai cái nhóm thuốc nó đối ngược nhau, tức là một một bên là chúng ta dùng thuốc tăng co, một bên chúng ta phải kết hợp lên một cái thuốc giảm co thắt. Như vậy thì nó lại làm cho cái bệnh nhân nó rối lên. Và chỉ cần nghe kỹ cái lời khai của bệnh nhân, hỏi kỹ về cái tiền sử sử dụng thuốc. Nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân có vấn đề đó, chúng ta chỉ cần điều chỉnh, chuyển sang một cái nhóm thuốc khác là bệnh nhân hết các cái triệu chứng về tiêu chảy. Đó là cái thực tế mà chúng tôi muốn chia sẻ. Mà nhiều khi nếu không nói ra, có thể có một số quý đồng nghiệp chúng ta không để ý vấn đề này. Và trên thực tế lâm sàng, đôi khi chúng ta cũng có một cái sự nhầm lẫn như vậy. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải khai thác những triệu chứng báo động để mà chúng ta nhận diện những cái bệnh lý thực thể có thể tồn tại trên cái người bệnh. Và chúng ta cần phải chú ý cái yếu tố về tâm lý, về tâm thần kinh của bệnh nhân. Nhiều khi chúng ta tiếp xúc bệnh nhân là chúng ta có thể nhận định bệnh nhân này có một rối loạn về tâm lý hay không. Nếu cho thấy bệnh nhân cái vẻ mặt căng thẳng, lo lắng và nhiều khi bệnh nhân cứ hỏi đi hỏi lại một cái câu hỏi, hoặc là mới vừa khám xong bệnh nhân vừa bước ra cửa lại quay vô lại hỏi thêm một câu nữa là ta biết chắc chắn là cái ông bà này có vấn đề tâm lý rồi đó. Tức là họ rất là căng thẳng lo lắng, thì những bệnh nhân đó bắt buộc chúng ta phải cho thêm một chút xíu những cái thuốc mà về rối loạn về tâm thần kinh, những cái thuốc về chống về trầm cảm thì bệnh nhân mới giải quyết được cái triệu chứng. À, một cái vấn đề mà chúng tôi cũng muốn quan tâm thứ hai đó là cái cách tiếp cận một cái bệnh nhân bị cái rối loạn tiêu hóa trên đó, thì có thể liên quan đến một cái vấn đề gọi là nhiễm Helicobacter pylori. Thì cái nhiễm vi khuẩn này đó nó cũng là một cái nguyên nhân rất là phổ biến gây ra khó tiêu chức năng. Người ta thấy tỷ lệ nó lên tới là 50%. À, và có những trường hợp khi mà chúng ta thấy bệnh nhân bị khó tiêu, chúng ta chữa cái vi khuẩn thì có một số bệnh nhân nó có cải thiện triệu chứng thì chúng ta mới kết luận là cái khó tiêu này có liên quan đến vi khuẩn. Nhưng mà cũng có những trường hợp chúng ta chữa HP rồi nhưng mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì có thể là nó do một nguyên nhân khác. Và một số trường hợp khi ta điều trị H. pylori thì có cái triệu chứng của trào ngược nó lại xuất hiện rõ hơn. À, do đó một số những cái nhận định mà người ta ghi nhận như vậy. Thì tuy nhiên cái vấn đề mà điều trị vi khuẩn H. pylori là nó tùy theo
đánh giá trên cái dân số của chúng ta. Nếu như chúng ta đang sống trong cái vùng dân cư mà có cái tỷ lệ ung thư dạ dày cao như là Việt Nam của chúng ta, thì cái chuyện mà hễ phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori mà bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tiêu hóa trên, thì tốt nhất chúng ta vẫn chữa cho dứt điểm cái con vi khuẩn đó đi, rồi chúng ta sẽ chữa những cái triệu chứng khác. Và người ta thấy rằng cái độ tuổi mà cần phải tầm soát những cái nội soi đó để mà chúng ta phát hiện những cái bệnh lý thực thể đó, thì chúng ta cần lưu ý rằng là cái độ tuổi là 50 là cái tuổi mà ở trên thế giới người ta khuyến cáo là phải phải cần nội soi dạ dày. Nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta cũng như là một số nước trong khu vực Đông Nam Á, do cái tỷ lệ ung thư dạ dày chúng ta cũng khá cao. Do đó mà theo một cái nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Y Dược gần đây, thì chúng tôi ghi nhận rằng là cái tuổi ở cái bệnh nhân mà phát hiện ung thư dạ dày có những trường hợp phát hiện rất là sớm, tức là dưới 40 tuổi, là tỷ lệ lên tới là 16,3%. Và những cái đối tượng đó thường nó liên quan đến hai yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng báo động. Thứ hai là hỏi về tiền căn gia đình có bị ung thư ở đường tiêu hóa hay không, thì những cái trường hợp đó chúng ta bắt buộc phải nội soi dạ dày. Để điều trị hội chứng trùng lắp đó, thì theo một số những cái khuyến cáo thì người ta thấy rằng là đối với cái bệnh nhân bị trùng lắp giữa cái khó tiêu chức năng với lại cái trào ngược, thì cái thuốc mà người ta thường là sử dụng ưu tiên đó là thuốc ức chế tiết axit, và có thể kết hợp thêm cái prokinetic, tức là cái thuốc trợ vận động đường tiêu hóa. Thì như vậy thì chúng ta cũng giải quyết được vừa là giảm bớt axit mà vừa làm giảm bớt cái áp lực trong dạ dày, để tránh cái hiện tượng khó tiêu cũng như là tránh cái hiện tượng trào ngược xảy ra. Và theo một cái nghiên cứu năm 2012 của tác giả Green Kilacru, thì ông làm một cái nghiên cứu là sử dụng cái PPI liều 2 lần một ngày trong 2 tuần lễ trên những cái bệnh nhân mà có hội chứng trùng lắp giữa cái trào ngược và khó tiêu chức năng. Nhưng mà cái nhóm bệnh nhân đó khi mà ta đo cái pH thực quản thì thấy là nó có cái bất thường, tức là có hiện tượng trào ngược của cái axit lên. Thì khi chúng ta sử dụng cái thuốc PPI mà 2 lần trong 1 ngày đó, thì nó cải thiện chủ yếu là cái triệu chứng ợ nóng, triệu chứng mà ợ chua hoặc là đau đau tức ngực của bệnh nhân. Nhưng mà cái triệu chứng mà đầy bụng khó tiêu thì hầu như là nó không có giải quyết được một cách thỏa đáng. Như vậy ta thấy rằng là chủ yếu là PPI, tức là thuốc ức chế tiết axit, nó chỉ giải quyết chủ yếu là các triệu chứng liên quan đến các triệu chứng đau thượng vị thôi. Cũng tương tự vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà bệnh nhân mà có cái đo cái pH thực quản bình thường, thì khi chúng ta sử dụng PPI liều cao 2 lần một ngày cũng chỉ để kiểm soát được cái triệu chứng và đau thượng vị thôi. Còn triệu chứng mau no, đầy bụng vân vân, hoặc là ợ hơi vân vân, thì nó không giải quyết được, mà chúng ta phải sử dụng một cái nhóm thuốc khác, đó là cái nhóm thuốc mà liên quan đến cái vấn đề là điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường tiêu hóa trên. Thì cái thuốc mà trợ đường tiêu hóa thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái nghiên cứu thì cho thấy rằng là cái prokinetic là những thuốc mà nó có hiệu quả trong cái điều trị những cái khó tiêu chức năng. Và tuy nhiên là cái ưu điểm cũng như là một cái sự gọi là chọn lựa ưu thế của cái nhóm prokinetic nào, thì người ta thấy về hiệu quả nó gần tương tự với nhau, nhưng mà cần lưu ý về tác dụng phụ. Thì cho tới ngày nay có hai cái nhóm thuốc mà người ta lưu ý rất nhiều đến tác dụng phụ, đó là domperidone hoặc là metoporamide, là những cái thuốc mà có thể ảnh hưởng trên cái tim mạch, và những cái thuốc mà ít có tác dụng phụ hơn là cái etoprim và cái mozaprim. Do đó mà khi chúng ta chọn lựa điều trị thì chúng ta nên cân nhắc vừa hiệu quả và vừa cái tính an toàn khi chúng ta điều trị. Một cái điều cũng theo một nghiên cứu gần đây thì người ta cũng thấy rằng là prokinetic trong cái điều trị khó tiêu chức năng đó, thì nó cũng nó hiệu quả hơn so với giả dược. Nhưng mà so với lại các cái nhóm thuốc thì chúng ta phải chú ý đến cái độ an toàn khi điều trị. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng là so với lại các cái nhóm mà prokinetic, thì là cái Mozaprime nó làm cái thuốc nó có cái ưu thế hơn so với lại cái Domperidone và Etoprim trong cái hiệu quả, và thứ hai là nó lại có cái độ an toàn cao hơn so với lại Domperidone. Một cái điểm mà chúng tôi cũng đã có nhắc đến đó là hồi nãy chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà khi chúng ta điều trị Mozaprime có khi họ xuất hiện tiêu chảy, thì ngược lại đó có một số trường hợp mà bệnh nhân bị IBS mà cái thể táo bón, thì nếu mà bệnh nhân có trùng lắp với lại cái khó tiêu thì chúng ta nên chọn cái thuốc Mirzapride. Vì sao?
Vì Mozartrite nó vừa có một cái tác dụng là tăng thêm cái co bóp của cái đường tiêu hóa dưới. Chính vì vậy mà khi bệnh nhân đang táo bón mà chúng ta cho một chút xíu Mozartrite vô thì tự nhiên bệnh nhân đi đi cầu rất là thoải mái. Và cái đó là cái thực tế mà chúng tôi cũng gặp rất là nhiều. Mà thường á, thì để chữa táo bón á, tôi hay dùng cái Mozartrite cộng thêm với lại Phọt Lắc, tức là một cái thuốc mà nhuận trường mà cái thẩm thấu thì nó hiệu quả cao hơn. Còn những chúng ta dùng những cái thuốc mà tăng co bóp nhu động như là bisacodin á, thì khi uống lâu dài thì nó sẽ hiệu quả nó có tức thì, nhưng mà khi uống lâu dài nó sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Còn cái Mozartrite thì chúng ta sử dụng, chúng ta biết là vì nó là có cái tính chọn lọc trên cái thụ thể đường tiêu hóa, do đó mà nó an toàn và nó ít có ảnh hưởng trên những cái ảnh hưởng trên tim mạch, thần kinh vân vân. Do đó mà chúng ta có thể điều trị rất hiệu quả cho những cái trường hợp mà IBS mà thể táo bón, mà nếu có kèm thêm khó tiêu chức năng thì chúng ta điều trị Mozartrite thì nó sẽ hiệu quả. Còn vai trò của những cái thuốc mà điều hòa thần kinh, tức là những cái thuốc mà chống trầm cảm, thì nó sẽ có một cái vai trò trong trường hợp bệnh nhân chúng ta đánh giá là có yếu tố tâm lý kết hợp, thì trong trường hợp đó chúng ta sử dụng. Nhưng mà chúng ta lưu ý những cái thuốc này nên sử dụng liều rất là thấp và tăng dần từ từ, và cái hiệu quả đạt được của nó cũng đến rất là chậm. Nhưng mà khi mà đạt được hiệu quả không nên được ngưng liền, vì khi ta ngưng liền thì cái triệu chứng nó sẽ tái phát trở ngay, mà chúng ta thường là phải kéo dài thời gian, có khi phải từ 3 tháng đến 6 tháng thì nó mới đạt được cái hiệu quả ổn định lâu dài. Như vậy thì cái thách thức đặt ra cho vấn đề điều trị hội chứng mà trùng lắp và với các cái rối loạn tiêu hóa chức năng đó, thì chúng ta cần phải phân biệt cái hội chứng này để làm gì, để mà chúng ta có một cái chẩn đoán tương đối là nó chính xác hơn, và đặc biệt là tránh lạm dụng cái vấn đề điều trị quá mức. Và chúng ta có thể giải thích được một số trường hợp kháng trị, nhiều khi chúng ta tưởng là kháng trị nhưng mà thực sự là vì nó có trùng lắp các triệu chứng với nhau, do đó chúng ta phải kết hợp điều trị để đạt được cái hiệu quả cải thiện triệu chứng của bệnh nhân. Thế tới ngày nay thì vẫn chưa có một cái hướng dẫn cụ thể để điều trị cái hội chứng trùng lắp, vì nó còn cần có những cái nghiên cứu sâu hơn về các cái phối hợp các cái thuốc. Nhưng mà cái điều trị ngày nay người ta vẫn dựa trên cái điều trị triệu chứng là chính, tức là ta dựa vào cái triệu chứng nổi trội, cái nào mà xuất hiện mà rõ thì chúng ta điều trị trước, và chúng ta để ý xem coi cái điều trị đó nó cải thiện được bao nhiêu phần trăm, và nếu còn lại vấn đề nào khác tiếp theo thì chúng ta sẽ điều chỉnh dần cho bệnh nhân. Đó. Như vậy thì nó tránh cái vấn đề lạm dụng cái điều trị. Và có khi chúng ta phải kết hợp đa mô thức, tức là phải có một cái sự mà trấn an về tâm lý, kết hợp thêm cái thuốc về điều biến thần kinh, tức là những thuốc mà về chống trầm cảm, và chúng ta cần có một cái sự mà gọi là tạo một cái quan hệ tốt, tức là chúng ta phải biết lắng nghe cái người bệnh để cái người ta có thể tin tưởng, tự tin hơn trong vấn đề mà tiếp cận cái với lại thầy thuốc, và nó cũng là một cái yếu tố, một cái liều thuốc rất là hiệu quả để giúp cho bệnh nhân vượt qua các cái triệu chứng của bệnh nha. Như vậy thì hội chứng trùng lắp là một cái vấn đề mà đang là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rất là phổ biến, mà trước giờ chúng ta gặp nhưng mà chúng ta chưa nhận định một cách đầy đủ. À, cái cơ chế bệnh sinh nó vẫn chưa rõ nhưng mà có thể liên quan đến những rối loạn về đường tiêu hóa, về vận động. Và chúng ta biết về điều trị đó thì chúng ta nên có một cái điều trị theo cái triệu chứng, mà dựa vào cái triệu chứng nào nổi trội chúng ta điều trị trước, rồi chúng ta dần dần kết hợp những cái điều trị còn lại để đạt được cái hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Thì phần trình bày chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của toàn thể các quý vị. À, chúng tôi muốn đưa cái hình hình ảnh tiếp theo, đó là một cái chuyên đề tiếp theo là chuyên đề của giáo sư Ronnie Fass đến từ Hoa Kỳ, thì cái phần này sẽ được truyền trực tiếp qua cái webinar. À, xin mời giáo sư Bửu Hoàng nán lại sân khấu chút xíu. Xin mời ông Nguyễn Bá Quân, đại diện trưởng đại diện của ESAI Việt Nam, đến tặng hoa nha cho thầy. Cảm ơn. Hi, my name is Ronnie Foss.
I'm a professor of medicine at Case Western Reserve University. I'm the chairman of the Division of Gastroenterology and Hepatology, head of the Esophageal and Swallowing Center at MetroHealth Medical Center in Cleveland, Ohio. And today, I will cover the important topic of gastroesophageal reflux disease and sleep disturbances. Sleep has been recognized in the last few decades as one of the most important three pillars of health. We're all familiar with good diet and exercise, and we now know that at the same level of importance, it's also having good sleep. It's also very important to recognize that between 1960 and 2002, so we're over a period of 40 years, we have lost on an average 2 hours from our sleep during the night. In fact, many people sleep no more than 5 to 6 hours at night, suggesting that many people are in fact sleep deprived. Now, sleep deprivation doesn't come cheap. It is associated with a variety of health-related consequences. So, people that are sleep deprived are more likely to be involved in accidents, car accidents, work-related accidents, or accidents at home. They're more likely to develop psychiatric disorders, have a short attention span, heart disease, memory impairment, dementia, obesity, and even reduced immune response. Now, during sleep time, there are physiological alterations in esophageal function. And some of them are mentioned on the table in this slide. Marked decrease or absent in salivary secretion and flow, decrease in swallowing initiation, decrease in primary peristalsis, decrease in secondary peristalsis, decrease in upper esophageal sphincter basal pressure with deeper sleep, absent esophageal upper esophageal contractile reflex, diminished perception of intraesophageal stimuli, and reduced gastric function. Studies have also shown that patients that experience nighttime reflux are more likely to develop a severe manifestation of gastroesophageal reflux disease. They are the patients that are also more likely to develop erosive esophagitis or complications of gastroesophageal reflux disease, such as esophageal ulceration, peptic stricture, Barrett's esophagus, and even adenocarcinoma of the esophagus. Subjects with nighttime reflux are more likely to develop extraesophageal manifestations of GERD, such as asthma, chronic cough, and hoarseness. And obviously, if you experience nighttime reflux, you're also more likely to develop sleep deprivation. Now, how common is heartburn that awakens patients from sleep during the night? In this slide, there are at least three large surveys, and they've shown that about 50%, about half of the patients with gastroesophageal reflux disease also report having heartburn that awakening them from sleep during the night. So nighttime heartburn appeared to be very common, and it's something that is not commonly elicited by treating physicians when they see patients with gastroesophageal reflux disease in their clinic. Nighttime heartburn has an important impact on patients' quality of life. In this survey, it was found that 63% of the patients with nighttime heartburn reported that their nighttime heartburn affect their ability to sleep well. 42% said that they were unable to sleep through a full night. 39% said that they have to take naps during the day, and 34% stated that they were sleeping in a seated position. It's also very important to understand that 27% of the patients also reported that their heartburn-induced sleep disturbances resulted in waking up
their spouses affecting their quality of sleep. This is a study that actually demonstrated the relationship between nocturnal or nighttime gastroesophageal reflux disease and a variety of sleep disturbances. The study showed that patients with nighttime GERD were more likely to develop nighttime awakening, poor next day functioning, difficulty falling asleep, poor sleep quality, decreased quality of life, and other abnormalities. In this large study, more than 40,000 subjects were evaluated for gastroesophageal reflux disease and specifically for nighttime gastroesophageal reflux disease. In those with GERD versus those without GERD, it was found out that if you had GERD, you had twofold increased risk of experiencing sleep difficulties. You had 75% increased risk in having problems falling asleep, what is called here sleep induction, and 89% increased risk of having problems in maintaining sleep. When they took the GERD group and they separated them to those that have nighttime reflux versus daytime, then those that had nighttime reflux, they had 53% increased risk of experiencing sleep difficulties, 43% increased risk in having problems falling asleep, and 56% had problems in maintaining good sleep. This is another study that looked at factors that affect reports of heartburn that awaken patients from sleep during the night. The most important one is having insomnia resulted in twofold increased risk in experiencing heartburn that awakened patients from sleep during the night. Also, being snoring and being sleepy. Others is consumption of benzodiazepine, carbonated soft drinks, hypertension and asthma, probably because of medication use. All of them increases patients' risk for reporting heartburn and awakening them from sleep during the night. Now, we've done a series of studies that we published over the last decade about the relationship between gastroesophageal reflux and patient sleep experience. For that, we use the actigraph, which you can see here on the slide. What is the actigraph? The actigraph is a watch-like device, which is worn on the non-dominant wrist, and it records motion with oscillometers that are placed in the actigraph. Now, by recording hand movements through these oscillometers, the actigraph can determine if the patient is asleep or awake. Now, at the same time that we did actigraph measurements, we also placed a pH test, and the patient underwent pH evaluation over a period of 24 hours. At the end of the study, we superimposed the actigraphy raw data over pH monitoring collected data matched by time. And this is how it looks when you got the results of this type of technology. Now, on the left side, you can see an explanation of what is available on the slide. Awake is the white color. Sleep is the blue one. Green is when the patient is in the supine position. In the main strip, you can see a green color, and this is whenever the patient is awake but in the supine position. And then yellow is whenever the patient is eating food. Now, if you look at the night period,
This is the blue color on the right side. Ignore the blue color on the left side because this is an afternoon nap that the patient took. You can see that during the period that the patient was awake, but in bed in the supine position, the patient experienced multiple reflux events. Now, during sleep time, it appears that the patient awoke twice. And during that period of time, when the patient woke up, it was associated with reflux events. Now, these two awakenings resulted in fragmenting patient's sleep to three separate sleeping periods, which obviously resulted in next day feeling tired, feeling sleepiness, unable to concentrate. So we did another study here where we took 39 GERD patients and we evaluated them for conscious awakening during sleep and their relationship with acid reflux events as well as symptoms. Now, in order for patients to experience symptoms during nighttime, they have to wake up and they have to wake up for a certain period of time for at least 2 minutes. So if you look on the left side, you can see that these 39 patients experienced 104 conscious awakenings. Of those, 52% were associated with reflux events. So about half of these conscious awakenings were associated with reflux events. Of the reflux events, 31.5% were associated with symptoms, suggesting that overall, if we look at all 104 conscious awakenings, only 16.3% of them were associated with symptoms. So suggesting that overall, the percentage conscious awakening associated with acid reflux and GERD-related symptoms was relatively small, meaning that most of the conscious awakenings that were associated with reflux events were not associated with symptoms. Suggesting, in fact, that the most common manifestation of gastroesophageal reflux during sleep time is just by patients waking up rather than with symptoms. Now, this is an example of one of the patients from our study. So you can see that this patient, where the green arrow is, there is a very short period of time when the patient was awake in bed, before the patient fell asleep. And at that short period of time, the patient already had reflux events. Now, during the sleep period, you can see that the patient woke up 6 times. And the range of waking time was between 4 minutes and 38 minutes. That resulted in serious fragmentation of patient's sleep time during most of the night. And as you can see at the top, the red line suggests that during the whole period of time, the patient was also experiencing heartburn. At the end of the last waking period, which is F on this figure, the patient eventually fell asleep and we don't see any more reflux events. And also there's no association with symptoms. So this is clearly tells us a very important story about patients' sleep experience. And you can see why patients experience so much heartburn during sleep time. And it was associated with significant fragmentation of their sleep. In this study, we also found out that in 88.2% of the time, symptomatic acid reflux event occurred after conscious awakenings. And only in 11.8% of the conscious awakening
symptomatic acid reflux event preceded conscious awakening. So that's a very important point, because that was also was recently shown in a study that was published in the American Journal of Gastroenterology. Interestingly, most of the time, patient woke up first and then experienced reflux. And so that suggests that the reflux may not necessarily was the cause for patients waking up or the trigger. However, if reflux event preceded the conscious awakening of the patient, then those reflux events tended to be of a longer period of time. In contrast, if the reflux event occurred after the patient woke up, then those tended to be of a short period of time. And the reason for that after the patient wake up, they can initiate all their defense mechanism in order to eliminate the reflux from their esophagus. They can initiate swallowing, they initiate saliva production, they assume the upright position. All of this help to clear the esophagus from reflux, from acidic content, and can help also to neutralize the pH in the lower part of the esophagus. Now, here's an example. You can see here during the blue period, which is when the patient was asleep, there are two important reflux events. One of them occurred when the patient woke up, because you see that their reflux event occurred when the color is white. That means that the patient was awake for that short period of time. And above it, you can see the red color, suggesting that also that short period of time was also associated with a heartburn symptom. Left to it, you can see another arrow of another reflux event that occurred when the patient was asleep. The reflux event that occurred when the patient was asleep appears to be of a longer duration than the reflux event that occurred when the patient woke up. And then again, based on the explanation then that when the patient was asleep, the patient did not initiate all the natural defense mechanism of the esophagus and clear the reflux event. Instead, we can see that these defense mechanism were initiated when the patient woke up. Now, this is how the reflux looks when the patient was asleep. You can see of a long duration. And this is how the reflux looked when the patient woke up, and you can see it was a very short duration. We also looked at another aspect of experiencing reflux during sleep, and this is before the patient wake up in the morning. And we identified a phenomenon that we called it riser's reflux. So when you look at patients at least 1 hour before they wake up, then you'll find out that about 17.9% of them, or about an hour before they wake up, they experience reflux events. 10 minutes before they wake up, 33% of the patients experience reflux events. And 20 minutes post-awakening, sorry, the previous one was 10 minutes post-awakening, 33% experience reflux events. And 20 minutes post-awakening, 48.7% experience reflux events. So the study clearly suggests that immediately after waking up, almost half of the patients that participated in the study experienced reflux events even before they had breakfast, suggesting that the transition from sleep to awake in the morning in patients with gastroesophageal reflux disease is associated with experiencing reflux events. So our studies have shown several important findings. One, that before falling asleep, the transition from being awake at night and then falling asleep is also associated with a lot of reflux events. So when the patient is awake and in bed, that is associated with reflux event.
During sleep period, we see less reflux events, and if they occur, these reflux events tend to occur when the patient wake up, most of them. And then when there is a transition from sleep time to waking up in the morning, the patient is again experiencing reflux events, especially after waking up. So let's look at the sleep and acid reflux model. So during sleep, there is alteration in esophageal physiology, as I already mentioned. Now, if patients are prone to develop GERD because they have the anatomical abnormalities that expose them to gastroesophageal reflux disease, then obviously sleep can increase gastroesophageal reflux disease. Increase in gastroesophageal reflux disease, as I shown you, can affect patient's sleep experience. It can decrease sleep quality. And so the next question is, can decrease in sleep quality per se increase gastroesophageal reflux disease? Because if this is the case, then we're dealing with what I call a vicious cycle. So this is a study that we've done where we took patients with gastroesophageal reflux disease and healthy controls, and they were randomized to a period of good sleep and bad sleep. Bad sleep meant that they had to sleep 3 days in a row, 4 hours sleep per night. And good sleep, that they had to sleep 2 days in a row, at least 8 hours sleep per night. The day after bad sleep or good sleep, patient showed up into the laboratory and an infusion tube was inserted through their nose and into the esophagus, and then acid was perfused through that tube. And then patient was assessed for symptom generation. The study showed that if patients came after bed sleep, so they were sleep deprived, the acid perfusion sensitivity score was significantly higher than it was if the patient came after good sleep, suggesting that sleep deprivation may lead to reduced perception thresholds for acid stimuli in the esophagus. So sleep deprivation may result in increasing sensitivity to acid stimuli. In another study that we did, we took healthy controls and we exposed them also to bad sleep and good sleep. And you can see that the good sleep was at least 7 hours sleep on two consecutive nights, and bad sleep 4 hours or less on two consecutive nights. And after the study, after each study, the healthy controls came back and underwent a pH test. So each one of them underwent a pH test after good sleep and after bad sleep. And we were able to show that after bad sleep, there was increase in the percent total acid exposure time as compared after good sleep. In fact, after good sleep, their acid exposure time was within normal limits. After bed sleep, we were able to convert 45.5% of the normal subjects to values that we see in GERD patients. So we could make their esophageal acid exposure time abnormal. And so this is a very interesting finding, because the two studies that I've shown you suggested that sleep deprivation by itself can exacerbate gastroesophageal reflux disease by two important mechanisms. One of them, by just increasing esophageal acid exposure time, and the second one is by increasing esophageal sensitivity to acid. So the data that I've shown you so far clearly suggests that there is a bidirectional relationship between sleep
and GERD. That increase in GERD results in decrease in sleep quality, and decrease in sleep quality can increase gastroesophageal reflux disease, and we see this vicious cycle. So one way to break this vicious cycle is obviously to treat patient gastroesophageal reflux disease. So here are some studies showing the effect of anti-reflux treatment on patient sleep experience. So this is a study where patients were randomized to esomeprazole 20 milligram once a day versus placebo for a period of 4 weeks. And the study showed that those that received the esomeprazole, the percentage of patients that received esomeprazole reported relief of heartburn was significantly higher than those that received placebo, 34.3% versus 10.4%. This is another study. Here, patients were randomized to either esomeprazole 40, esomeprazole 20, or placebo, and looking this time at sleep disturbances. And those that received esomeprazole, regardless of the dose, they reported a significantly higher percent of days without sleep disturbances as compared to those that received placebo. Now, let's look at the role of rabeprazole in treating nighttime reflux and thus potentially affecting patients' sleep experience. This is a large meta-analysis that included 57 studies that measured intragastric pH after different PPI regimens. And the study found that the relative potencies of the five compounds compared to omeprazole were 0.23 for pantoprazole, 0.9 for lansoprazole, 1.6 for esomeprazole, and 1.82 for rabeprazole. So rabeprazole demonstrated the highest potency in this study. In addition, in GERD patients with nocturnal heartburn, a single dose of rabeprazole was able to increase intragastric pH significantly more than pantoprazole. And this was throughout the 24 hours. So it included also the first 5 hours and also nighttime hours or daytime hours. This is another study that compared rabeprazole to pantoprazole in controlling gastric acid in patients with nighttime heartburn. And when you look at the mean time with intragastric pH greater than 4, during daytime it was significantly higher with rabeprazole versus pantoprazole, 51% versus 42%. And when you look at nighttime, again, it was significantly higher for rabeprazole, 32.2% versus pantoprazole 16.9%. Another study looking at nighttime intragastric pH. So during nighttime, the mean percent time pH greater than 3 or end pH greater than 4 was significantly higher on a single dose of rabeprazole 20 milligram than esomeprazole 40 milligram. And you can see it was for both intragastric pH greater than 3 and intragastric pH greater than 4, all suggest the potential efficacy of rabeprazole in nighttime, for nighttime reflux. This is another study that looked at dexlansoprazole 30 milligram. Patients were randomized to dexlansoprazole 30 milligram versus placebo. All of these patients had nighttime heartburn. And at the end of the study, which lasted 4 weeks, there were the following findings. Those that received dexlansoprazole demonstrated a significantly higher median percent nights without heartburn. Also, the percent of patients with relief of nocturnal heartburn during the last 7 days of treatment was significantly higher in the dexlansoprazole group. And lastly,
The percent of patients with relief of GERD-related sleep disturbances during the last 7 days of treatment was also higher in those that received dexlansoprazole. Again, clearly suggesting that anti-reflux treatment improves not only nighttime gastroesophageal reflux, but also its consequences, which is sleep disturbances. The effect of the anti-reflux treatment, in this case, the dexlansoprazole on nighttime GERD, was throughout the different severity of gastroesophageal reflux disease that the patient experienced. But in particular, the effect was if patients experience moderate to severe or severe to severe nighttime GERD. And here in this slide, you can see that dexlansoprazole significantly improved the variety of sleep disturbances as compared to placebo at the end of the study. And those include nights with GERD-related sleep disturbances, nights with difficulty falling asleep, nights with waking up, nights with difficulty getting back to sleep, and others. So from the data that I have shown so far, one way to break this vicious cycle between poor sleep and gastroesophageal reflux disease is by treating patients with anti-reflux medications. And the studies that I've shown included primarily or exclusively proton pump inhibitors. So the next question, of course, is if we improve sleep, can just by that, we can improve gastroesophageal reflux disease? So here is probably one of the studies that looked into this issue. This study actually recruited patients with non-erosive reflux disease who had nighttime symptoms, and they randomized them to either Remeltion or placebo. Remeltion is a MT1 or MT agonist, melatonin 1, melatonin 2 agonist, and the dose was given at 8 mg at bedtime. At the end of the 4 weeks, these patients were evaluated for symptom improvement. And as you can see here, those that received Remeltion, which is a sleeping pill, demonstrated a significant improvement in daytime heartburn, but in particular, nighttime heartburn as compared to placebo. In addition, those that received Remeltion also demonstrated a significant improvement in their insomnia severity index, which probably was the mechanism by which Remeltion improved those patients' symptoms. So the studies suggest that by improving patients' sleep experience, that by itself can improve patients' GERD-related symptoms. Obviously, the next question that everybody will ask is, should we consider combined treatment in our patient population, those that have nighttime reflux and as a result, sleep disturbances? Should we consider an anti-reflux medication in the form of a proton pump inhibitors and then add some type of a sleeping pill that have been studied, like Remeltion? So data for this obviously are still missing, but that kind of a very intriguing concept. Now, this is a table that we published recently in a paper in Lancet. That paper was published last year, and the table covers all the therapeutic options for patients with nocturnal GERD. That includes lifestyle modifications, which I haven't mentioned, and those should include elevating the head of the bed, sleeping in the left lateral position, avoiding late night meals. We talked about anti-reflux medications. Most of the studies looked at PPIs, but there is some evidence that H2 blockers, some of the prokinetic agents, and even baclofen can improve sleep. Studies looked at hypnotics and showed that they may improve GERD-related symptoms. I told you about Remeltion. There is some evidence about zolpidem and melatonin.
There are studies showing that anti-reflux surgery may also improve nighttime symptoms. And then from alternative and complementary medicine, Reconshido, which is a traditional Japanese remedy, has also been shown to improve nighttime GERD. So I'd like to finish here and conclude my presentation. So nighttime gastroesophageal reflux disease, first of all, is very common and is associated with many different sleep disturbances. Nighttime gastroesophageal reflux disease and the associated sleep disturbances markedly improve with anti-reflux treatment, and I mentioned specifically PPIs such as esomeprazole or potentially rabeprazole or dexlansoprazole. There is a bidirectional relationship between gastroesophageal reflux disease and sleep, and GERD can worsen sleep quality, and poor sleep can independently worsen GERD. So I'd like to summarize and conclude here and say, never give up on your dreams. Keep sleeping. Thank you very much for taking the time and giving me the opportunity to tell you about the relationship between gastroesophageal reflux disease and sleep disturbances. Have a great day. Xin cảm ơn tất cả các quý đồng nghiệp đã lắng nghe cái phần chia sẻ của giáo sư Ronnie Fass. Chúng tôi cũng có một cái lời xin lỗi là có thể trong cái phần dịch thuật ở phía footnote là có thể là do cái vấn đề dịch tự động, nên nó sẽ có một số những cái lỗi. Chẳng hạn chúng ta thấy có những cái vi khuẩn ban đêm, thật ra thì do cái chữ GERD, nighttime GERD, thì cái chữ GERD người ta nghe cái tiếng cái âm nó giống như chữ germ, thành ra do đó nó tưởng nó dịch là vi khuẩn ban đêm, thành ra do đó chúng ta bỏ qua những cái vấn lỗi này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần giải lao khoảng 10 phút để chúng ta thư giãn, rồi chúng ta sẽ trở lại hội trường để tiếp tục hai cái bài trình bày cũng khá lý thú tiếp theo. Xin mời các quý vị giải lao. Có cái này đi.
Rabeprazole works very quickly. Now let's see the mechanisms for this quick action, focusing on how rabeprazole is converted into its active form. Every proton pump inhibitor so far developed is administered in a prodrug form. Prodrugs of the proton pump inhibitors enter from the bloodstream to the secretory canaliculi of the gastric parietal cells. These secretory canaliculi are filled with acid. The prodrug exposed to strong acid is protonated and undergoes a conformational change to its active form, which is capable of inhibiting the proton pump. The active compound so formed binds to particular cysteine residues of the proton pump. The cysteine residues are attainable from the side of the acid accumulating lumen. Then gastric acid secretion is inhibited. Non-gastric proton pumps, for example, in lysosomes, have no cysteine residues on their acid accumulating side. In such cases, proton pump inhibitors do not inhibit proton secretion. At the moment, there are several other commercially available proton pump inhibitors. However, they are not as susceptible to conversion into active forms. Each proton pump inhibitor requests different degrees of acid strength, that is, different minimal pH values for conversion from a prodrug to active form.
In strong acid, any species of proton pump inhibitors can transform into their active forms. However, as the acidity lowers, that is, the pH value increases, the number of active forms decreases. The pH at which the number of prodrug forms and the number of active protonated forms are equal is called pKa for each inhibitor. The pKa for most proton pump inhibitors, except for rabeprazole, is below 4. Rabeprazole has a pKa of 5. This means rabeprazole can produce more active forms even in weak acid. Thus, rabeprazole is efficiently converted into its active form in weakly acidic lumen. Why is this important for the unique inhibitory action of rabeprazole? Gastric parietal cells are born close to the opening of the fundic gland and then migrate towards the bottom. Therefore, the parietal cells near the opening of the gland are young and highly active in acid secretion. The secretory canaliculi in such cells shows a strong acidity with a pH value as low as 1. On the contrary, the old parietal cells seen in the bottom have a lowered secretory activity. The intracanalicular pH is between 4 and 5, showing only mild acidity. Upon administration, any kind of proton pump inhibitor can generate a sufficient amount of active forms with the young parietal cells that maintain strong acidity with a pH of 1. However, it seems difficult for other proton pump inhibitors, except rabeprazole, to produce a sufficient number of active forms in the secretory canaliculi of the old parietal cells, because the acidity is mild and the pH is 4 to 5. Xin kính mời quý đại biểu quay lại hội trường để buổi hội thảo chúng ta được phép bắt đầu lại. Anh Để đảm bảo cái tiến độ của cái chương trình hội nghị thì chúng tôi xin kính mời tất cả các quý đồng nghiệp chúng ta trở về vị trí ngồi hội trường để chúng ta sẽ tiếp tục cái phần 2 của hội thảo buổi sáng nay. Kính thưa các quý vị đồng nghiệp, thì để tiếp tục chương trình thì chúng ta cũng sẽ có hai cái phần trình bày tiếp theo. Bài đầu tiên là vấn đề rối loạn thực quản chức năng. Đây là một cái vấn đề cũng khá phổ biến hiện nay do cái tần suất của cái bệnh trào ngược đang gia tăng. Do đó chúng ta cần phải có một cái sự nhận định về những cái rối loạn về thực quản mà không do nguyên nhân thực thể,
để từ đó chúng ta có một cái hướng giải quyết cho nó triệt để. Thì cái phần này sẽ do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường, là trưởng khoa y của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và cũng là chủ nhiệm bộ môn nội của trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin mời Phó Giáo sư Trần Thị Khánh Tường. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng, kính thưa tất cả các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi sẽ xin được trình bày tiếp theo những cái vấn đề liên quan đến rối loạn tiêu hóa chức năng, đó là rối loạn về thực quản chức năng. Về định nghĩa thì là những cái rối loạn về thực quản chức năng theo tiêu chuẩn của Rome 4 á, tức là những cái triệu chứng về thực quản mãn tính nhưng mà mình không tìm thấy được cái nguyên nhân thực thể, tình trạng viêm, rối loạn nhu động hay vấn đề chuyển hóa. Và cũng xin nhắc lại, rối loạn thực quản chức năng chúng ta có năm cái rối loạn, là thứ nhất là đau ngực chức năng, thứ hai là ở nóng chức năng hay là nóng rát chức năng, tăng nhạy cảm do trào ngược, globus mình hay dịch là cảm giác vướng họng và khó nuốt chức năng. Thì thực hành, nếu mà chúng ta thực hành trong thực hành lâm sàng thường ngày thì chúng ta cũng gặp khá là nhiều những cái rối loạn chức năng này. Chỉ có một cái là đôi khi chúng ta không nhận ra nó mà thôi. Đặc biệt cái globus á, mình gặp rất là nhiều và cực kỳ khó điều trị. Cũng giống như những cái rối loạn chức năng khác, thì là đối với những cái rối loạn về chức năng thực quản, nó cũng có cái vai trò của trục não ruột. Chúng ta biết là về cái cơ chế của về rối loạn chức năng tiêu hóa, nó liên quan đến hai cái chính, đó là rối loạn vận động và thứ hai liên quan vấn đề tăng nhạy cảm. Thì là những cái tổn thương ở vi thể thôi à, những cái tổn thương vi thể trong lòng ruột hoặc là trong cái niêm mạc của ruột á, thì nó sẽ làm tăng nhạy cảm theo cái dây thần kinh hướng tâm tạng đến não của chúng ta, và từ đó chúng ta có làm tăng rối loạn về loạn cảm và tăng cảm giác đau. Ngoài ra những cái rối loạn về tâm thần cũng như về nhận thức ở não cũng làm tăng lên cái cảm nhận, cái ngưỡng nhận cả đau ở những cái thụ thể của đường tiêu hóa, và đặc biệt mình tập trung ở thực quản thì từ đó nó gây ra những cái triệu chứng thực quản. Tóm lại là những cái kích thích ở mức độ nhẹ, những mức độ mà không gây đau ở người bình thường thì nó lại làm gây đau ở cái người rối loạn chức năng. Và những cái tổn thương, những cái kích thích mà mức độ vừa thôi, nó chỉ gây đau mức độ nhẹ thôi, thế là sẽ làm tăng cái cảm giác đau ở cái người rối loạn về chức năng. Về đặc tính lâm sàng của những cái rối loạn về chức năng thực quản nó như thế này. Về triệu chứng á, thì nó cũng có những cái triệu chứng mà nó rất là chồng lấp và rất là giống y như những cái triệu chứng của cái GERD. Ví dụ như ở nóng hay là nóng rát là cái triệu chứng điển hình. Triệu chứng điển hình của GERD thì nó cũng là cái triệu chứng chính của cái ở nóng chức năng hay là tăng nhạy cảm thực quản do trào ngược. Ngoài ra những cái triệu chứng khác như đau ngực, mình có cái nhóm là cái hội chứng đau ngực không do tim á, nó nằm trong cái phân nhóm của GERD. Với GERD mà GERD không phải ngoài thực quản. Thành ra những cái đau ngực này đôi khi bệnh nhân đến với mình, nó cũng là cái triệu chứng của GERD, hay là những cái triệu chứng khác như globus hoặc là khó nuốt cũng có thể thường gặp trên GERD. Chính vì vậy khi chúng ta tiếp cận những cái bệnh nhân có những cái triệu chứng này thường á, là chúng ta sẽ chẩn đoán GERD trước. Nhưng những cái bệnh nhân là nó có một cái đặc điểm là nó đáp ứng rất là kém với là ức chế bơm proton PPI, thậm chí nó chẳng có đáp ứng gì cả. Ví dụ như là ở nóng chức năng, đau ngực chức năng, globus, chỉ có hai cái rối loạn chức năng mà có thể có đáp ứng một phần với PPI, nhưng nó đáp ứng không đầy đủ đâu nếu chúng ta chỉ sử dụng PPI, đó là tăng nhạy cảm do trào ngược và khó nuốt chức năng. Vì như vậy, thường chúng ta tiếp cận những bệnh nhân mà chúng ta chẩn đoán GERD mà chúng ta đáp điều trị PPI không đáp ứng á, thì chúng ta có những cái từ ví dụ là GERD kháng trị hay là kháng PPI. Thì cái định nghĩa thế nào hoặc là GERD kháng trị, hay nói chính xác hơn là triệu chứng GERD mà nó không đáp ứng với PPI thì được định nghĩa như thế nào? Thì lần đầu tiên cái đồng thuận châu Á Thái Bình Dương năm 2016 á, họ nói định nghĩa rằng là những cái triệu chứng GERD mà nó dai dẳng, nó gây khó chịu, nó gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân mà nó không đáp ứng tối thiểu 8 tuần với liều PPI, liều chuẩn, tức là chúng ta sử dụng liều chuẩn một lần một ngày thì được gọi là GERD kháng trị. Tuy nhiên ở châu Âu cũng như ở Mỹ á, thì họ đưa cái mức của cái kháng trị PPI này lên bằng cách là phải sử dụng PPI 2 lần một ngày và cái thời gian phải ít nhất 12 tuần mà không đáp ứng thì mới được xem là bệnh nhân GERD kháng trị. Và như vậy cái nguyên nhân của những cái triệu chứng GERD kháng trị, ở đây chúng ta nói là triệu chứng thôi, chúng ta không nói đây là GERD.
Vì nguyên nhân của gợt kháng trị nó có thể là thực sự bệnh nhân này có trào ngược hay là hoàn toàn không có phải trào ngược. Và trong cái trào ngược này á, là có thể bệnh nhân này tiếp xúc với một cái axit thực quản bất thường, tức là mình gọi là bệnh gợt á, hay là thực sự đây là mình tiếp xúc với thực quản, cái ngưỡng tiếp xúc, cái mức độ tiếp xúc axit với thực quản hoàn toàn bình thường, hoặc thậm chí là không phải là axit nữa, chất kiềm hoặc là axit yếu, thì những cái trường hợp này cũng có thể gây nên những cái triệu chứng này. Nếu chúng ta đi chia làm các nhóm nguyên nhân gây các triệu chứng của gợt kháng trị á, thì chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm thực sự là có trào ngược axit nhưng mà do chúng ta điều trị chưa có đầy đủ, chúng ta ức chế toan chưa đầy đủ, hoặc là cái trào ngược này nó tăng lên. Thường gặp nhất là chúng ta vấn đề sử dụng PPI. Vấn đề sử dụng PPI ở đây là do cái sự tuân thủ của bệnh nhân không có tốt, hoặc là do chúng ta tư vấn bệnh nhân cách sử dụng thuốc chưa tốt, vấn đề uống thuốc không có đúng cách, vấn đề liên quan đến tính đa hình CYP2C19, hoặc là vấn đề những cái vấn đề khác, ví dụ như là chúng ta trào ngược, đây là một trào ngược axit yếu hoặc là trào ngược không phải axit, thì chúng ta sử dụng PPI hiệu quả nó cũng không có cao. Cái nhóm thứ hai mà tôi muốn đề cập đến đó là rối loạn về chức năng thực quản. Và rối loạn chức năng thực quản nó có hai cái rối loạn thường gặp mà gây nên những cái nguyên nhân của gợt kháng trị, đó là ở nóng chức năng và tăng nhạy cảm do trào ngược. Ngoài ra nó còn có một cái nhóm mà Phó Giáo sư Hoàng vừa đề cập, tức là những bệnh nhân này có kèm theo những cái rối loạn chức năng ở những cái ở ruột chẳng hạn, ví dụ như kèm theo hội chứng ruột kích thích, thì vấn đề cái đáp ứng đối với PPI nó cũng ảnh hưởng. Ngoài ra còn chúng ta cần phải loại trừ những cái nguyên nhân khác mà hoàn toàn nó không liên quan gì đến gợt, ví dụ như hội chứng Joling-Gerlison, ví dụ như là viêm thực quản do thuốc, viêm thực quản do nhiễm trùng, hay là viêm thực quản do tăng eosinophil hoặc ung thư hoặc achalasia vân vân. Như vậy cái vai trò, cái tầm, cái đóng góp của những cái rối loạn chức năng thực quản trong những cái bệnh nhân mà không đáp ứng PPI ở mức độ nào, thì người ta nhận đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là ở những cái bệnh nhân á, mà cái triệu chứng gợt nó cứ dai dẳng mãi, mà chúng ta đã điều trị PPI 2 lần một ngày rồi mà vẫn không đáp ứng, và người ta làm thêm những cái test khác, thì người ta chẩn đoán được rằng 90% trường hợp, những trường hợp này là liên quan đến những cái rối loạn thực quản chức năng, trong đó 55,15% là nó liên quan đến ở nóng chức năng, 35,9% liên quan đến tăng nhạy cảm do trào ngược, như vậy nó chiếm đến 90%. Chỉ có 10% là nó liên quan đến vấn đề là chúng ta ức chế toan chưa đủ, vẫn có một cái tình trạng trào ngược axit dai dẳng mà thôi. Đây là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng trong vấn đề thực hành lâm sàng của chúng ta. Trên những bệnh nhân có triệu chứng ở nóng là triệu chứng chính, thì cái mức độ tiếp xúc với axit nó sẽ giảm dần từ trái sang phải, trong khi cái mức độ mà tăng nhạy cảm với thực quản nó sẽ tăng dần từ trái sang phải. Đối với những bệnh nhân mà tiếp xúc có cái viêm thực quản trào ngược á, viêm thực quản do trào ngược á, thì nó có mức độ tiếp xúc axit nhiều nhất, sau đó giảm dần là cái nợt, tức là chúng ta không có tình trạng viêm. Nhưng khi đi qua những cái rối loạn về chức năng, tăng nhạy cảm trào ngược, chúng ta thấy vẫn có tiếp xúc với axit nhưng cái mức độ tiếp xúc bình thường, nhưng bệnh nhân vẫn có triệu chứng. Và khi qua tới ở nóng chức năng, chúng ta thấy gần như là cái tiếp xúc với axit gần như là hoàn toàn bình thường và không có cái triệu chứng liên quan đến tiếp xúc axit, mà chủ yếu đây là do liên quan đến tăng nhạy cảm thực quản. Như vậy khi chúng ta tiếp xúc với một bệnh nhân mà đã thất bại với điều trị PPI, chúng ta chẩn đoán đầu tiên là gợt, thì chúng ta sẽ phải làm cái gì? Đầu tiên, những bệnh nhân này nếu trước đó chúng ta chưa nội soi, hầu như tất cả những bệnh nhân mà có cái dấu hiệu báo động chúng ta đều phải nội soi. Nếu chúng ta chưa nội soi thì chúng ta cho tiến hành nội soi, và thậm chí chúng ta có thể đánh giá phân tầng. Nếu mà nội soi nó trả lời là thậm chí đôi khi người ta khuyên mình nên sinh thiết nữa để loại trừ những cái viêm thực quản do tăng eosinophil. Và thậm chí những trường hợp chúng ta nghi ngờ achalasia, tức là có thắt thâm vị, thì ta cho chụp cái Barrett. Nếu chúng ta làm mà vẫn không thấy gì hết, vẫn là hoàn toàn bình thường, thì đối với châu Á, do cái pH monitoring nó chưa có phổ biến, do đó cái bước kế tiếp chúng ta vẫn sẽ phải làm cố gắng ức chế toan tối ưu, ức chế axit tối ưu bằng cách là chúng ta kiểm tra liều thuốc, chúng ta cách uống thuốc của bệnh nhân, chúng ta thay đổi cái PPI khác, chúng ta thêm những cái thuốc khác vào hỗ trợ PPI như anginat, ức chế thụ thể H2 vào ban đêm, hoặc là những cái thuốc điều hòa thần kinh hoặc là điều hòa đau. Sau đó chúng ta mới xem xét đến những cái phương pháp khác. Còn ở theo cái Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2018, thì những bệnh nhân mà thất bại với PPI một lần một ngày, sau khi loại trừ những trường hợp mà chúng ta soi rồi á, thì chúng ta cũng phải như vậy thôi. Tức là chúng ta phải tối ưu hóa cái hiệu quả của PPI. Tối ưu hóa bằng cách chúng ta phải xem lại cái lối sống. Cái thay đổi lối sống nó cực kỳ quan trọng trong thực hành lâm sàng, mà đôi khi người bác sĩ của chúng ta trong quá trình chúng ta trao đổi bệnh nhân, chúng ta không có thời gian, chúng ta không có dặn dò bệnh nhân.
Kế tiếp chúng ta cũng coi lại cách sử dụng PPI như thế nào ha, thay đổi như thế nào, thêm thuốc. Và trong những thuốc này, ngoài những thuốc vừa kể trên, chúng ta có vai trò của baclofen, prokinetic, vân vân. Và sau đó chúng ta tăng liều lên 2 lần. Và nếu cải thiện thì chúng ta tiếp tục điều trị giảm liều duy trì. Còn nếu không cải thiện chúng ta cũng nội soi. Và nếu nội soi mà không có triệu chứng gì hết thì chúng ta đưa qua cái bước kế tiếp, đó là chúng ta làm cái đo, làm cái test pH. Test pH ở đây là có test pH thông thường hoặc là có đo trở kháng. Vấn đề can thiệp lối sống như thế nào? Và vấn đề can thiệp lối sống thì đây là một cái nghiên cứu, một cái review, systematic review cho thấy rằng là chúng ta thường khuyên bệnh nhân rất là nhiều. Nhưng mà cái giá trị trong nghiên cứu thì cho thấy rằng chúng ta nên lưu ý thứ nhất là giảm cân đối với người quá cân. Đối với những bệnh nhân hút thuốc lá, chúng ta nên ngưng hút thuốc lá. Và đặc biệt tránh những bữa ăn tối vừa muộn, buổi tối, khuyên bệnh nhân ăn không no và không ăn trễ. Không ăn trễ có nghĩa là từ khi ăn đến khi ngủ phải trên 3 tiếng đồng hồ và nâng cao đầu giường. Quý vị nhớ là nâng cao đầu giường. Trong những cái tờ giấy mà hướng dẫn cho khi bệnh nhân sau khi điều trị của một số chuyên khoa, họ ghi là nằm gối cao không đúng đâu ạ. Nằm gối cao nó sẽ thoái hóa cột sống cổ. Mình nâng cao đầu giường như thế này có nghĩa là mình nâng nguyên cái người bệnh nhân, ví dụ đây là cái gối trống trào ngược lên cỡ khoảng 15 đến 20 cm. Tức là khoảng 15 độ. Và đặc biệt nhớ là chúng ta dặn bệnh nhân nằm nghiêng bên trái. Nằm nghiêng bên trái là nó giảm trào ngược rất là nhiều đây ạ. Nằm nghiêng bên trái thì bệnh nhân giảm trào ngược ngủ được, và khi nằm nghiêng phải thì cái nó trào ngược rất là dữ dội. Nằm nghiêng trái và nếu mà mỏi quá thì nằm ngửa chứ đừng bao giờ nằm nghiêng bên phải. Sau khi chúng ta dặn dò những cái vấn đề về lối sống, phải kiểm tra mỗi lần tái khám, chúng ta tối ưu hóa điều trị PPI. Chúng ta kiểm tra sự tuân thủ, người ta nhận thấy rằng là cái sự tuân thủ đáp ứng PPI nó chỉ có một tháng đầu thì 55%, tới 6 tháng còn khoảng 30% theo hướng dẫn ban đầu của bác sĩ. Với điều kiện chúng ta có hướng dẫn mà người ta tuân thủ chỉ khoảng 1/3. Như vậy những cái trường hợp mà chúng ta không hướng dẫn nữa thì gần như cách uống PPI không có đúng và hầu như cái hiệu quả nó không có phát huy tối đa. Và người ta nhận thấy trên bệnh nhân gợt thì cái sự tuân thủ rất là kém. Và cái cách uống cũng vậy, cái cách uống như thế nào, uống chung với những thuốc nào, liều như thế nào, thì thực sự những nghiên cứu cho thấy rằng là bệnh nhân gợt họ uống cũng không có đúng nữa. Mình dặn bệnh nhân là uống trước khi ăn 30 đến 60 phút bữa ăn đầu tiên, hoặc nếu có hai lần là bữa ăn cuối cùng trong ngày thì bệnh nhân thích lúc nào thì uống, bệnh nhân quên. Thực sự nếu mà uống trước ăn đôi khi họ không có nhớ, và thậm chí họ uống rồi họ cũng chẳng cần ăn nữa, mà không cần ăn cũng chẳng có giá trị gì. Uống khi ngủ hoặc khi nào họ đau họ uống, đúng không ạ? Thường thường họ khi nào họ đau uống một viên hết rồi thì họ không uống nữa. Thành ra những cái vấn đề này rất là quan trọng trước khi chúng ta đánh giá đó là một cái gợt kháng trị. Về cái PPI chúng ta biết nó là một cái product, nó được hoạt hóa trong môi trường axit. Do đến nếu chúng ta cho bệnh nhân uống những cái thuốc kháng tiết cùng lúc với PPI thì vô tình chúng ta đã đẩy cái độ toang của cái tiểu quản bài tiết này nó lên hen hai, và như vậy PPI nó không được hoạt hóa. Mà nó không được hoạt hóa thành sulfenamide thì nó không ức chế được H cộng K cộng ATP. Do đó cái đầu tiên chúng ta nhớ rằng là PPI được hoạt hóa trong môi trường axit, do đó chúng ta không được sử dụng chung với các thuốc kháng tiết khác. Và đặc biệt đó là những cái thuốc như là ức chế thụ thể H2, misoprostol hoặc somatostatin. Và cái cách uống của bệnh nhân mình cũng phải dặn, vì cái PPI này nó chỉ có hiệu quả khi mà cái bơm proton hoặc là cái tế bào thành được kích thích tiết axit, tức là nó rơi vào thời điểm sau khi ăn khoảng vài tiếng. Như vậy phải cho bệnh nhân uống trước ăn từ 30 đến 60 phút, sau đó phải ăn và ăn phải có chất đạm, thì lúc đó nó rơi, cái thuốc của mình nó rơi vào cái thời điểm là sau ăn vào máu được hấp thu tế bào thành và rơi vào thời điểm ngay lúc mà tế bào thành hoạt động, bơm proton hoạt động thì nó ức chế tối ưu. Do đó chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống 30 đến 60 phút trước bữa ăn đầu tiên, mấy chị nhớ là bữa ăn đầu tiên, nếu bệnh nhân không ăn sáng thì là bữa ăn trưa và bữa ăn cuối cùng trong ngày nếu sử dụng hai lần một ngày. Và bệnh nhân đôi khi phải dặn bệnh nhân ăn, nhiều lúc bệnh nhân nói bụng đói rồi sau đó không có ăn, mà không có ăn không có chất đạm thì nó sẽ không kích thích tiết axit và nó sẽ không sẽ huy động bơm proton và hoạt hóa bơm proton. Về cách sử dụng PPI thì chúng ta có hai thế hệ PPI phải không ạ? Và mỗi thế hệ, mỗi cái thuốc PPI nó đều có những cái hoạt, có những cái dược lượng động học và dược lực học khác nhau. Nếu chúng ta sử dụng những cái thuốc PPI ức chế toang không mạnh lắm, khởi đầu tác dụng không nhanh lắm, hoặc nó bị ảnh hưởng bởi kiểu hình CYP2C19 thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả ức chế toang. Thì đây là một cái bảng về dược động học, dược lực học của PPI. Chúng ta thấy ở thế hệ thứ nhất có Omeprazole, Lansoprazole, Pantoprazole, và ở thế hệ thứ hai là Rabeprazole và Esomeprazole. Thì người ta nhận thấy cái thế hệ thứ hai này nó có cái thời gian đưa pH trên 4 cũng như đưa pH trung bình cao đều vượt trội hơn so với thế hệ thứ nhất. Đây là một nghiên cứu nhắc lại thôi. Ông Rodifas cũng đã trình bày qua rồi.
Là đây là một cái meta-analysis gồm 57 nghiên cứu thì cho thấy cái hiệu lực tuyệt đối của PPI khi so sánh với omeprazole thì thấy isomeprazole, rabeprazole là cao nhất. Trong đó rabeprazole thì hơi vượt trội là 1,8482 theo cái nghiên cứu này. Ngoài ra cái hoạt hóa bơm hoạt hóa của cái PPI đó còn tuần thuộc về pK. pK tức là cái pH mà 50% PPI ở dạng hoạt hóa. Chỉ có ở dạng hoạt hóa thì PPI nó mới ức chế được bơm proton thôi. Thì trong cái năm cái PPI này thì cái rabeprazole nó có cái pK là 5. Thành ra nó có khả năng được hoạt hóa và ức chế bơm proton tốt nhất so với các PPI khác ngay cả trong môi trường axit yếu. Đây là một nghiên cứu chứng minh vấn đề này, tức là hiệu quả rabeprazole nó rất là sớm trong ngay ngày đầu tiên. Ngay ngày đầu tiên khi chúng ta sử dụng rabeprazole 20mg một ngày thì chúng ta thấy cái mức độ về triệu chứng từ ở nóng cho đến ở trớ cho đến đau thượng vị và khó nuốt đều giảm dần có ý nghĩa thống kê. Tương tự như vậy thì đây là một nghiên cứu khi sử dụng rabeprazole 20mg 8 tuần một ngày với một cái khối lượng, một cái dân số nghiên cứu rất là lớn, gần 2.500 bệnh nhân. Thì ta thấy chỉ cần ngày đầu tiên thôi thì trên 70% là bệnh nhân đã có cải thiện về triệu chứng và đặc biệt nó cải thiện những cái triệu chứng đáng kể ở cái nhóm mà không đáp ứng với omeprazole, lansoprazole, tức là thế hệ thứ nhất. Và khi so sánh với isomeprazole thì người ta thấy là cái thời gian mà đưa cái pH trên 3 và trên 4 vào ban đêm đối với cái rabeprazole nó cũng cao hơn có ý nghĩa thống kê. Và đây là cũng một slide mà ông Ronnie Fass có trình bày, tức là so sánh với pantoprazole thì để kiểm soát vào cái pH, thời gian trung bình pH đưa trên 4 vào thời gian ban ngày và ban đêm thì nó vượt trội ở ban đêm cũng như ở ban ngày, nhưng ban đêm có thể chúng ta thấy là cái vượt trội cao hơn gần gấp đôi. Thế khi chúng ta đã chọn lựa thuốc, chúng ta tối ưu hóa sử dụng PPI rồi thì chúng ta thêm thuốc, thậm chí ngay từ đầu chúng ta đã có thuốc ngay từ đầu rồi. Thường thường chúng ta ít khi mà kê toa một cái PPI lắm, chúng ta thường hay cho arginate phối hợp hoặc prokinetic hoặc vân vân tùy theo cái triệu chứng của bệnh nhân. Thì đây là nghiên cứu cho thấy rằng là khi bệnh nhân đã sử dụng PPI rồi, nếu chúng ta thêm arginate vào á, tức là gabapentin đó, thì cái hiệu quả của nó, tức là cái khả năng mà cải thiện triệu chứng nó tốt hơn so với PPI đơn thuần. Đây, cái nó cải thiện gần như hoàn toàn, triệu chứng nó sẽ tăng lên, cũng như là cái số ngày mà trong 28 ngày mà không có cái triệu chứng ở nóng cũng tăng lên khi chúng ta phối hợp thêm cái arginate. Còn bây giờ chúng ta ít sử dụng cái ức chế thụ thể H2 lắm, nhưng mà thực sự ức chế thụ thể H2 nó có một cái vai trò nhất định trong điều trị GERD. Như cái bài của giáo sư Ronnie Fass, chúng ta thấy là cái ức chế thụ thể H2 nó có cái vai trò kiểm soát cái bùng phát axit về đêm, tức là những cái triệu chứng ở nóng và ban đêm mà nó ảnh hưởng giấc ngủ. Thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng ức chế thụ thể H2 vào ban đêm trước khi đi ngủ, nhưng mà anh chị không uống chung với thuốc ức chế bơm proton. Ức chế bơm proton mình sẽ uống một trước khi bữa ăn cuối cùng trong ngày, còn ức chế thụ thể H2 mình sẽ uống trước khi đi ngủ, liều bình thường hoặc là liều gấp đôi. Thì đây là một cái meta analysis cho thấy rằng khi chúng ta phối hợp thêm cái ức chế thụ thể H2 thì cái risk ratio nó 0,48, tức là 52% bệnh nhân cải thiện về triệu chứng ở nóng và ban đêm khi chúng ta cho thêm cái ức chế thụ thể H2. Còn vai trò của prokinetics thì như thế nào ạ? Vai trò prokinetics rất là rõ ràng, nếu bệnh nhân lại có thêm cái những cái triệu chứng liên quan đến khó tiêu hoặc là no sớm. Nhưng đối với GERD thì trước đây cái meta analysis cách đây 4 năm á, thì họ thấy rằng prokinetics nó chỉ có cải thiện về chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân GERD thôi. Nhưng cái phân tích tổng hợp năm 2012 mới nhất hiện nay thì cho thấy rằng là prokinetics nó không chỉ cải thiện về chất lượng cuộc sống mà nó còn cải thiện triệu chứng so với PPI đơn trị liệu. Tức là nếu chúng ta phối hợp prokinetics với PPI điều trị GERD thì chúng ta thấy có thể có cải thiện triệu chứng, bên cạnh đó có cải thiện về chất lượng cuộc sống. Sau khi chúng ta đã thêm các thuốc rồi ha, thì chúng ta thấy cái vai trò tiếp theo nếu chúng ta nội soi thì như thế nào. Nội soi đối với những cái GERD kháng trị này hầu như là chỉ có 30% chúng ta mới phát hiện được cái viêm thực quản trào ngược, còn lại 70% hầu như là nội soi là bình thường. 70% nội soi bình thường thì kế tiếp, cái khuyến cáo kế tiếp của mình nó sẽ làm cái PS test, tức là đo pH test. Nhưng cái đo pH này hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh mình chưa có, Bệnh viện Đại học Y Dược đang triển khai, ở Hà Nội mới có. Thì như vậy chúng ta sẽ làm những cái gì? Khi chúng ta đo pH test, đây là một cái lưu đồ của trong cái bộ ROM 4, thì chúng ta thấy ha, khi chúng ta đo pH test á, thì nó có hai cái loại đo. Một cái loại là đo off, tức là chúng ta ngưng PPI ít nhất là 5 đến 7 ngày. Và một loại là đo bệnh nhân vẫn tiếp tục uống PPI. Thì những bệnh nhân nào mà trước đó chưa được chứng minh rằng là GERD
Tức là trước đó bệnh nhân này chỉ có triệu chứng thôi, được chứng minh là gợt là khi nào người ta đã làm được cái pH test để chứng minh là có gợt, hoặc mình soi mình thấy có cái viêm thực quản trào ngược, hoặc mình thấy có Barrett, hoặc là những cái biến chứng của thực quản, tức là bệnh nhân đã được chứng minh là gợt rồi á thì nó nằm bên cánh này. Còn những bệnh nhân mà chưa được chứng minh gợt, chúng ta chỉ chẩn đoán dựa vào triệu chứng thôi á, thì mình sẽ làm cái pH monitoring off hoặc là cộng có hay không có kháng trở. Thì những trường hợp này họ thấy rằng là nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân này có tiếp xúc axit bình thường, nhưng mặc dù axit nó trào lên là sinh lý nhưng bệnh nhân vẫn có triệu chứng liên quan đến cái vấn đề tiếp xúc axit này, thì đó là tăng nhạy cảm trào ngược. Còn nếu tiếp xúc axit bình thường nhưng hoàn toàn không có mối liên quan giữa cái vấn đề trào ngược axit đó với triệu chứng thì đó là ở nóng chức năng. Tuy nhiên một cái khó nữa là gì? Những bệnh nhân đã được chứng minh là gợt rồi, tức là chắc chắn ca này có gợt rồi, nhưng không đáp ứng với PPI, và lúc đó chúng ta làm cái pH on PPI, thì lúc đó nếu tiếp xúc axit bình thường, nhưng vẫn có triệu chứng trào ngược liên quan thì đó là tăng nhạy cảm trào ngược. Có nghĩa đây là một cái gợt chồng lấp, thêm một cái chồng lấp nữa mấy anh chị, một cái chồng lấp giữa một cái gợt với một cái rối loạn chức năng thực quản. Khi nó chồng lấp như vậy thì sao? Thì cái đáp ứng với PPI chỉ một phần thôi chứ nó không có hết hẳn. Và nếu cái on này mà mình thấy không có mối liên quan với cái triệu chứng mà có tiếp xúc axit bình thường, tức là PPI nó đã làm cho cái tiếp xúc axit trở nên bình thường rồi, thì đó là ở nóng chức năng. Thì cái gợt overlap này nó chiếm tỷ lệ như thế nào? Thì đây là một cái nghiên cứu năm 2019 cũng của ông Ronnie Pfaff và các cộng sự, thì cho thấy rằng là những bệnh nhân này là đã gợt rồi, chắc chắn có trào ngược rồi, nhưng mà điều trị PPI thất bại. Thì họ thấy trong nhóm này nó chồng lấp thêm cái ở nóng chức năng là đến 62,5%. Nó chồng lấp lên cái tăng nhạy cảm thực quản do trào ngược là 12,5%, chỉ có 25% là nó thực sự là trào ngược, chúng ta chưa kiểm soát tốt mà thôi. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng có hai cái rối loạn thực quản chức năng thường rất là thường gặp, đó là ở nóng chức năng và tăng nhạy cảm do trào ngược, nên tôi tập trung vào hai cái vấn đề này. Về ở nóng chức năng, tiêu chuẩn chẩn đoán là gì? Theo tiêu chuẩn Rome 4, đó là cái kiểu giác khó chịu và nóng rát sau xương ức không giảm mặc dù đã điều trị liệu pháp kháng tiết tối ưu. Ở nóng chức ăn không đáp ứng với PPI nha mấy anh chị. Trừ trường hợp nó chồng lắp lên gợt thì nó có đáp ứng một phần thôi. Không có bằng chứng cho thấy trào ngược dạ dày thực quản, không có rối loạn vận động thực quản, và các tiêu chuẩn phải được thỏa trong vòng 3 tháng với triệu chứng khởi phát ít nhất là 6 tháng với tần suất ít nhất là 2 lần một tuần. Và đây là một cái hướng dẫn điều trị mới của cái Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2020 khi chúng ta tiếp cận với ở nóng chức năng, thì chúng ta thấy cũng không khác biệt gì so với những cái tiếp cận mà tôi đã trình bày trước đó. Tức là ở nóng mà không có đáp ứng với PPI thì chúng ta nội soi ha, soi bình thường thì chúng ta sẽ làm cái pH monitoring. Và tùy cái pH monitoring này, nếu mà nó là tiếp xúc với nó không, tức là cái thời gian tiếp xúc với axit là sinh lý, tức là dưới 4%, cộng với không có mối tương quan gì giữa triệu chứng với những cái trào ngược sinh lý đó, thì được xem là rối loạn chức năng sau khi chúng ta làm thêm những cái đo áp lực, phân giải áp cao để chúng ta loại trừ những rối loạn vận động thực quản. Nhưng mà thực tế đôi khi chúng ta không có những cái phương tiện này thì chúng ta rất là không phân biệt được giữa một cái ở nóng chức năng với một cái tăng nhạy cảm do trào ngược đâu. Vấn đề điều trị như thế nào thì cũng theo cái hướng dẫn này. Thì điều trị đầu tiên mấy anh chị nhớ là thay đổi lối sống, và đặc biệt là chúng ta phải cải thiện về giấc ngủ. Về khi mà giấc ngủ của mình mà không cải thiện thì sẽ làm tăng cái nhạy cảm hơn nữa, bệnh nhân sẽ cảm giác ở nóng nhiều hơn và thời gian tiếp xúc axit có thể sẽ tăng lên. Về các thuốc thì chúng ta thấy hầu như là những cái thuốc liên quan đến điều hòa thần kinh như chống trầm cảm ba vòng, SSRI, Tacazerot, ức chế thụ thể H2, mấy chị thấy cái ức chế thụ thể H2 nó có một cái vai trò nào đó trong cái nóng, tức là bùng phát axit về đêm kể cả ở nóng chức năng mấy chị nha. Thành ra mình bỏ sót cái nhóm này, bây giờ rất là rẻ, mình bỏ rất là uổng. Mình sử dụng một thời gian ngắn thôi, đừng sử dụng dài quá nó sẽ lờn thuốc. Melatonin, tôi sẽ hỏi về thêm về ông Ronnie Pfaff về cái melatonin, nó có một cái vai trò cực kỳ rất là hay trong vấn đề không chỉ điều trị rối loạn giấc ngủ mà nó điều trị cả cái gợt và cái ở nóng chức năng. Và thực tế tôi cũng đã xài cho một số bệnh nhân cái melatonin này rồi. Và những cái phương pháp khác như châm cứu hoặc là thôi miên. Và đây là cái nhóm thuốc mà người ta đề xuất trong cái vấn đề nóng chức năng, những cái nhóm thuốc liên quan đến điều hòa thần kinh ha. Mặc dù chống trầm cảm ba vòng người ta làm cái imipramine, đây là tại vì họ chỉ đưa ra những cái nghiên cứu RCT thôi, chứ thực sự những cái nghiên cứu khác rất là nhiều thì họ thấy mặc dù cái chống trầm cảm ba vòng này nó không có cải thiện về triệu chứng nhiều nhưng nó có thay đổi về chất lượng cuộc sống. SSRI có hiệu quả mấy anh chị ha.
Ngoài ra những cái thuốc khác ức chế thụ thể H2 mấy chị ha, người ta có làm về ranitidin, nhưng mà rất là không may là ranitidin hiện nay là hiện tại là cũng không có được phép, có vấn đề liên quan đến tim mạch nên mình cũng hạn chế sử dụng. Một cái rối loạn chức năng thứ hai rất là thường gặp nữa là tăng nhạy cảm do trào ngược. Cái tiêu chuẩn của nó là thứ nhất là bệnh nhân cũng có triệu chứng ở nóng, và đặc biệt đối với tăng nhạy cảm trào ngược bệnh nhân có thể có cái triệu chứng đau ngực nữa. Cái đau ngực này mình rất là nhầm với trường hợp gợt mà nó gây ra một cái đau ngực không do tim. Nội soi bình thường không có bằng chứng của viêm thực quản do tăng bạch cầu ái toan, không có rối loạn nhu động ha. Các triệu chứng cũng bằng chứng về triệu chứng lâm sàng khởi phát do các cơn trào ngược, mặc dù thời gian tiếp xúc với axit bình thường, tức là tiếp xúc sinh lý, nhưng vẫn có triệu chứng đối với những cái cơn này trên đo pH hoặc pH trở kháng. Đây là cái bằng chứng để giúp mình phân biệt giữa tăng nhạy cảm trào ngược với lỡ nóng chức năng nếu bệnh nhân không có triệu chứng đau ngực. Và khi tiếp cận đau ngực thì một tí xíu nữa chúng ta sẽ nghe bài trình bày ha, liên quan đến vấn đề đau ngực thì đương nhiên chúng ta phải loại trừ tim. Cái này mình gặp lâm sàng cũng khá là nhiều. Chúng ta loại trừ tim mạch, đưa cho các chuyên gia tim mạch loại trừ, sau đó chúng ta điều trị thử bằng PPI. Nếu chúng ta điều trị mà thành công á thì lúc đó chúng ta tiếp tục. Còn nếu chúng ta điều trị thất bại, chúng ta xem xét với nội soi và chúng ta làm cái test PPI off, hoặc chúng ta phải đo luôn cả cái áp đo cái trở đo cái áp lực thực quản để loại trừ những cái rối loạn vận động thực quản, vì những cái rối loạn vận động thực quản đôi khi nó có những cái triệu chứng đau ngực. Và nếu chúng ta thấy đau ngực này mà nó không có triệu chứng liên quan gì đến vấn đề trào ngược sinh lý thì chúng ta gọi đó là đau ngực chức năng. Và vấn đề điều trị tăng nhạy cảm trào ngược xin được tóm tắt như thế này, nó có vai trò của PPI. Tại vì trong cái tăng nhạy cảm trào ngược, chúng ta thấy trong cái hình lúc đầu tôi trình bày á, nó có một phần của tiếp xúc với axit, nó vẫn có tiếp xúc với axit, và bản thân cái người bệnh này họ nhạy cảm với cái mức axit đó, mặc dù cái tiếp xúc axit đó là bình thường đối với người bình thường không có triệu chứng, nhưng đối với người này họ có triệu chứng. Do đó chúng ta cần phải sử dụng PPI. Và ngay cả đối với những bệnh nhân mà có gợt và chồng lấp với cái tăng nhạy cảm trào ngược này thì cái vai trò PPI rất là tốt. Nhưng nếu chỉ có PPI thì không đủ, chúng ta phải sử dụng thuốc điều hòa thần kinh, thuốc chống trầm cảm ba vòng SSRI, hoặc chúng ta sử dụng những liệu pháp châm cứu thôi miên. Và cuối cùng thì vấn đề phẫu thuật chống trào ngược, cái vấn đề này cũng được đặt ra. Còn các rối loạn chức năng thực quản khác thì sao? Chúng ta còn đau ngực chức năng, chúng ta còn clobus, chúng ta còn khó nuốt chức năng, thì chúng ta thấy rằng là những cái rối loạn này đều có cái tiếp xúc axit hoàn toàn bình thường mấy anh chị. Tất cả tiếp xúc axit hoàn toàn bình thường và nó không có một cái mối liên quan gì về triệu chứng với cái trào ngực sinh lý hết. Do đó cái vai trò đối với đau ngực chức năng, cái vai trò của PPI gần như không có. Chủ yếu là điều hòa thần kinh, clobus cũng vậy. Nếu mà clobus mà hoàn toàn về rối loạn chức năng, nó cũng không có vai trò gì của PPI. Khó nuốt chức năng thì nó có vai trò của cả PPI và cả thuốc chống trầm cảm ba vòng. Đây là cái nhóm thuốc điều hòa cảm giác đau hay điều hòa thần kinh trong điều trị rối loạn thực năng thực quản. Cái này mấy anh chị có thể xem thêm, lui tới cũng có những cái thứ thuốc này. Và tôi cũng có đã xài một, đặc biệt tôi xin nói thêm cái cababentin, mấy anh chị có thể xem thêm. Cababentin là Neurontin á, rất là hiệu quả trong điều trị clobus nha, rất hiệu quả trong điều trị clobus. Và thứ hai là hiệu quả trong điều trị ho mãn do trào ngược, với cái liều ở đây họ cho rất là cao, 300 mg nhân 3 lần một ngày, nhưng mà thông thường mình nên sử dụng liều một lần một ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ trước, sau đó chúng ta sẽ xem xét và tăng liều. Và cái thông thường tôi hay sử dụng nữa trong lâm sàng đó là chống trầm cảm ba vòng. Tuy nhiên chống trầm cảm ba vòng thì mình có một số cái tác dụng phụ mình cần phải kiểm soát. Ở đây cũng có cái vai trò của ranitidine nữa mấy anh chị ha, trong cái tăng nhạy cảm do thực quản trào ngược. Tóm lại 90% bệnh nhân thất bại với PPI 2 lần một ngày bị rối loạn thực là có cái rối loạn thực quản chức năng nếu chúng ta đã tối ưu hóa điều trị PPI. Rối loạn thực quản chức năng thường gặp nhất là ở nóng chức năng và tăng nhạy cảm trào ngược. Tối ưu hóa điều trị PPI như chúng ta kiểm soát sự tuân thủ, kiểm soát sự cách dùng, chúng ta tăng liều, chúng ta chọn thuốc PPI khác trước khi chúng ta kết luận đó là thất bại với điều trị PPI. Đối với vấn đề chẩn đoán ở nóng chức năng và tăng nhạy cảm trào ngược thì chúng ta dựa vào tiêu chuẩn ROM 4, tuy nhiên cái vai trò của đo pH thực quản vẫn là yếu tố quyết định. Và điều hòa thần kinh hay là điều hòa đau là phương pháp điều trị chính của ở nóng chức năng. Đối với tăng nhạy cảm do trào ngược thì bên cạnh cái điều hòa thần kinh mình còn thấy có cái vai trò của PPI. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết ạ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các anh chị. Dạ, xin mời Phó Giáo sư Trần Khánh Tường nán lại sân khấu một chút. Xin mời chủ tọa Phó Giáo sư Bùi Vũ Hoàng lên tặng hoa cho bác Âu Vi.
Để tiếp nối chương trình là cái phần trình bày cuối, chúng tôi xin kính mời tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga đến từ Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ trình bày một cái chuyên đề mà tôi nghĩ rằng đây là một cái chuyên đề cũng rất là phổ biến mà chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với lại những cái biểu hiện mà đau ngực mà trước kia chúng ta tưởng là do tim, nhưng mà thực tế nó có thể liên quan rất nhiều các cái bệnh lý hô hấp, thần kinh hoặc là vấn đề tiêu hóa. Thì đó là cái cách tiếp cận một cái bệnh nhân đau ngực không do tim. Xin mời tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Như con nào chạy được. Vâng. Alo. Alo. Vâng, kính thưa Phó giáo sư Hoàng, kính thưa Phó giáo sư Khánh Tường. Tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày một cái chuyên đề đó là tiếp cận bệnh nhân không đau ngực không do tim. Trước kia thì chúng ta thường nghĩ rằng là phần lớn những cái trường hợp bệnh nhân đau ngực là do tim mạch, bởi vì thực ra là đúng là những cái bệnh lý về tim mạch, bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, hội chứng động mạch vành, đột quỵ, nó sẽ là gần như là một cái đại dịch, gọi là đại dịch không lây nhiễm, và nó là một cái mối đe dọa không những cho bệnh nhân mà cho bác sĩ, bởi vì là cứ những cái bệnh nhân về bệnh lý về tim mạch, nếu như bệnh nhân về các nguyên nhân khác thì bệnh nhân chưa chết ngay, nhưng nếu như bệnh nhân tim mạch mà những cái nguyên nhân đau ngực do tim mạch mà chúng ta không được chẩn đoán, chúng ta không loại trừ và chúng ta không được xử trí kịp thời thì có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Và do đó thì cái nguyên nhân đầu tiên khi bệnh nhân đau ngực đến với chúng ta thì chúng ta phải loại trừ nguyên nhân tim mạch. Tuy nhiên, đau tim mạch không phải là nguyên nhân duy nhất của đau ngực. Chúng ta còn rất nhiều nguyên nhân khác có thể gây nên đau ngực. Ví dụ như là ở tim mạch thì chúng ta có thể là có bệnh lý mạch vành này, bệnh lý van động mạch chủ như là hẹp van động mạch chủ, hở van động mạch chủ, nó làm giảm cái dòng máu lên động mạch vành cũng có thể gây nên đau ngực. Hoặc là một số những cái trường hợp khác như là tăng áp lực mạch phổi này, sa van hai lá này, viêm màng ngoài tim vân vân. Các nguyên nhân khác có thể gặp được đó là gì? Tách thành động mạch chủ, một cái nguyên nhân cấp tính rất thường gặp ở hội chứng ở bệnh nhân phòng cấp cứu, hoặc là những cái nguyên nhân ở trên phổi, ví dụ như là nhồi máu phổi, viêm phổi, hoặc là viêm màng phổi, hoặc là tràn khí màng phổi. Một cái nguyên nhân nữa chúng ta cũng có thể gặp đó là nguyên nhân về thực quản tiêu hóa, về hội chứng dạ dày thực quản, thì chúng ta sẽ trình bày kỹ hơn. Một số những nguyên nhân khác ít gặp hơn và cũng nhưng mà nó sẽ gây nên cho cái cảm giác khó chịu cho bệnh nhân, như là nguyên nhân về thần kinh cơ này, hoặc là những cái rối loạn về thần kinh cảm xúc. Thì ở đây chúng ta thấy trong cái slide này cho chúng ta thấy là phần trăm của các nguyên nhân gây đau ngực. Chúng ta thấy là các nguyên nhân do về đau ngực về tim mạch nó chỉ chiếm khoảng 1/4, gần 1/4. Đó là những cái nguyên nhân do nhồi máu cơ tim này, do đau thắt ngực không ổn định, nguyên nhân do bệnh mạch vành, hoặc là những cái nguyên nhân do tách thành động mạch chủ. Còn đến khoảng gần 1/4 khác là do các nguyên nhân về thần kinh cơ, về phổi vân vân. Và 55% thì những cái nguyên nhân người ta gọi là không đau ngực không do tim mạch, thì phần lớn là những cái nguyên nhân về tiêu hóa. Thì ở đây chúng tôi muốn nhắc lại một chút về cái tiếp cận bệnh nhân đau ngực, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta bao giờ cũng phải loại trừ được cái nguyên nhân tim mạch. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ bằng cách như thế nào? Đầu tiên, khi bệnh nhân đau ngực đến thì chúng ta sẽ phải đánh giá được các dấu hiệu toàn trạng, các thông số sinh tồn như mạch, huyết áp, cái ý thức của bệnh nhân. Sau đó thì tùy theo tình trạng, nếu như tình trạng không ổn định, thậm chí là chúng ta phải đặt một cái monitoring để theo dõi bệnh nhân, đặt cái đường truyền hoặc cho bệnh nhân thở oxy nếu như bệnh nhân có tình trạng khó thở hoặc là giảm SpO2, và nhanh chóng khai thác được tiền sử bệnh sử cũng như là khám lâm sàng. Bởi vì là với bệnh nhân tim mạch thì chúng ta sẽ gặp cái việc khai thác tiền sử bệnh sử cũng rất là quan trọng. Cái triệu chứng đau ngực nhiều khi nó không được điển hình về định lý mạch vành, mà sẽ là khi mà chúng ta khai thác tiền sử bệnh sử kèm theo cái triệu chứng đau ngực đó, chúng ta sẽ hướng đến được một cái chẩn đoán chính xác hơn cho bệnh nhân. Cái quan trọng nhất, nếu như bệnh nhân thì có tình trạng lâm sàng không ổn định, đúng không ạ? Bệnh nhân có suy hô hấp, suy tuần hoàn, chúng ta phải cấp cứu để hồi sức tuần hoàn và hô hấp. Nếu như bệnh nhân có các rối loạn nhịp tim, đặc biệt là những cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm, ví dụ như là ngoại tâm thu thất này, nhịp nhanh thất này, hoặc là rung thất, thì chúng ta phải điều trị ngay lập tức và đánh giá được các loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, như là nhồi máu cơ tim, như là phình tách động mạch chủ, tắc động mạch phổi, tràn khí màng phổi vân vân, nhất là tràn khí màng phổi dưới áp lực. Còn nếu như tình trạng lâm sàng ổn định thì hoàn toàn chúng ta có thời gian để làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng như là ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo hoặc là chụp phim X quang tim phổi để chúng ta có thể loại trừ những cái nguyên nhân về tim mạch. Ở đây nếu như mà trên điện tim chúng ta có nghi ngờ các dấu hiệu nghi ngờ về bệnh lý mạch vành thì chúng ta có thể sẽ phải chuyển đến bệnh nhân chuyên khoa tim mạch hoặc là hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, bác sĩ cấp cứu, để nếu như bệnh nhân có hội chứng động mạch vành cấp thì chúng ta sẽ phải điều trị theo bệnh lý hội chứng động mạch vành cấp. Còn nếu như không thì chúng ta hoàn toàn có thể gửi bệnh nhân đến phòng X quang để chúng ta chụp thêm một cái phim tim quạng phổi thẳng, xem là bệnh nhân có các dấu hiệu của phổi hay không, ví dụ như có hình ảnh tràn khí màng phổi, hoặc là có hình ảnh viêm phổi, hoặc là nếu như mà chúng ta nhìn thấy trên cái phim tim phổi thẳng có hình ảnh trung thất giãn rộng thì chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có một cái bệnh cảnh phình tách động mạch chủ hay không, thì chúng ta sẽ cùng đi ra về từng cái bệnh lý một, chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu như thế nào để chúng ta có thể loại trừ được bệnh lý này.
Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số các thang điểm, ví dụ như bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ của tác động mạch phổi thì chúng ta sẽ làm thêm các yếu tố thang điểm Mobile chẳng hạn, hoặc là làm thêm một số các xét nghiệm như làm lần Dedimer này hoặc là chụp MSCT động mạch phổi để xem là cái giải phẫu của động mạch phổi như thế nào, hoặc là trong điện tim thì chúng ta sẽ loại trừ một cái viêm màng ngoài tim, vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến ba cái nguyên nhân đau ngực thường gặp trong cấp cứu tim mạch mà chúng ta phải loại trừ ngay lập tức để có thể không bị nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, cũng như là gì an toàn cho các bác sĩ về sau, tránh việc kiện cái sau này, kiện cáo sau này, và chính là hội chứng động mạch vành cấp, hội chứng động mạch chủ cấp cũng như là nhồi máu phổi. Với hội chứng động mạch vành cấp thì chúng ta sẽ chia ra hai nhóm, đó là nhóm hội chứng động mạch vành cấp có ST chênh lên. Ngày xưa thì chúng ta thường hay nói là nhồi máu cơ tim ST chênh lên, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm là hội chứng động mạch vành cấp có ST chênh lên, và bên kia là đó là hội chứng động mạch vành cấp không ST chênh lên. Có ST chênh lên nó chính là cái nhồi máu cơ tim có sóng quy và một phần rất nhỏ, khi mà cái diện nhồi máu nhỏ thì chúng ta sẽ không nhìn thấy sóng quy trên điện tim, người ta gọi là nhồi máu cơ tim không quy. Còn với hội chứng động mạch vành cấp không ST chênh, chúng ta sẽ có hai nhóm lớn, đó chính là nhồi máu cơ tim không ST chênh nếu như chúng ta có các xét nghiệm men tim tăng như troponin Y hoặc T tăng, và nếu như mà chúng ta có biến đổi điện tim hoặc là không, nhưng mà bệnh nhân có đang một điển hình có các yếu tố nguy cơ nhiều và chúng ta trên điện tim có thể có biến đổi nhưng men tim không tăng thì đó chính là đau thắt ngực không ổn định. Ở đây thì để chẩn đoán cái hội chứng động mạch vành cấp, cái quan trọng nhất là chúng ta phải khai thác được triệu chứng của bệnh nhân, cái biểu hiện đau ngực của bệnh nhân điển hình như ngày xưa khi mà chúng ta học đến Y2, Y3 các thầy đã dạy rồi đó, đó là đau ngực ở bên ngực trái này xuất hiện sau một cái gắng sức mạnh, hoặc là sau một cái rối loạn xúc cảm mạnh, hoặc là sau một ăn nặng nề về nhiều chất béo thì bệnh nhân có đau ngực trái và có thể lan lên vai trái và lan xuống cánh tay trái dọc theo ngón 4, ngón 5. Tuy nhiên trên lâm sàng thì nhiều khi cái triệu chứng đau ngực nó không được điển hình như thế, nó chỉ có thể là đau ngực này, hoặc là thậm chí là mình lại đau nó lan lên hàm, đau giống như đau đau răng, hoặc là với những cái nhồi máu cơ tim sau dưới nó lại đau xuống ở vùng thượng vị giống như là một cái cơn đau dạ dày. Đó, thì với những cái triệu chứng với những bệnh nhân như thế đến thì chúng ta sẽ phải khai thác thêm về các tiền sử của bệnh nhân, khai thác về các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân có kèm theo tăng huyết áp hay không, bệnh nhân có rối loạn đường máu, rối loạn mỡ máu hay không, bệnh nhân có bị thừa cân béo phì hay không, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá hay không, vân vân, có tiền sử gia đình hay không. Để nằm trong một cái bệnh cảnh như thế, chúng ta sẽ phải làm thêm các xét nghiệm để loại trừ cái hội chứng động mạch vành cấp. Cái xét nghiệm đầu tiên mà chúng ta có thể làm được đó chính là điện tim, để đánh giá xem là cái quan trọng nhất là cái đoạn ST trên điện tim có biến đổi như thế nào, và sau đó thì chúng ta có thể làm thêm các biomarker của tim mạch, đó là troponin, xem là có tăng troponin hay không. Cuối cùng chúng ta kết luận rằng bệnh nhân này là hội chứng động mạch vành cấp có ST change hoặc không có ST change, hoặc là có đau thắt ngực không ổn định. Đây là cái hình ảnh điển hình của một cái điện tâm đồ có nhồi máu cơ tim ST chênh lên. ST ở đây chúng ta nhìn thấy là tăng chênh lên ở V4, V5, V6. Và cái nữa chúng ta nhìn thấy được ở trên này đó chính là hình ảnh soi gương ở D2, D3 và AVF. Thì đó chính là một cái điện tim mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim ST chênh lên. Và khi chúng ta nhìn thấy cái điện tim này chắc chắn là phải gửi gọi ngay bác sĩ tim mạch, hoặc là gửi nằm theo dõi ở phòng cấp cứu và có thể sẽ phải liên hệ với bác sĩ can thiệp để xem là có thể can thiệp cấp cứu, hoặc là sẽ dùng thrombolytic, dùng thuốc tiêu huyết khối một cách cấp cho bệnh nhân. Và chúng ta sẽ sau đó thì chúng ta sẽ làm thêm men tim sau, theo dõi biến đổi điện tim, nó còn gọi là có động mạch men tim rồi có biến đổi điện tim theo thời gian. Ở đây là một cái hình ảnh điện tim mà có ST chênh xuống, chúng ta nhìn thấy là ST chênh xuống ở D2, D3, AVF, V5, V6. Thì với những cái điện tim như thế này, với bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ, chúng ta cũng phải đánh giá xem bệnh nhân có bệnh lý về mạch vành hay không. ST chênh xuống thì có thể gặp trong những bệnh nhân tăng huyết áp, có phì đại thừa thất trái kiểu tăng tăng áp tăng về tâm thu, nhưng mà với những bệnh nhân này thì nó cho thấy là thấy ST chênh xuống nhưng nó đối xứng, còn với tăng gánh tâm thu thì nó sẽ không đối xứng, và nhánh xuống thì nó thoải hơn và nhánh lên thì nó dốc hơn. Thì với những bệnh nhân mà đau ngực và có ST chênh xuống như thế này, chúng ta vẫn phải xem các yếu tố nguy cơ và vẫn phải nghĩ đến là liệu bệnh nhân có một cái hội chứng động mạch vành cấp hoặc không ST chênh xuống, để chúng ta thì làm thêm men tim, chúng ta theo dõi xem có biến đổi điện tim theo thời gian hay không, biến đổi men tim theo thời gian hay không, chúng ta hội chẩn với bác sĩ tim mạch để xem có những bệnh nhân, và để có thể phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân để xem là chúng ta cần phải can thiệp cho bệnh nhân hay là theo dõi nội khoa, can thiệp là can thiệp sớm trong vòng 2 giờ, 24 giờ hay có thể trong vòng 72 giờ. Tiếp theo thì chúng tôi muốn nhắc đến một cái nữa là một cái hội chứng động mạch chủ cấp. Ở đây thường sẽ là tách thành động mạch chủ và đặc biệt là tách thành động mạch chủ tiếp A. Tách thành động mạch chủ tiếp A thì là bệnh nhân có một cái đau ngực dữ dội đột ngột, cảm giác như là đau đâm xé, có cảm giác như là thường là cái đau ngực nó đau ở phía trước và nó lan ra phía sau lưng và cái đau kéo dài liên tục. Nếu như đau ngực trong hội chứng động mạch vành cấp, nó sẽ là đau ngực tăng dần, hoặc là tiền sử bệnh nhân có thể có những cái cơn đau ngực sau đó thì khi gắng sức, sau đó thì đến lần này là bệnh nhân đau ngực tăng dần lên và đạt cái mức độ cường độ thường là sau khoảng một vài tiếng. Thì trong hội chứng động mạch chủ cấp này thì là cái đau ngực nó sẽ ngay lập tức chúng ta đã có một cái cơn cường độ đau dữ dội đột ngột và
Ngoài ra thì bệnh nhân có thể có thêm các dấu hiệu thần kinh khu trú, bởi vì là khi mà cái tách hành động mạch chủ nó có thể la lên động mạch cảnh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có bệnh nhân có vào hỏi bệnh rất là khó, bởi vì là bệnh nhân có một cái rối loạn ý thức lú lẫn, hoặc là khi mà chúng ta khám thì chúng ta sờ mạch bắt mạch tứ chi, nên với bác sĩ tim mạch bao giờ cũng khi bệnh nhân vào viện chúng ta cũng phải có một cái động tác rất là đơn giản là bắt mạch tứ chi, xem là có giảm hoặc là mất mạch ở một cái chi nào hay không, để là nó có thể là tách đến những cái động mạch dưới đòn, hoặc là có những cái biểu hiện của những cái yếu tố nguy cơ của tách thành động mạch chủ, ví dụ như bệnh nhân có sơ vữa động mạch, hoặc là có biểu hiện hội chứng móc phăng, bệnh nhân cao to rồi ngón tay ngón chân dài. Và với động mạch hội chứng động mạch chủ cấp này thì khi chúng ta làm điện tim thường, điện tim không có biến đổi gì, trừ khi là những cái nhánh, những cái tách thành động mạch chủ này nó lan vào động mạch vành thì có thể có những biến đổi trên điện tim, giống như là trong nhồi máu cơ tim SA change. Và như vậy thì chúng ta cái đặc biệt quan trọng là chúng ta phải loại trừ, bởi vì xử trí ban đầu của hội chứng động mạch vành cấp so với cả hội chứng động mạch chủ cấp là khác nhau. Hội chứng động mạch vành cấp là chúng ta phải dùng chống đông, dùng kháng nguyên tập tiểu cầu kép, trong khi với hội chứng động mạch chủ cấp nếu như chúng ta dùng hai thuốc đấy thì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm, đúng không ạ? Nó có thể gây là gì, vỡ động mạch chủ và thận bệnh nhân tử vong ngay lập tức. Thì cái việc mà chúng ta bắt mạch được tứ chi, chúng ta xem các dấu hiệu, chúng ta làm chụp một cái phim tim phổi để chúng ta nhìn xem là có giãn động mạch, giãn khung động mạch chủ hay không, làm cái bản siêu âm tim có thể đánh giá được, nhìn thấy cái flap ở trong động mạch chủ lên, chúng ta loại trừ được cái tách thành động mạch chủ, khi đó chúng ta sẽ không xử trí nhầm cho bệnh nhân dùng thuốc kháng dập tiểu cầu. Và cái chẩn đoán, cái tiêu chuẩn vàng đó chính là chụp MSCT động mạch chủ cấp để chúng ta nhìn được là có bệnh nhân có tách thành động mạch chủ hay không, cái đường vào của nó ở đâu và cái mức độ lan của tách thành động mạch chủ đến đâu. Ở đây là cái hình ảnh chụp phim tim phổi cho thấy là cái gì, cái hình ảnh trung thất cũng là rất là rộng. Thì với những bệnh nhân này, nếu chúng ta bắt mạch hoặc là chúng ta đo huyết áp thấy có huyết áp thấp ở một chi thì chúng ta phải nghi ngờ, hoặc là chúng ta bắt mạch cảnh chúng ta xem có giảm động mạch cảnh hay không thì chúng ta phải nghi ngờ xem có tách thành động mạch chủ hay không, và phải đi chụp làm siêu âm nếu như có thể làm được siêu âm tại giường. Các phòng cấp cứu bây giờ chúng ta cũng có cái máy siêu âm rồi, máy siêu âm tim rồi, chúng ta có thể đánh giá được cái động mạch chủ lên cũng như là cái nhánh đi lên, và tốt nhất là để cho bệnh nhân đi chụp MSCT cấp cứu. Một cái bệnh thứ ba mà cũng rất là nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân đó chính là nhồi máu phổi. Nhồi máu phổi thì điển hình bệnh nhân sẽ đau theo kiểu màng phổi, đau dữ dội đột ngột và đau tăng theo nhịp thở. Và có thể với những bệnh nhân mà có nhồi máu phổi ở mức độ lớn thì có thể kèm theo choáng ngất này hoặc ho ra máu, trụy tim mạch. Thường những cái dấu hiệu này nó xuất hiện trên những bệnh nhân mới được phẫu thuật, ví dụ như là phẫu thuật của chi này, hoặc là bệnh nhân nằm bất động lâu ngày. Thường với những bệnh nhân chẳng hạn như bệnh nhân suy tim, bệnh nhân có bệnh mãn tính nằm lâu ngày rồi, bệnh nhân tình trạng suy tim đang ổn định rồi tự nhiên lại có tình trạng gì suy tim nặng lên, bệnh nhân có đau ngực thì sẽ phải nghi ngờ xem là bệnh nhân có nhồi máu phổi hay không. Khi khám chúng ta có thể thấy có nhịp tim hơi nhanh này, có T2 mạnh, đôi khi có cọng màng phổi, và khi mà xét nghiệm chúng ta thấy có xét nghiệm Dedimer tăng. Thì ở đây chúng ta bao giờ với những bệnh nhân này thì chúng ta sẽ có cho đi làm thêm một cái siêu âm mạch chi dưới để xem có huyết khối tĩnh mạch chi dưới hay không, cũng như là nếu như có điều kiện thì sẽ chụp thêm một cái MSCT hệ động mạch phổi để đánh giá xem là cái giải phẫu hệ động mạch phổi như thế nào. Trên điện tim ở bệnh nhân có nhồi máu phổi cấp, chúng ta có thể thấy hình ảnh điển hình đó là cái hình ảnh mà sóng S ở D1 và sóng Q ở D3, người ta gọi là S1 D3, thì chúng ta có thể nghi ngờ xem là bệnh nhân có nhồi máu phổi hay không. Trên phim chụp thì nếu như ở giai đoạn muộn chúng ta có thể nhìn thấy giống như một cái viêm phổi, nhưng mà ở giai đoạn sớm thì có thể là trên phim tim phổi không thấy gì. Làm một cái khí máu chúng ta có thể nhìn thấy có hiệu ứng sân, tức là có hiện tượng POC giảm, bệnh nhân khó thở, POC giảm nhưng PCO2 cũng giảm, người ta gọi là hiệu ứng sân. Thì lúc này chúng ta phải nghi ngờ xem bệnh nhân có nhồi máu phổi cấp hay không. Siêu âm tim với những trường hợp nặng chúng ta có thể nhìn thấy là gì, thất phải giãn và bác đắp động mạch phổi, mà những trường hợp mà có huyết khối động mạch phổi đặt gần chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái hình ảnh huyết khối trong động mạch phổi. Đây là cái hình ảnh chụp MSCT động mạch phổi, và nhìn thấy chúng ta ở cái đầu mũi tên đó chính là hình ảnh cắt cụt của động mạch phổi, có hình ảnh huyết khối ở đó. Một số nguyên nhân khác chúng ta có thể gặp trong đau ngực đó chính là viêm màng ngoài tim. Viêm màng ngoài tim thì đó là cái viêm lá thành và lá tạng của màng ngoài tim, và một số trường hợp thì có thể gây tràn dịch màng ngoài tim. Khi mà đau ngực thì viêm màng ngoài tim thường là giai đoạn đầu, cái dịch màng ngoài tim thường là ít, và khi tràn dịch màng ngoài tim nhiều rồi thì cái lượng cái mức độ đau ngực thì nó có thể giảm bớt đi. Đôi khi thì nó kèm theo hội chứng như là hội chứng cúm này, hoặc là sốt này, khó thở. Khám nhanh thì khám tim thì chúng ta thấy là nhịp tim hơi nhanh, có thể là cọ màng tim. Điện tim thì ở đây chúng ta nhìn thấy nó có hiện tượng chênh lên lan tỏa ở tất cả các chuyển đạo. Nó khác với cả chênh lên trong nhiều máu cơ tim có ST chênh, là ST chênh nhiều máu cơ tim ST chênh thì thường là sóng ST chênh lên rất là nhiều và có hình ảnh soi gương. Còn ở đây thì có thể sóng ST nó chỉ chênh lên kín đáo thôi, nhưng nó chênh lên ở tất cả các chuyển đạo, ở tất cả các vùng của cơ tim, ví dụ như là trước bên, rộng trước bên, sau dưới đều là hình ảnh chênh lên chứ không có hình ảnh soi gương. Và trên siêu âm tim thì đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy có hình ảnh tràn dịch màng tim.
Một cái trường hợp nữa mà rất cũng nguy hiểm đến tính mạng, đúng không ạ? Không phải là do tim mà là do phổi, đó là tràn khí màng phổi, có hiện tượng xuất hiện khí trong khoang màng phổi. Và với những trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi, thường là những bệnh nhân trẻ tuổi đau ngực khá là dữ dội, có thể đau bên phải hoặc đau bên trái tùy theo cái mức cái ví dụ vị trí tràn khí màng phổi ở đâu, và nó thường nó sẽ xuất hiện đột ngột này, có thể gây nên cái tình trạng huyết áp thấp, nhịp tim nhanh này. Nghe thì chúng ta thấy là có hiệu chứng dùi dòng phế năng giảm, rung thanh giảm như là gõ vang. Và khi mà chúng ta chụp phim tim phổi lên giống như cái phim X quang ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là có một cái phần có cái đường ranh giới giữa nhu mô phổi lành và tràn khí màng phổi, nó cũng là khí cả, nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là có một cái ranh giới ở đấy, và phía ngoài của cái lớp tràn khí màng phổi này chúng ta không hề nhìn thấy cái nhu mô phổi, chúng ta không nhìn thấy cái đường trắng trắng của những cái nhu mô phổi ở đó. Thì và như vậy thì với những trường hợp như thế này chúng ta phải đi dẫn lưu màng phổi ngay lập tức. Thì với những cái trạng, nhất là với những tràn khí màng phổi dưới áp lực, nếu chúng ta không làm nhanh thì có thể bệnh nhân tử vong. Và tiếp theo, sau tất cả những cái nguyên nhân, chúng ta loại trừ được tất cả những cái nguyên nhân mà nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân cần phải xử trí cấp cứu, thì chúng ta sẽ đến một cái phần thứ hai là cũng rất nhiều bệnh nhân không chỉ là đau ngực do tim mạch cần phải cấp cứu, mà người ta đến phòng khám thôi, hoặc là người ta vào phòng cấp cứu nhưng chúng ta cũng không nhìn thấy một cái nguyên nhân cấp cứu nào nữa, thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm đó là đau ngực không do tim. Đó là đau ngực giống như đau tim, nhưng cái nguyên nhân của nó không phải là do tim mạch, không phải là những nguyên nhân cấp cứu của tim mạch, cũng như là tràn khí màng phổi, nhồi máu phổi, tắc hành động mạch chủ, vân vân. Những cái thuật ngữ khác có thể gặp ở đây đó là đau ngực không điển hình này, đau ngực không rõ nguồn gốc, đau ngực chức năng, đau ngực với trục bạch cành bình thường, đau ngực không lý giải được nguyên nhân. Và chúng ta thấy rằng là trong cái nghiên cứu về cộng đồng thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ đau ngực này có thể chiếm đến 23% của những cái đối tượng đến khám tại phòng khám, chỉ là phòng khám tim mạch. Và trong những bệnh nhân đến phòng khám cấp cứu thì có đến 66-90% bệnh nhân vào khoa cấp cứu cũng vì cái cảm giác đau ngực không do tim này. Tỷ lệ thì nam và nữ là như nhau, tuy nhiên là nữ thì có vẻ có cái hiện tượng lo lắng về sức khỏe nhiều hơn, cho nên là cái tỷ lệ bệnh nhân nữ đến khám có vẻ cao hơn so với nam giới. Và nó đây là một cái biểu hiện phổ biến là nó gây gánh nặng cho bệnh nhân cũng như là cho cái đối tượng về nhân viên y tế, bởi vì là nó mất thời gian này, mất chi phí cho việc chăm sóc cấp cứu, đúng không ạ? Khi bệnh nhân đến phòng cấp cứu người ta cũng kêu đau rất là nhiều, và nếu như chúng ta không chăm sóc được thì người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân cũng có thể quay lại kiện tại sao tôi bị đau như thế này mà lại không được xử lý. Và với những bệnh nhân này thì trong một năm những bệnh nhân đã được loại trừ về bệnh mạch vành rồi, mặc dù có đau ngực nhưng mà chúng ta đã loại trừ được bệnh mạch vành rồi, thì cho thấy rằng là 47% những bệnh nhân này vẫn bị giới hạn về hoạt động thể lực, họ không dám hoạt động nhiều vì họ sợ rằng là nếu như chúng ta hoạt động thì sẽ bị đau ngực. 51% có giảm khả năng lao động và 44% vẫn ám ảnh cho rằng là mình bị bệnh lý mạch vành. Với cái biểu hiện lâm sàng là khi bệnh nhân có đau thì nó sẽ là đau nóng rát này, đau có thắt ra xương ức này, có thể là lan ra nách, ra tay, giống y như cái cảm giác đau của gì của hội chứng động mạch vành. Tuy nhiên là bệnh nhân ít có yếu tố nguy cơ, và khi chúng ta làm thêm các xét nghiệm về điện tim, chụp phim tim phổi, các yếu tố nguy cơ thì không có, và thậm chí là chúng ta đã cho những bệnh nhân đi này chạy gắng sức, đúng không? Làm thêm một cái điện tâm đồ gắng sức rồi cũng hoàn toàn bình thường. Và những bệnh nhân là còn nhiệt tình hơn là đòi đi chụp mạch vành hoặc có một số những yếu tố nguy cơ thì đi chụp mạch vành cũng hoàn toàn bình thường. Đó, thì họ vẫn còn những cảm giác đau này và có thể đau tăng lên sau khi ăn hoặc khi nằm kéo dài vài phút hoặc vài giờ. Thậm chí là khi dùng nitroglycerin bệnh nhân cũng đỡ, ví dụ như là những có những cái rối loạn về vận động thực quản chẳng hạn, thì bệnh nhân mặc dù là không phải là do mạch vành đâu, nhưng khi chúng ta dùng thêm nitroglycerin, cái triệu chứng đau ngực này nó cũng có thể giảm đi. Thì chúng ta sau khi loại trừ các bệnh mạch vành thì chúng ta sẽ nghĩ đến là liệu có phải là đau ngực không do tim hay không. Đôi khi thì kèm theo khó thở, đau ngực kèm màng phổi. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái lược đồ về các nguyên nhân đau ngực không do tim, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có các nguyên nhân khác nhau về màng phổi, màng ngoài tim này, triệu chứng sinh lý này, triệu chứng thần kinh cơ này, hoặc là nguyên nhân dạ dày ruột, dạ dày mật này. Thì cái nguyên nhân mà lớn nhất đó chính là nguyên nhân ở trong thực quản. Về nguyên nhân thực quản thì chúng ta thấy rằng là cái co thắt tâm vị là acacia thì hiếm thôi, tuy nhiên rằng là cái nguyên nhân thường gặp hơn đó chính là tăng nhạy cảm của tạng, tăng nhạy cảm của thực quản, giống như là trong bài của giáo sư Khánh Tường đã nói. Và cái nguyên nhân thường thường gặp nhất, đúng không ạ, rất nhiều trường hợp chúng ta gặp đó chính là có dạng ngược dạ dày thực quản, đây là very common. Thì trong cái nghiên cứu năm 2002 chúng ta thấy là với các nguyên nhân đau ngực mà không phải là nhồi máu cơ tim thì nguyên nhân do dạ dày thực quản chiếm tỷ lệ cao nhất đến hơn 40%. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là bởi vì cái nguyên nhân do dạ dày thực quản là thường gặp nhất, cho nên là chúng ta có thể sẽ cho bệnh nhân làm thêm các thăm dò về dạ dày thực quản. Và rất may là trong cái bài vừa rồi thì giáo sư Khánh Tường đã trình bày, cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói loan lướt qua thôi về các xét nghiệm này. Ví dụ như là nội soi này, theo dõi pH của thực quản này, và theo dõi trở kháng pH trong thực quản này, đo áp suất thực quản, cũng như là cái việc điều trị thử để giảm ức chế axit. Về nội soi dạ dày tá tràng thì chúng ta thấy rằng là nó nếu như có trào ngược dạ dày thực quản, nó chỉ phát hiện đến dưới 50% có tổn thương, có viêm thực quản, đúng không ạ? Giống như trong bài của phó giáo sư Hoàng cũng như phó giáo sư Khánh Tường cũng đã nói, chúng ta có những trường hợp mà có trào ngược nhưng mà chúng ta không rõ cái tổn thương viêm khi chúng ta soi dạ dày thực quản.
Tuy nhiên rằng là nếu như chúng ta thấy có tổn thương thì cái độ đặc hiệu của nó rất là cao, và khi đó chúng ta có thể giải thích cho bệnh nhân điều trị, hoặc là chúng ta có một cái phác đồ điều trị rất là rõ ràng, dễ theo dõi lâu dài. Tuy nhiên rằng là khi mà cái xét nghiệm của nội soi dạ dày tái tràng thì nó cũng khá là cao, và nó là một cái xét nghiệm không xâm lấn, nó cũng sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có nội soi, có IMA rồi, cái cảm giác khó chịu nó đỡ hơn, nhưng mà tuy nhiên là giá tiền của nó cũng tương đối lớn, đúng không ạ? Một lần soi thì bằng một tháng điều trị thuốc của bệnh nhân. Và với nội soi dạ dày tái tràng, chúng ta có thể phân biệt được các cấu trúc bất thường liên quan đến trào ngược dạ dày thực quản như là gợt hoặc là thoát vị hành. Và cái xét nghiệm thứ hai mà chúng ta có thể làm được đó theo dõi pH thực quản. Cái này thì thực sự là với bác sĩ tim mạch thì chúng tôi cũng chỉ nghe nói thôi, chứ còn cũng chưa bao giờ thực hiện, và nếu như có thì cũng sẽ phải gửi sang các chuyên khoa về tiêu hóa gan mật để làm. Thì với xét nghiệm theo dõi pH thực quản thì chúng ta có thể đánh giá được mối liên hệ giữa triệu chứng và hiện tượng trào ngược axit dạ dày dịch vị này, có thể quyết định là điều trị hay là ngừng điều trị PPI, loại trừ được cái hiện tượng kháng PPI. Tuy nhiên rằng là với cái xét nghiệm theo dõi này, chúng ta có thể bỏ qua 25 trường hợp trào ngược mà không phải do axit bình thường. Đây là cái sơ đồ kết quả của nó theo dõi pH thực quản trong 24 giờ theo dõi ngoại trú. Phía trên là cái chúng ta thấy là pH thực quản hoàn toàn bình thường, còn ở nửa phía dưới là của bệnh nhân có trào ngược dạ dày thực quản, chúng ta thấy là khoảng nửa đêm chúng ta thấy pH hạ xuống rất là thấp, chỉ có pH là 2 thôi, tức là có hiện tượng có một cái dòng trào ngược của dịch vị axit lên trên thực quản. Và theo dõi trở kháng pH, nếu như chúng ta làm thêm với cả theo dõi pH thực quản thì chúng ta đây là sẽ là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xem là có gợt hay không. Về áp kế thực quản thì để đánh giá xem là cái cơ năng của công tác của cơ thực quản như thế nào, xem là cái việc vận chuyển của thức ăn từ trong thực quản xuống dạ dày ra làm sao, để xem là thực quản di chuyển thức ăn có bình thường hay không. Và cái với cái việc điều trị quan trọng nhất, đúng không ạ, trong cái điều trị của gợt, đúng không ạ, là cái nguyên nhân thường gặp nhất trong cái đau ngực không phải do tim, đó chính là việc thay đổi lối sống này, điều trị giảm tiết axit này, và một số những cái biện pháp khác mà trong bài của giáo sư Khánh Tường đã nói. Thay đổi lối sống lúc nãy chúng ta cũng đã nghe rất là rõ ràng rồi ạ, đúng không ạ? Bệnh nhân có thể giảm cân này, tránh những bữa tối quá gần khi đi ngủ, trước khi đi ngủ khoảng 2 đến 3 giờ chúng ta ăn nâng cao đầu giường, dừng tất cả các chất kích thích như rượu, thuốc lá, và tránh những cái đồ ăn dễ gây trào ngược. Với điều trị giảm tiết thì người ta có một cái khái niệm gọi là test PPI, tức là chúng ta sẽ thử điều trị PPI trước khi bệnh nhân có soi dạ dày. Bởi vì chúng ta đã biết rồi, khi mà soi dạ dày chỉ có khoảng dưới 50% các trường hợp là chúng ta nhìn thấy cái tổn thương rõ ràng trên thực quản thôi. Còn đến 50% khác là chúng ta không hề có các dấu hiệu, không hề có các biểu hiện của viêm dạ dày, viêm thực quản, mà chúng ta chỉ có các triệu chứng thôi. Thì cái việc điều trị này nó sẽ đánh giá được là liệu có phải là do cái việc tiết axit tạo có gợt hay không để gây nên cái triệu chứng đau ngực. Thì chúng ta sẽ điều trị PPI với cái liều gấp đôi, ít nhất trong vòng 1 tuần và có thể kéo dài đến 8 tuần hoặc thậm chí là đến 16 tuần, tức là 4 tháng. Thì ở đây cái xét nghiệm này nó có thể độ đặc nhạy đến khoảng 70% và độ đặc hiệu đến 85%. Đây là một cái xét nghiệm không xâm lấn, dung nạp khá là tốt và nó vừa có tác dụng chẩn đoán cũng như là để điều trị cho bệnh nhân. Có hai cái phân tích gộp của Newman năm 2004 trên gồm có 14 nghiên cứu đã chứng minh rằng cái hiệu quả của điều trị PPI có độ nhạy và độ đặc hiệu khoảng 75-80% và giá trị chẩn đoán dương tính là khoảng 90%. Một cái nghiên cứu khác của Hoffman năm 1999 đã cho thấy rằng là khi mà điều trị thử với PPI thì cho giúp chúng ta chẩn đoán được chính xác hơn khoảng 11%, giảm 43% các thăm dò xâm lấn và có thể tiết kiệm được khoảng gần hơn $450 cho bệnh nhân, bởi vì không phải làm nội soi cũng như là theo dõi pH thực quản. Nghiên cứu khác của Louis năm 2006 thì cho thấy rằng là nếu như chúng ta điều trị PPI bằng Nexium trong vòng 60mg một ngày, trong vòng một tuần thôi, thì nó cũng đã làm hết triệu chứng đau ngực không do tim và các biểu hiện thực quản ở gợt khoảng 57,1% bệnh nhân. Với Rapimirazole chúng ta có các nghiên cứu, cũng số lượng bệnh nhân thì không quá lớn, tuy nhiên rằng là chúng ta thấy rằng là có 16 bệnh nhân được chẩn đoán gợt và 19 bệnh nhân không chẩn đoán gợt. Và ở những bệnh nhân này, một nhóm được sử dụng là Rapimirazole và nhóm thứ hai sử dụng placebo. Chúng ta thấy rằng là 12 trong số 16 bệnh nhân có gợt thì đã có triệu chứng đáng kể khi mà dùng Rapimirazole, so với nếu như bệnh nhân không có gợt thì chỉ có 3 trên 16 bệnh nhân dùng đà dược. Và chúng ta thấy đây là cái sơ đồ cho thấy là thay đổi tuyệt đối về số điểm triệu chứng của bệnh nhân gợt dùng giả dược Rapimirazole. Chúng ta thấy độ nhạy và độ đặc hiệu tương ứng khi mà sử dụng Rapimirazole để chẩn đoán đau ngực, làm giảm triệu chứng đau ngực không do tim là đến 75% và 90% tương ứng. Một nghiên cứu khác với Rapimirazole năm 2013 cho thấy ở đây thì họ nhận là 62 bệnh nhân, tuy nhiên là khi kết thúc nghiên cứu thì chỉ có 48 bệnh nhân thôi. Theo dõi trong vòng 1 tháng thì chúng ta thấy rằng là so sánh giữa nhóm sử dụng Rapimirazole và placebo thì có đến gần 20%, 17,8% bệnh nhân thì giảm
mất triệu chứng hoàn toàn. Khoảng hơn 50%, có khoảng gần 30% bệnh nhân thì giảm được triệu chứng hơn, giảm được khá nhiều triệu chứng gần như là hết luôn, và chỉ có một phần nhỏ bệnh nhân là giảm, không giảm hoặc là giảm ít. Còn với placebo thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ phải đến hơn 50% là các bệnh nhân là thì không giảm được cái triệu chứng đau ngực. Và ở đây thì chúng ta thấy cái lược đồ để chẩn đoán và điều trị đau ngực không do tim, đúng không ạ? Chúng ta thấy có các dấu hiệu báo hiệu thì có thể chúng ta sẽ sử dụng bằng test PPI hoặc là trải qua các thử nghiệm kinh nghiệm về sử dụng PPI. Có một số trường hợp thì chúng ta có thể đi soi dạ dày tá tràng luôn để có thể chúng ta có được một cái bằng chứng để giải thích với bệnh nhân khi mà chúng ta quyết định điều trị với bệnh nhân, bởi vì là không phải bệnh nhân nào họ cũng đồng ý ngay là chúng tôi bỏ ra một số tiền để điều trị PPI trong vòng từ 8 tuần trở lên. Cho nên là nếu như chúng ta có thể bệnh nhân đồng ý đi soi dạ dày thì ok, chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi soi dạ dày. Còn nếu như bệnh nhân không đồng ý đi soi dạ dày và bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, chúng ta có thể giải thích với bệnh nhân là chúng ta thử điều trị PPI trong một thời gian ít nhất là một tuần xem triệu chứng có cải thiện hay không. Nếu triệu chứng cải thiện, bệnh nhân vẫn không muốn soi, chúng ta có thể cho bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc. Và sau đó chúng ta có các biện pháp tiếp theo giống như là trong cái bài điều trị bài trước của giáo sư Khánh Tường đã trình bày. Và ở đây thì tôi cũng muốn nói một chút thêm, nó không nằm trong cái bài ngày hôm nay nhưng cũng rất thường gặp trên lâm sàng của các bác sĩ tim mạch, đó chính là những bệnh nhân có bệnh lý mạch vành, đã được can thiệp mạch vành rồi, đúng không ạ? Nhưng sau khi can thiệp mạch vành thì bệnh nhân sẽ phải dùng kháng nguyên tập tiểu cầu kép kéo dài đến một năm, thậm chí là sau đấy thì những bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ thì có thể sẽ phải dùng thêm kháng nguyên tập tiểu cầu kép kéo dài hơn, hoặc ít nhất là dùng một thuốc kháng nguyên tập tiểu cầu. Bệnh nhân vẫn còn đau ngực, vậy thì làm sao? Thì có thể những cái nguyên nhân đấy chúng ta sẽ phải xem xét lại là gì, là những cái triệu chứng về tim mạch của bệnh nhân có ổn hay không, xem là các yếu tố nguy cơ đã được điều trị đầy đủ hay không, huyết áp được điều trị hay chưa, statin đã đạt được mục đích hay chưa, nhịp tim của bệnh nhân có đủ hay không để không còn triệu chứng đau ngực nữa. Và nếu như bệnh nhân tất cả những cái yếu tố đó đều được ổn định rồi mà bệnh nhân vẫn còn đau ngực thì liệu có phải do PPI, do kháng nguyên tập tiểu cầu hay không, thì có thể chúng ta sẽ có một cái điều trị gọi là điều trị test phối hợp cùng giữa một cái kháng nguyên tập tiểu cầu kép kết hợp với cặp PPI. Và ở đây thì chúng ta thấy là kháng nguyên tập tiểu cầu kép chúng ta sẽ sử dụng là gì, phối hợp aspirin với một thuốc ức chế P2Y12, có thể là ticagrelor này hoặc là clopidogrel hoặc là prasugrel, đúng không ạ? Thì với các PPI phối hợp, khi mà phối hợp thì chúng ta sẽ có là gì? Người ta sẽ nói đến một cái sự tương tác giữa CYP2P12 với clopidogrel, là một thuốc được dùng khá nhiều. Cái gọi là gì, giá cả của nó không quá cao so với cả ticagrelor hoặc prasugrel, thì nó sẽ, người ta sẽ lo ngại đến một cái sự tương tác, bởi vì là clopidogrel là tiền chất và vào cơ thể nó phải được chuyển hóa với cái men là CYP2P19 để có thể trở thành dạng hoạt chất có tác dụng, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái PPI có thể ít tương tác với cả CYP2P19. Ví dụ như là pantoprazole hoặc là osomeprazole. Còn với Nexium, với osomeprazole thì ta nói là có tương tác, tuy nhiên là trong giai đoạn đầu, nếu có giai đoạn sau, nếu như không có thì chúng ta vẫn có thể dùng được. Tuy nhiên là cái việc mà tác dụng của clopidogrel trên lâm sàng nó còn phụ thuộc vào cái gen của bệnh nhân nữa. Trên bệnh nhân châu Á có những bệnh nhân có cái gen mà nó gọi là sao 2, sao 3, nó có thể làm giảm cái tác dụng clopidogrel. Thì với những bệnh nhân nếu như mà có các biến cố về tim mạch sau khi bệnh nhân đã được can thiệp rồi, bệnh nhân đã được dùng kháng tử của kép rồi mà vẫn còn, thì chúng ta sẽ phải đi làm thêm về gen này, có thể chuyển đổi thuốc này, và do đó để tìm xem một cái phác đồ điều trị, thậm chí là chúng ta phải đổi sang ticagrelor hoặc prasugrel. Thì đó là một số cái điểm mà chúng tôi muốn nói thêm nữa về trên cái thực hành lâm sàng. Tóm lại là chúng ta thấy rằng là đau ngực không do tim thì là một vấn đề khá là thường gặp, không phải chỉ có là ở các chuyên khoa khác mà ở các bệnh nhân tim mạch, bệnh nhân đến khám tim mạch cũng có gặp rất nhiều vấn đề này. Và nguyên nhân gặp hay gặp nhất đó là do là đó là gợt, đúng không? Đấy là nơi gặp gỡ giữa các bác sĩ tim mạch và bác sĩ tiêu hóa. Và điều trị bằng PPI liều cao là cách tiếp cận có hiệu quả nhất trong xử trí đau ngực do nguyên nhân ngoài tim. Thì bài trình bày của tôi đến đây là hết ạ. Xin cảm ơn sự chú ý của các quý vị đồng nghiệp. Xin cảm ơn phần trình bày của chị Nga. Xin mời Phó giáo sư Bùi Hoàng lên tặng hoa cho tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Qua cái các cái phần mà trình bày về chuyên đề thì tiếp theo chương trình là chúng tôi sẽ chuyển sang cái phần mà thảo luận, thì xin bộ phận kỹ thuật là phụ trách sẽ chuẩn bị bàn thảo luận. Thì để tiến hành cái buổi thảo luận thì chúng tôi xin
Xin kính mời tất cả các cái đồng nghiệp, chúng ta có những cái câu hỏi gì thắc mắc thì chúng ta có thể là sử dụng hai hình thức. Một là chúng ta ghi ra giấy để gửi lên cho ban tổ chức, và thứ hai là chúng ta có thể giơ tay để chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp với lại các báo cáo viên. Dẹp bớt cái ghế đi. Xin kính mời tất cả các báo cáo viên. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường và tiến sĩ Quỳnh Nga, chúng ta sẽ lên bàn thảo luận. Alo. Hiện giờ chúng ta là 11 giờ 15 phút thì chúng ta sẽ cố gắng kết thúc trong cái phần này trước 12 giờ, thì tùy theo cái số câu hỏi của tất cả các quý vị. Hiện tại thì chúng tôi có nhận được một số những cái câu hỏi trước tiên. Đầu tiên là câu hỏi dành cho Phó giáo sư Trần Thị Khánh Tường. Trong điều trị tăng nhạy cảm và trào ngược thì có đề cập đến vấn đề châm cứu và thôi miên. Vậy ở Việt Nam đã có cơ sở y tế nào đã áp dụng cái phương pháp châm cứu và thôi miên chưa? Và kinh nghiệm của cô Tường về vấn đề này như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của các anh, các chị. Thì là vấn đề về châm cứu và thôi miên ở trên thế giới thì nó có những cái nghiên cứu và có kẻ có luôn cái meta-analysis đặc biệt về châm cứu. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì thông thường thì tôi chưa áp dụng cho bệnh nhân. Và cũng chắc chắn là nếu mà chúng tôi không có gửi đi thì mình nghĩ là bên châm cứu và thôi miên không biết họ có áp dụng hay không. Mà thông thường những cái phương pháp hypnotherapy á, thôi miên á, thì thường thường là những cái bệnh nhân nào mà có rối loạn về vấn đề tâm lý, tâm thần nhiều á, thì mình gửi cho những bác chuyên gia về tâm lý thì họ mới làm thôi. Về vấn đề châm cứu thì cái này cũng là những cái hướng dẫn mà của các chuyên gia và cũng những cái hướng dẫn của các trên thế giới thôi, chứ thực sự thì tôi cũng không có kinh nghiệm. Xin cảm ơn Phó giáo sư Khánh Tường. Câu hỏi tiếp theo dành cho tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Xin tiến sĩ Nga cho biết là tương tác thuốc khi dùng clopidogrel và rabeprazole như thế nào, và khi dùng chung có giảm tác dụng của thuốc hay không? PPI ưu tiên nhất khi kết hợp với clopidogrel là thuốc nào? Xin mời tiến sĩ Nga. Vâng, cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thực ra là sự tương tác thuốc giữa clopidogrel và rabeprazole thì chúng ta thấy rằng là cái sự tương tác nó không nhiều, giống như là có osomeprazole và clopidogrel. Bây giờ clopidogrel nó là tiền chất, cho nên khi vào cơ thể phải qua chuyển hóa nó mới trở thành hoạt chất có tác dụng. Thì với tất cả những PPI nó đều có thể làm giảm tác dụng của clopidogrel. Tuy nhiên rằng là với osomeprazole thì qua CYP2P19 nó sẽ bị biến đổi nhiều, nó sẽ bị ức chế nhiều hơn, cho nên là tác dụng của clopidogrel nó sẽ bị hạn chế nhiều hơn. Cho vậy thì khi mà phối hợp chúng ta sẽ có những cái e ngại trên lâm sàng thì nó sẽ làm giảm tác dụng của clopidogrel. Thì do đó khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên lựa chọn hoặc là pantoprazole hoặc là rabeprazole để chúng ta sử dụng phối hợp. Nếu như chúng ta sử dụng gọi là gì nhỉ, kháng tập thể cầu kép kéo dài bệnh nhân có triệu chứng. Còn nếu như mà chúng ta có thể hạn chế được cái việc sử dụng với cả PPI thì chúng ta cũng sẽ không nên cần sử dụng. Ví dụ như giờ sử dụng đơn trị clopidogrel thì không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng bắt buộc phải dùng kèm thêm với cả một PPI. Kháng tập thể cầu kép thì chúng ta nên dùng, nhưng mà nếu như mà dùng đơn trị thì chúng ta không cần thiết phải dùng. Còn với những bệnh nhân mà đã có bằng chứng rằng
có thể là có giảm tác dụng. Còn nếu bệnh nhân có những biến cố về tim mạch, bệnh nhân có bị tái phát hội chứng động mạch vành cấp thì chúng ta có thể phải xem xét lại, thì chúng ta sẽ phối hợp là sử dụng chuyển sang một cái ức chế P2Y12 khác, ví dụ như là ticagrelor. Và bây giờ thì chúng ta cũng có những cái liệu pháp xuống thang, ví dụ như là chúng ta có thể dùng thay vì là dùng kéo dài kháng tử cách trong vòng 1 năm thì chúng ta có thể hạn chế xem xét là dùng trong vòng 6 tháng hoặc là 3 tháng hoặc thậm chí là 1 tháng nếu như mà các yếu tố nguy cơ về xuất huyết nó tăng lên, hoặc là chúng ta có thể có những cái liều của ticagrelor thấp hơn, ví dụ như là liều 60mg hay là một ngày thay vì là 90mg hay là một ngày. Có một cái câu hỏi cũng dành cho tiến sĩ Khánh Tường. Xin Khánh, Phó Giáo sư Khánh Tường cho biết là trong phác đồ điều trị diệt H. pylori thì bismuth nên uống vào thời gian nào là hợp lý nhất? Qua cái chuyên đề H. pylori không ạ? Cái bismuth là chúng ta thấy là một cái không phải là một kháng sinh nhưng mà nó có hiệu quả trong những cái phác đồ điều trị H. pylori, ví dụ như phác đồ 4 thuốc có bismuth, hay bây giờ chúng ta có phác đồ 3 thuốc level phối hợp thêm bismuth, đúng không ạ, là 4 thuốc có level có bismuth. Nó hoàn toàn nó không có H. pylori, nó chưa có kháng bismuth, và chúng ta nhớ bismuth hiệu quả nhất là uống trước ăn nha. Chúng ta uống trước ăn, trong đó trong phác đồ chúng ta có hai cái thứ thuốc uống trước ăn là PPI, uống trước ăn và bismuth. Ở đây có hiện diện của ông của giáo sư Ronnie Fast, các anh chị có thể hỏi trực tiếp, có thể bây giờ chúng ta ban ngày nhưng ổng chắc là ban đêm rồi, chúng ta tranh thủ hỏi. Good evening, Professor Ronnie Fast. Good evening. Thank you very much for having me. Yes. First of all, I would like for your interesting presentation about the GERD and the sleep disorder. It's a very interesting and very useful for us. And I have two questions for you. The first, you mentioned about the riser phenomenon, riser reflux. And that means that when the patient transitions from the sleep to the awakening, and they often report reflux related symptom. I don't know why. Can you explain for us the mechanism of the riser phenomenon? So we think that sleep by itself is suppressive of reflux. So especially deep sleep, there is evidence that deep sleep inhibits transient lower esophageal sphincter relaxation. And so when patients transition to waking up in the morning, then they wake up, this inhibition is removed, and then the patients get transient lower esophageal sphincter relaxation. And as a result, they get reflux. That's our assumption. Thank you. Tôi có hỏi ông, mấy anh chị có nghe cái riser, tức là cái riser reflex, cái hiện tượng mà bệnh nhân đang ngủ, đúng không ạ? Đang ngủ tự nhiên thức dậy vào buổi sáng, họ vừa thức dậy còn nằm trên giường, thì họ xuất hiện những cái triệu chứng về GERD. Thì thường thường mình thấy là cái GERD nó xuất hiện sau ăn, đúng không ạ? Tự nhiên bệnh nhân chuyển từ một trạng thái ngủ sang một trạng thái thức, thì họ hay than với mình là có triệu chứng về GERD như là cảm giác đắng miệng là thường gặp lắm trên lâm sàng, hay cảm giác ho hoặc bệnh nhân đau ngực. Thì tôi hỏi cái cơ chế của nó như thế nào, thì ông giải thích là do khi mình ngủ sâu á, mình có một cái hiện tượng là cái não mình nó có một cái cơ chế là ức chế trung tâm của cái giãn cơ thắt thực quản thoáng qua. Tức là khi bình thường mình có cái giãn cơ thắt thực quản thoáng qua, nó đóng một vai trò về trào ngược, thì khi mình ngủ á thì não mình có một cái cơ chế ức chế cái đó. Thì khi mình chuyển từ một cái trạng thái từ ngủ sang thức, thì cái ức chế giãn cơ thắt thực quản thoáng qua nó mất đi, nó mất đột ngột, thành ra bệnh nhân sẽ xuất hiện cái triệu chứng của trào ngược. Là cái này mình gặp lâm sàng nhiều lắm, mà nhiều lúc mình thấy bệnh nhân chưa ăn gì cả, mới ngủ dậy thôi là đã có triệu chứng, đặc biệt là cảm giác nóng, cảm giác đắng ở miệng. Thật ra thì trong những cái tài liệu gần đây thì người ta vẫn thấy rằng là nó có một cái sự mối liên quan giữa cái giấc ngủ với lại cái tình trạng trào ngược. Thì những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có được một cái giấc ngủ sâu và ngủ rất là tốt, tức là một cái good sleep á, thì thật ra thì giống như giáo sư Ronnie Fass cũng đã nói rằng là nó có một cái cơ chế là liên quan đến ức chế cái hiện tượng mà giãn cái cơ thắt thực quản dưới một cách thoáng qua. Thì chính vì vậy nó sẽ làm giảm đi hiện tượng trào ngược. Nhưng mà khi chúng ta cứ thức giấc nửa đêm, cứ không được ngủ đủ, thì cái hiện tượng mà giãn cơ thắt nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên nó vẫn có một số những bệnh nhân là do cái tư thế ta nằm đầu thấp, hoặc là chúng ta nghiêng sang bên phải đó,
Thì hình ảnh trong cái phần trình bày của Phó Sư Tường cũng cho thấy cái hình ảnh là khi chúng ta nghiêng sang bên phải đó, thì là cái vị trí của cái dạ dày nó nằm cao, nó dốc cao hơn là thực quản. Do đó mà nếu có hiện tượng trào ngược thì cái dịch dạ dày nó sẽ có khuynh hướng là nó sẽ chảy xuống tới cái vùng thực quản, và thậm chí nó còn lên tới cái vùng họng nữa. Do đó mà bệnh nhân thường là họ có cái cảm giác là rất là khó chịu, và chính cái tình trạng mà nóng rát đó nó đã đánh thức bệnh nhân dậy. Thành ra chính vì vậy những cái người mà bị trào ngược ban đêm họ hay thức giấc là vì một cái cảm giác nóng rát hoặc là cảm giác kích thích ở ngay cái vùng phế quản làm cho họ ho. Vì vậy mà đang nằm tự nhiên họ có cảm giác là nó ho và họ phải ngồi dậy, thì tự nhiên cái cảm giác ho nó sẽ hết đi. Do đó mà chúng ta thấy là cái vấn đề mà giấc ngủ nó ảnh hưởng trên chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà bị trào ngược rất là nhiều. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần lưu ý để có cái tư vấn với bệnh nhân trong vấn đề mà về những cái biện pháp điều trị không dùng thuốc. Có một cái câu hỏi tiếp theo là không có đề là hỏi tác giả nào, nhưng mà để tôi sẽ đọc cái câu hỏi này. Thì xin cho biết là với các cái bệnh nhân điều trị trào ngược sau bao lâu thì hay là như thế nào thì chúng ta có chỉ định đo cái pH thực quản hoặc là đo cái rối loạn vận động thực quản, và cả hai thăm dò này là hiện tại thì đã có cơ sở nào thực hiện hay không. Thì cái câu hỏi này chúng ta thấy rằng là để mà khảo sát về cái rối loạn về bệnh lý ở trào ngược đó, thì ở trên thế giới thì người ta có rất nhiều những cái biện pháp. Thí dụ như là người ta đo cái pH 24 giờ liên tục để đánh giá cái thời điểm nào mà nó có cái nồng độ pH của cái độ pH của cái ở thực quản á, nó bị giảm để chứng minh rằng là nó có hiện tượng trào ngược hay không. Hoặc là thứ hai là chúng ta hãy đo cái trở kháng ở cái vùng thực quản, hoặc là đo cái áp lực ở cái vùng thực quản để mà người ta chẩn đoán những cái bệnh lý mà liên quan đến rối loạn về vận động thực quản mà nhiều khi nó nhầm lẫn với lại cái tình trạng trào ngược. Tại nhiều khi bệnh nhân cũng có cảm giác đau, nóng tức ở cái vùng thượng vị hoặc là vùng sau sinh ức, nhưng mà chủ yếu nó là do một cái sự co thắt hoặc là một cái tình trạng do cái tiếp xúc của một cái chất khác không phải là axit. Giống như tôi trong cái phần trình bày tôi đã đề cập đó là cái dịch mà trào ngược lên đó thì không phải là hoàn toàn là chứa axit không, và chúng ta biết trong dạ dày chúng ta nó còn có thức ăn, nó còn có axit mật hoặc là nó có thể có cái men pepsin. Vì vậy mà khi mà trào ngược xảy ra đó thì nếu mà chúng ta sử dụng cái thuốc ức chế tiết axit thì nó chỉ giảm đi cái lượng axit thôi, nhưng mà cái phần mà axit mật và cái pepsin nó vẫn còn. Do đó mà nếu mà có cái hiện tượng trào ngược xảy ra thì chính những cái chất đó nó vẫn gây ra ảnh hưởng trên cái niêm mạc thực quản. Thì lúc đó chúng ta phải sử dụng thêm những cái biện pháp, ví dụ là chống trào ngược bằng dùng những cái thuốc prokinetic, hoặc là kết hợp thêm những cái dạng thuốc như là anginate, là một cái chất đặc biệt nó sẽ uống vào, nó sẽ tạo một cái lớp màng để nó che chở bảo vệ cho cái thực quản không có tiếp xúc trực tiếp với lại những cái chất gây hại cho thực quản. Thì đó là những cái mà chúng ta phải lưu ý. Còn ở Việt Nam của chúng ta đó, hiện tại thì hai cái kỹ thuật mà đo pH hoặc là đo cái trở kháng cũng như là áp lực của thực quản đó, thì hiện tại thì ở miền Bắc thì chúng tôi biết là có cái viện nghiên cứu lâm sàng tiêu hóa của giáo sư Đào Văn Long là có cái những cái phương tiện để khảo sát vấn đề này. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi chưa có triển khai, mặc dù là Bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi cũng đang có những cái đề xuất với bệnh viện để mà thành lập một cái đơn vị điều trị rối loạn vận động và đang xin mua những cái máy để khảo sát. Nhưng mà hiện tại chúng ta biết là do cái dịch Covid thì những cái chuyện mà thiết bị y tế rồi nó cũng gặp những cái trở ngại khó khăn cho tới bây giờ, thì chúng tôi đã đề nghị từ năm ngoái đến nay thì vẫn chưa có máy. Do đó thì có thể là hy vọng là trong năm nay hoặc là trong thời gian tới thì ở Đại học Y Dược thì chúng tôi cũng sẽ có những cái máy để đo cái khảo sát về những cái bất thường tại cái thực quản. Thì thật sự không phải cái ca nào chúng ta cũng phải đo cái pH hoặc là đo trở kháng. Thì chúng ta có thể điều trị thử bằng cái trào ngược trước bằng lâm sàng. Nếu mà tình trạng mà nó tái đi tái lại không đáp ứng, hoặc là khi chúng ta quyết định mà phải điều trị bằng phẫu thuật chống trào ngược, thì bắt buộc những cái xét nghiệm này bắt buộc chúng ta phải khảo sát trước để chúng ta loại trừ những cái bệnh lý phối hợp, hoặc là chúng ta biết chắc chắn là cái trào ngược này là nó kháng trị hoặc là nó không đáp ứng với nội khoa,
thì chúng ta mới điều trị bằng những cái phương pháp phẫu thuật hoặc là những cái biện pháp mà cao cấp hơn. Đó, do đó mà cái kỹ thuật này thì hiện tại thì theo tôi được biết là ở thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có triển khai nhiều. Trước kia thì ở bệnh viện Chợ Rẫy cũng có thiết lập cái máy, nhưng mà sau đó cái máy nó cũng hư, tới bây giờ cũng chưa có thực hiện. Do đó mà hiện tại giờ chỉ có ở ngoài Bắc thì có, ở Hà Nội thì có cái vấn đề này. Em có cái chỉ định đo pH thực quản mà anh chị thấy đó, nó luôn luôn đứng phía sau. Tức là không phải ca nào đo pH thực quản đâu. Thường thường đầu tiên á, là những cái trường hợp mà nó mình gọi là kháng trị, hoặc là những trường hợp, hai cái chỉ định rõ ràng nhất là những trường hợp kháng trị PPI. Trường hợp thứ hai nữa là trước khi chúng ta phẫu thuật á, hoặc là những cái thủ thuật mà liên quan đến gợt á. Chứ mình thấy trong tất cả các lô đồ, đầu tiên là vấn đề PPI test, sau đó là nội soi, sau đó là những cái mammography hoặc là đo chụp X quang cản quang vân vân, rồi kết với cái pH test là cái cuối cùng. Ở đây tôi cũng sẵn có ông Ronnie Fast, tôi cũng xin được hỏi thêm ông chút xíu. Excuse me, Professor Ronnie Fast, we have another question for you. I know about the silent GERD relation with the sleep disorder. That's been the sleep disorder may be the sole presentation of the silent GERD. I don't know why the patient during the sleeping, but they don't have any symptom. That mean the acid reflux resist the symptom. Can you explain? So I assume you are questioning why some of the wakening up because of reflux are without symptoms. Am I correct? Yes, the reflux acid resist the reflux related symptom. That means the acid reflux trigger the awakening up. Can you tell me the mechanism? Yeah, so I think what you're asking is this: our study, and there was also a recent study that was published in the American Journal of Gastroenterology, I think last year, have shown that most of the reflux events that occur during sleep time, they occur after patients wake up and not while patients are asleep. The mechanism is not known, but the assumption is that potentially there is some type of a trigger. So before you reflux, that leads to awakening. So in a way, it could be even a defense mechanism, because if you know, if you have a reflux and you wake up immediately after that, that means you can initiate all the defense mechanisms that we have, the natural defense mechanism, which is swallowing, secreting saliva, initiating primary and secondary peristalsis. All of these eventually lead to clearance of that reflux. So we believe that probably it's some type of defense mechanism, but it's not the wiring, the exact wiring of this is not known yet. Mình hỏi vậy nè, mấy chị thấy cái trong cái bài báo của báo cáo của ổng có một cái nghiên cứu mà mình thấy là cái tỷ lệ mà nó ở nóng hoặc triệu chứng mà nó làm cho bệnh nhân thức giấc nó có 16% thôi, còn lại là toàn bộ là bệnh nhân họ bị thức giấc xong rồi họ mới có triệu chứng. Thì về cái gì làm cho họ thức giấc, cái gì mà làm cho họ phải bị những cái gián đoạn thức giấc, thì ổng giải thích là khi mình ngủ như vậy thì có cái hiện tượng trào axit lên, thì cái hiện tượng trào axit lên đó nó sẽ là kích thích cái não của mình á, nó khởi động những cái đề kháng, những cái defense á, cái cơ chế đề kháng để mà làm sạch cái axit trong thực quản của mình. Là tức là nó sẽ khởi động những cái cơ chế đề kháng, một trong những cái cơ chế đó là cái nuốt. Thành ra chính khi mà họ khởi động những cái cơ chế đó làm cho người bệnh họ thức giấc, chứ không phải cái triệu chứng làm họ thức giấc. Cái đó là cái quan trọng mà mình thấy trong nghiên cứu, mình thấy rất là lạ. Ví dụ bệnh nhân có triệu chứng, bệnh nhân dậy thì mình biết rồi, nhưng mà tại sao bệnh nhân đang ngủ tự nhiên thức dậy rồi sau đó 10 phút, 20 phút mới có triệu chứng, là ông giải thích như vậy á. Thank you. Một cái câu hỏi tiếp theo dành cho tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Khi dùng liệu pháp mà kháng ngưng cái tập tiểu cầu kép thì có phải dùng kèm với PPI để dự phòng loét dạ dày, hay là chỉ dùng khi có triệu chứng tiêu hóa?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực ra là nếu như bệnh nhân đã có dấu hiệu của dạ dày thực quản rồi, hoặc là bệnh nhân đã có tiền sử xuất huyết tiêu hóa, đương nhiên khi mà chúng ta sử dụng PPI, chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái axit sử dụng kháng dược thực có phép, chúng ta bắt buộc phải sử dụng PPI. Còn nếu như bệnh nhân dạ dày thực quản hoàn toàn là free, không có triệu chứng, không có quả kính của chúng ta soi, cũng không có các dấu hiệu của loét nữa, thì chúng ta sẽ cân nhắc xem là bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ hay không để chúng ta sử dụng. Và nếu như bệnh nhân có, khi mà chúng ta sử dụng kháng dược thực có kép thì chúng ta sẽ cái nguy cơ bị xuất huyết tiêu hóa sẽ cao hơn. Vì cho nên là một cái xu hướng hiện nay là các bác sĩ thường sử dụng phối hợp luôn. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải chú ý là khi mà chúng ta phối hợp luôn giữa PPI với kháng dược thực có kép, nó cũng sẽ làm giảm tác dụng của kháng dược thực có kép, đặc biệt là sử dụng cùng kèm với cả kháng dược có kép phối hợp giữa aspirin và clopidogrel. Cho nên là chúng ta sẽ xem xét trên từng case by case. Tuy nhiên là nếu như chúng ta dùng bệnh nhân có các dấu hiệu của triệu chứng rồi thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng. Còn nó không phải là khuyến cáo là 100% bệnh nhân khi đã sử dụng kháng dược có kép phải dùng kèm với PPI. Một câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi cũng xin phép trả lời câu hỏi này. Thì câu hỏi đặt ra là một số bệnh nhân có triệu chứng thực quản dạ dày là đau thượng vị, ợ chua, ợ hơi, đầy bụng, khó tiêu. Nhưng mà khi nội soi thì chỉ ghi nhận là có viêm teo niêm mạc dạ dày và có hiện tượng chuyển sản ruột ở vùng hang vị. Thì trong trường hợp này thì vai trò của PPI như thế nào? Vì hai lý do là khi mà cái tế bào thành nó bị mất thì khả năng tiết axit nó giảm, do đó mà PPI cũng không hiệu quả kháng tiết nữa, và khi sử dụng PPI thì có thể làm tăng cái nguy cơ viêm teo dạ dày nặng thêm và có thể dễ tiến triển sang ung thư. Thì hầu như câu hỏi đặt ra cũng đã trả lời rồi. Thật ra thì chúng ta thấy rằng là trong cái vấn đề mà bệnh nhân mà một cái tình trạng viêm dạ dày mà mãn tính thì nó sẽ có một sự thay đổi biến đổi trên cái niêm mạc, có thể nó gây ra cái hiện tượng viêm teo niêm mạc và từ đó có thể nó dẫn đến cái chuyển sản ruột, và cái chuyển sản ruột đó nó cũng là một cái cơ hội có thể tiến triển sang những cái tình trạng loạn sản hay dị sản ruột và dị sản ở dạ dày, thì nó sẽ đưa đến cái ung thư sau này. Và cái việc mà chúng ta sử dụng PPI liều cao ở những cái bệnh nhân mà có cái hiện tượng mà đã di sản ruột đó thì là nó sẽ không có đem lại cái hiệu quả mà rõ ràng, là vì nó có thể là chúng ta biết là khi cái viêm viêm dạ dày nó đã teo rồi thì là cái tế bào thành nó đã bị thoái biến, nó mất đi, do đó cái khả năng tiết axit nó không còn nữa. Nhưng mà tại sao bệnh nhân vẫn đau? Nhưng mà những bệnh nhân đó nó sẽ có vấn đề mà tăng nhạy cảm đối với lại cái vùng ở dạ dày do cái axit. Thì thật sự người ta vẫn có sử dụng cái PPI, nhưng mà thường người ta khuyến cáo là không có dùng liều cao và chúng ta chỉ dùng một cái liều thấp để duy trì. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải kết hợp với lại những cái thuốc mà để kháng viêm và thuốc bảo vệ niêm mạc. Thì trong đó nó có những cái nghiên cứu chứng minh là khi chúng ta sử dụng cái ripamipine, tức là một cái loại thuốc mà nó có tác dụng bảo vệ niêm mạc và kháng viêm tại chỗ, thì nó sẽ giúp cho phục hồi lại cái niêm mạc và nó giảm cái tình trạng viêm, và đồng thời nó tăng cái tiết cái prostaglandin để mà tạo ra cái khả năng bảo vệ dạ dày. Và trong những trường hợp này thường thì trên lâm sàng chúng tôi kết hợp với lại một cái nhóm thuốc bảo vệ niêm mạc nữa, đó là cái sucralfate, cũng là một cái thuốc có tác dụng băng tráng bảo vệ niêm mạc và kết hợp ripamipine. Còn cái PPI thì chúng tôi sử dụng cái liều rất là thấp, mà có khi chúng tôi dùng ngắt quãng hoặc là có khi chúng tôi ngưng để mà chúng tôi theo dõi coi cái triệu chứng của bệnh nhân, và chủ yếu là trong những trường hợp này chúng tôi sử dụng các cái thuốc mà băng niêm mạc và bảo vệ niêm mạc là chính. Còn nếu mà bệnh nhân vẫn còn đau thì chúng tôi mới phải phải dùng cái ngắt quãng của cái PPI. Còn chúng ta sử dụng mà PPI mà liều kéo dài lâu quá thì nó sẽ dễ đưa đến những cái tác dụng phụ và có thể nó cũng không có hiệu quả thêm. Đó là cái những cái khuyến cáo mà khi bệnh nhân đã có những cái thay đổi về cái niêm mạc. Một câu hỏi tiếp theo là em đã có một cái bệnh nhân điều trị liên tục nhiều tháng với PPI, alginate và prokinetic mà không hết trào ngược, thì em có cho đi đo cái pH dạ dày và đo cái rối loạn vận động thực quản, thì kết quả là pH axit và có rối loạn vận động, thì cho xin hỏi cái điều trị tiếp như thế nào? Câu hỏi này xin nhờ Phó Giáo sư Tường sẽ trả lời. Đo cái pH thì nó sẽ trả lời cho mình, thứ nhất là nó có cái thời gian tiếp xúc axit có bất thường hay không. Nếu thời gian tiếp xúc với axit bất thường, tức là trên 6%, là có một yếu tố thứ nhất là có trào ngược.
thứ là có trào ngược bất thường. Thứ hai nữa mình phải xem được cái R, tức là cái triệu chứng, tức là symptom index đó, tức là cái triệu chứng trào ngược nó có liên quan đến cái những cái cơn trào ngược đó bất thường hay không. Thì cái kết quả của mình nếu nó trả lời là có trào ngược chắc chắn, tức là cái SI của mình trên 50% cộng với thêm cái thời gian tiếp xúc axit của thực quản là trên 6% á, thì mình mới kết luận đây là chắc chắn trào ngược cho axit. Thì nếu mà chắc chắn trào ngược cho axit thì mình điều trị theo những cái phương pháp đó thôi. Nhưng mà sẽ có một cái này nữa mấy anh chị, mấy anh chị làm cái pH gì, nếu bệnh nhân này chắc chắn có gợt rồi mà mình điều trị hoài không hết thì coi chừng nó chồng lấp thêm cái rối loạn chức năng thực quản nữa, thì lúc đó muốn chẩn đoán được cái này phải đo cái on PPI, đúng không ạ? Phải đo thêm cái on PPI nữa để xem nó có chồng lấp thêm cái tăng nhạy cảm hay là ở nóng chức năng. Thì lúc đó thì mình có cái phương tiện điều trị. Nếu mà nằm thêm cái rối loạn chức năng thực quản nữa thì mình phải thêm cái thuốc điều hòa thần kinh hay là thuốc điều hòa đau thôi. Chứ còn nếu mà chỉ điều trị thông thường những cái thuốc như PPI cộng với prokinetic cộng với anginat không thì nó chưa có đủ, đúng không ạ? Thành ra bạn nói cũng cái kết quả nó cũng không có rõ ràng. Thứ hai nữa này, nếu mà làm menomary mà nó cũng có rối loạn vận động thực quản nữa thì cuối cùng nó ra là nó có cái bệnh gì đi kèm hay không, tức là mình phải có một cái cụ thể hơn. Thì có thể là mấy bạn có thể thêm, nếu mà bạn không có rõ ràng hoặc là không có phương tiện để làm, thì trong cái hướng dẫn của cái đồng thuận châu Á Thái Bình Dương, mấy anh chị thấy họ không có đề cập tới cái pH monitoring tại vì nó rất là không phổ biến lắm ở một số nước như nước mình chẳng hạn. Thì họ sau đó thì họ cho điều trị tiếp luôn, cho luôn điều trị luôn cả pain modulator, tức là điều hòa cảm giác đau luôn. Thì mình có thể thêm cái đó thêm mà. Thì điều hòa cảm giác đau thông thường đơn giản nhất, mình chỉ có thể xài thuốc chống trầm cảm 3 vòng là cái đơn giản nhất ở liều thấp trước khi đi ngủ. Professor Ronnie Fass, there's another question for you. In comparison between PPI and anti-H2 receptor, what is the best drug for controlling nighttime GERD? Yeah, it's a very good question. So usually if you want to control it with a PPI and the patient has primarily nighttime symptoms, then I usually position the PPI before dinner. And I don't see a reason to add H2 blocker at bedtime. However, most of the patients have daytime and nighttime symptoms. It's very rare the patient will have only nighttime symptoms. So another option, you can take the standard dose of PPI and split it and use one half an hour before breakfast and another one half an hour before dinner. You can further supplement it by adding an H2 blocker at bedtime. The only problem with that is that patients develop tachyphylaxis very quickly from H2 blockers at bedtime. So if you plan to use it, if the splitting the PPI dose is not sufficient, then make sure that some days the patients have what we call drug holiday, where they're not taking the H2 blockers. So it prevents the appearance of tachyphylaxis and as a result, loss of efficacy. Thì thật ra thì cho tới nay thì cũng chưa phải có một cái những cái nghiên cứu mà rõ ràng về cái sự khác biệt hẳn của hai cái nhóm này. Nhưng mà thật ra theo cái ý kiến của ông thì theo những cái một số những cái báo cáo thì thật ra thì với cái liều mà PPI mà chúng ta sử dụng trước ăn sáng và chiều thì nó cũng đã thường là nó cũng đã kiểm soát cái tình trạng acid. Tuy nhiên có một số trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn đau cái triệu chứng ban đêm thì chúng ta có thể sử dụng phối hợp cái anti H2 mà trước khi đi ngủ. Tuy nhiên cái vấn đề mà sử dụng anti H2 trước khi đi ngủ thì chúng ta cần lưu ý nó sẽ có một cái hiện tượng là rất là dễ bị lờn thuốc, tức là thời gian đầu thì nó kiểm soát được cái axit tốt về đêm, và chúng ta biết là vì thường là ban đêm á, thì nó có tình trạng tăng tiết histamine về đêm, do đó mà chúng ta sử dụng cái thuốc kháng histamine về đêm là nó hợp lý. Nhưng mà cái thuốc này thì nó có hiệu quả tốt trong giai đoạn đầu, nhưng mà khi dùng một thời gian thì nó lại có một cái hiện tượng là dễ tolerance với là tachyphylaxis, tức là nó rất là dễ bị lờn thuốc, do đó mà đôi khi nó sẽ cũng không có đạt được cái hiệu quả đó. Do đó mà chúng ta cần phải loại trừ những cái nguyên nhân khác mà có thể ảnh hưởng trên cái kết quả của bệnh nhân. Thank you very much for your answer. Chúng ta có một cái câu tiếp theo là chỉ định PPI trong chẩn đoán viêm dạ dày
cái tính hợp lý của chỉ định đối với viêm dạ dày và có cần chi tiết hơn về chẩn đoán viêm dạ dày, vì đây thiết nghĩ chỉ là một cái chẩn đoán chung chung. Nếu chỉ ghi là viêm dạ dày thì bảo hiểm y tế không thanh toán cho PPI, và hiệu quả của cái nhóm thuốc mà Sulpiric trong điều trị IBS và khó tiêu chức năng là như thế nào. Và câu thứ ba là vì sao các cái bệnh lý gọi là chức năng như là ở nóng chức năng, khó tiêu chức năng vẫn không bỏ vai trò của PPI. Và thứ tư, đề nghị hội tiêu hóa cho thêm chỉ định PPI để thanh toán bảo hiểm y tế. Đây là bốn câu hỏi thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời từng câu. Câu thứ nhất là cái chỉ định PPI trong chẩn đoán viêm dạ dày. Thì thật sự cái danh từ mà chúng ta dùng để chẩn đoán viêm dạ dày trên thực tế đó là một cái danh từ nó hơi ảo. Tức là khi chúng ta chỉ nghe bệnh nhân có than là hơi down ở thượng vị hoặc là hơi ở hơi hoặc là những cái đầy bụng khó tiêu thì chúng ta chẩn đoán lấy một cái mã code để mà chúng ta ghi cái chẩn đoán là viêm dạ dày. Nhưng mà thật sự muốn chẩn đoán viêm dạ dày nó phải có cái bằng chứng mô học, tức là phải có cái tổn thương rõ ràng trên nội soi và nhất là trên mô học thì mới gọi chính xác là dạ dày. Còn những cái mà cái triệu chứng mà bệnh nhân than phiền như là nóng rát ở vùng thượng vị hay là đau hoặc là cảm giác hơi đầy bụng thì bản chất nó là cái khó tiêu thôi, nó là cái dyspepsia thôi. Và cái dyspepsia thì có thể nó là do một cái bệnh lý nguyên nhân, ví dụ từ cái viêm loét nó cũng có thể gây ra khó tiêu, nhưng mà có những cái mà ta soi mà không thấy có cái tổn thương trên dạ dày thì bệnh nhân vẫn có triệu chứng thì ta gọi là khó tiêu chức năng. Như vậy thì cái từ chẩn đoán viêm dạ dày của chúng ta đó là hơi lạm dụng, và chúng ta chính vì vậy mà chúng ta cứ sử dụng cái thuốc một cách tràn lan. Nhưng mà do đó mà chúng ta mới nói rằng là ngay cả cái khó tiêu người ta cũng phân biệt là hai nhóm. Nếu mà là khó tiêu mà nó liên quan đến cái triệu chứng mà hội chứng khó chịu sau ăn, tức là bệnh nhân không có đau rõ ràng mà chỉ có đầy hơi, trướng bụng, mau no, thì chúng ta ưu tiên sử dụng prokinetic là giúp cho tăng cường co bóp của dạ dày để giúp tống xuất thức ăn để nó tránh đầy hơi. Còn nếu mà bệnh nhân có cái hội chứng gọi là đau thượng vị, tức là nóng rát vùng thượng vị hoặc là đau thượng vị rõ ràng, thì lúc đó cái vai trò của PPI nó mới có một cái vai trò nhất định. Thì thật sự PPI nó cũng có một số những cái hiệu quả. Tại vì cái hiệu quả đây là gì? Có một số trường hợp cái khó tiêu nó không phải là do tăng tiết axit mà do cái niêm mạc dạ dày nó tăng nhạy cảm. Nó là cái hiện tượng hypersensitivity của cái niêm mạc dạ dày. Do đó mà chỉ cần tiếp xúc axit một cái lượng thấp thôi nó vẫn gây đau. Thì những trường hợp đó chúng ta có thể cho chút xíu những cái thuốc kháng tiết để làm giảm bớt cái axit dạ dày. Trước kia thì người ta sử dụng cái thuốc đơn giản như là anti-H2 nó cũng kiểm soát được giai đoạn đầu. Nhưng mà bây giờ thì vì cái thuốc này nó có dễ có khuynh hướng lần thuốc, do đó mà chúng ta sử dụng PPI. Nhưng mà chúng ta những cái ca mà viêm dạ dày không rõ ràng đó, ta không nên dùng hai lần sáng chiều, mà chúng ta chỉ cần uống một viên trước khi ăn sáng thôi là đủ để mà kiểm soát. Còn nếu nó không đủ thì chúng ta phải kết hợp những cái biện pháp khác. Như vậy, chính vì vậy mà từ trước tới giờ đó, bảo hiểm y tế họ đã không phê duyệt cho cái chẩn đoán mà viêm dạ dày. Vì thật sự đó, vì cái thông tin kê toa của các công ty dược á, họ không ghi cái chỉ định viêm dạ dày trong cái điều trị PPI. Do đó mà bảo hiểm y tế họ lấy cái cớ là không có cái chỉ định đó thì họ không thanh toán thì bị xuất toán. Nhưng mà gần đây thì các công ty dược họ cũng có một cái sự đấu tranh, họ lên họ nộp hồ sơ bổ sung, thì theo tôi biết là bây giờ là cái mã số mà về cái khó tiêu chức năng hoặc là viêm dạ dày vẫn được duyệt, nhưng mà chúng ta không nên dùng quá kéo dài mà chỉ nên dùng cái hạn chế trong vòng từ 2-4 tuần hoặc là cùng lắm là 8 tuần, không nên dùng quá. Nếu chỉ dùng quá lâu mà người ta kiểm tra thời gian chúng ta sử dụng quá lâu thì người ta cũng đặt cái vấn đề là chúng ta lạm dụng. Còn nếu chúng ta dùng ngắn ngày mà để kiểm soát triệu chứng ban đầu thì vẫn được. Như vậy thì tôi thấy rằng là cái vai trò của cái PPI nó kiểm soát cái triệu chứng của cái khó tiêu, mà nếu mà bệnh nhân có triệu chứng là đau thượng vị thì chúng ta sử dụng được, nhưng mà nếu mà nó không có cái triệu chứng đó thì chúng ta không dùng. Thứ hai là cái hiệu quả của cái nhóm thuốc Sulpiric trong điều trị IBS và khó tiêu chức năng như thế nào. Thì cái Sulpiric á, nó là một cái thuốc chống loạn thần. Trước kia đó là người ta hay sử dụng nó trong điều chỉnh một vài những cái rối loạn về lo lắng, cảm xúc, căng thẳng vân vân.
thì và có một thời gian người ta gọi Sulfuric nó giống như là cái thuốc thần kinh tiêu hóa, mà cái trong dân gian bệnh nhân hay họ họ hay nói một cách rất là nôm na đó là cái thuốc thần kinh mà dành cho bệnh lý tiêu hóa, nhưng mà thật sự thì Sulfuric nó dùng cho rất nhiều bệnh lý, tức là ngay cả những cái rối loạn thần kinh tim, thí dụ như là thật ra cái đó là gì, cái đó là một cái dạng ta gọi là rối loạn dạng cơ thể, tức là somatoform, tức là một cái tình trạng mà bệnh nhân có cái biểu hiện của một cái triệu chứng của một cái cơ quan, nhưng mà khi chúng ta làm những cái xét nghiệm để tìm bệnh nguyên nhân á thì không thấy bệnh gì hết, mà nó ảnh hưởng liên quan với tâm lý căng thẳng lo lắng, thì chỉ cần cho một chút xíu cái Sulfuric vô là nó điều chỉnh cái sự lo lắng căng thẳng đó. Thì cái Sulfuric được xem như là một cái thuốc mà đơn giản nhẹ, có thể khởi điểm ban đầu, nhưng mà nếu mà không đáp ứng với Sulfuric thì chúng ta phải tăng bậc lên chút xíu, là phải sử dụng những thuốc chống trầm cảm 3 vòng hoặc là SSRI, thì những cái thuốc nó mạnh hơn vì nó tác dụng nó ức chế cái khả năng mà tiêu hủy của cái serotonin, để mà nó sẽ làm giúp cho cái serotonin nó sẽ được tồn tại lâu đó, thì nó sẽ có cái vai trò tác dụng. Thì do đó mà chính vì vậy Sulfuric nó được sử dụng cho rất nhiều các cái rối loạn chức năng, trong đó nó có cái hội chứng ruột kích thích, nó có khó tiêu chức năng, thậm chí những cái tình trạng mà đau tức ngực, đánh trống ngực mà không rõ nguyên nhân thì người ta vẫn có thể sử dụng cái Sulfuric. Nhưng mà có cái điều lưu ý, chúng ta biết là Sulfuric nó hay làm tăng tiết prolactin, do đó mà sử dụng trên phụ nữ chúng ta cần phải rất là thận trọng, là nó phải gây tăng tiết sữa hoặc là nó làm cho rối loạn kinh nguyệt đó. Do đó mà chúng ta thấy là phải lưu ý cái vấn đề đó. Cái câu hỏi thứ ba là vì sao các bệnh lý gọi là chức năng như là ở nóng vân vân khó tiêu thì lại không bỏ vai trò của PPI, thì tôi cũng đã trả lời rồi. Và còn cái đề nghị hội tiêu hóa cho thêm chỉ định PPI để thanh toán bảo hiểm y tế, thì cái này là các công ty dược đã làm thế hội tiêu hóa rồi. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã biết là cái chỉ định mà sử dụng PPI được phép cho cái chỉ định mà viêm dạ dày, nhưng mà chúng ta phải ghi đúng cái ICD, cái mã ICD cho nó đúng thì nó mới được thanh toán, còn nếu mà ghi trật á và không có diễn giải tốt thì chúng ta cũng bị bắt bẻ. Em nhận câu hỏi. I have just received a question about the melatonin. Can you tell us briefly about the effect of the melatonin for the gut treatment besides the improve the sleep disorder? So melatonin, so melatonin has apparently effect on the GI tract as well. There are some studies even that melatonin has effect on acid reflux. And so at the same time that melatonin is a medication that can improve sleep, with its other effects on acid reflux, it may reduce also gastroesophageal reflux disease. Mình mới nhận một câu hỏi các bạn gửi qua đây là hỏi về cái vai trò của melatonin. Thì mình biết cái melatonin là một cái thuốc cải thiện giấc ngủ, điều trị mà cái mất ngủ cho tuyến tùng tiết ra. Nhưng mà nó bây giờ rất là nhiều nghiên cứu về melatonin trong vấn đề điều trị gợt, tức là bên cạnh cải thiện giấc ngủ nó còn có những cái cải thiện những cái triệu chứng của gợt nữa. Thì ông trả lời là cái melatonin nó có tác dụng, nó là về nó làm giảm những cái triệu chứng của trào ngược qua một số cơ chế, trong đó có cái vấn đề là nó thực sự nó là một cái chất để bảo vệ niêm mạc, tức là những cái tổn thương ở thực quản cũng như là những cái tiếp xúc của axit với thực quản làm giảm những cái tổn thương vi thể ở thực quản, cũng như là nó làm giảm cái nó có cái cơ chế liên quan đến cái vấn đề co thắt cơ thắt thực quản dưới nữa, thành ra cái melatonin, tại vì thực tế tôi cũng có xài cái melatonin melatonin đó mấy anh chị, thì ở đây có bạn hỏi nên tôi cũng hỏi ông. Một câu hỏi tiếp theo dành cho phó giáo sư Khánh Tường. Với cái triệu chứng ở nóng chức năng khi đo pH thực quản mà không có cao, thì nguyên nhân của cái cảm giác này là gì? Câu hỏi thứ hai là khi điều trị PPI cho những cái bệnh lý dạ dày và trào ngược thì uống trước ăn 30 phút đến 60 phút, thì vậy khi dùng cho điều trị phòng ngừa loét dạ dày thì do sử dụng NSAID thì có nên dùng lúc nào? Hồi nãy về cái ở nóng chức năng á, mấy anh chị có thấy cái cơ chế không ạ? Cái cơ chế ở nóng chức năng là pH bình thường mấy anh chị nha. Thứ nhất là cái thời gian tiếp xúc với axit với thực quản là nó bình thường. Nhưng mà nó cái triệu chứng của nó cũng chẳng liên quan gì tới với cái trào ngược sinh lý hết. Tức là mình vẫn có những cái trào ngược sinh lý, tức là thời gian tiếp xúc thực quản nó bình thường. Nhưng mà cái đối với những cái người này họ lại tăng nhạy cảm đau. Những cái cơ chế như vậy. Thành ra cái cơ chế của nó thì mấy anh chị là nó là chức năng mà, thì nó liên quan đến cái tăng nhạy cảm tạng. Thì cái phần đầu tiên tôi có trả lời rồi.
Cái thứ hai vấn đề về PPI á, về GERD thì cái PPI hồi nãy, các khuyến cáo đều cho chúng ta biết là phải uống trước ăn từ 30 đến 60 phút. Còn vấn đề phòng ngừa loét cho NSAID đó hay cho do bất cứ nguyên nhân cái gì á, mà mấy chị muốn uống PPI đừng uống á, thì đều phải uống trước khi ăn hết. Còn NSAID thường thường mấy chị cho uống sau ăn đúng không ạ? Nhưng mà có liên quan đến NSAID và PPI, aspirin cũng được tính vào là NSAID mấy chị nha. Thì mình có một cái guideline và mình cũng đã trình bày một cái bài về cách phòng ngừa các biến chứng của loét và các và loét đối với những bệnh nhân sử dụng NSAID. Thì cái vai trò của PPI như thế nào, thì không phải tất cả những bệnh nhân sử dụng NSAID hoặc là sử dụng thuốc chống kích thích tiểu cầu kép phối hợp với aspirin đều phải sử dụng PPI đâu ạ. Mình phải xem nguy cơ, mình phải đánh giá hai nguy cơ, thứ nhất về nguy cơ tim mạch và thứ hai về nguy cơ về đường tiêu hóa. Tùy một trong hai nguy cơ này mà chúng ta quyết định có sử dụng PPI hay không. Chúng ta sử dụng NSAID loại nào, ức chế cốc 2 hay không phải ức chế cốc 2, thì cái này mình chỉ có thể là mình tìm hiểu thêm, thì ở đây mình cũng không có thời gian để nói kỹ về vấn đề này, xin phép ạ. Có một câu hỏi nữa, đó là trên thực tế lâm sàng khi mà cho bệnh nhân đi nội soi dạ dày thì thử cái test HB thì dương tính, nhưng mà khi sinh thiết á, thì lại là âm tính, thì cái điều này giải thích ra sao? Thật ra chúng ta biết là cái xét nghiệm mà kiểm tra cái H. pylori á, thì nó cũng có rất nhiều những cái sai số, hoặc là có một vài những cái điều kiện mà chúng ta cần phải lưu ý. Khi mà chúng ta đang sử dụng kháng sinh hoặc là chúng ta uống cái thuốc ức chế tiết axit liều cao thì có thể nó ức chế con vi khuẩn không tiết cái men urea. Do đó mà nhiều khi mà chúng ta làm những cái xét nghiệm như là breath test, tức là test hơi thở, hoặc là cái claw test thì chúng ta không phát hiện. Tại vì các cái xét nghiệm này nó đều qua trung gian của vấn đề tiết cái men urea, và khi chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng tiết hoặc kháng sinh thì nó ức chế con vi khuẩn hoặc là nó không tiết cái men urea, do đó cái xét nghiệm nó âm tính. Thì trong cái câu hỏi này á, thì đặt ra là cái chuyện mà tại sao mà làm cái test thì dương tính nhưng mà sinh thiết thì âm tính. Thì chúng ta biết thật ra thì khi mà chúng ta sinh thiết á, đa số là chúng ta hay sinh thiết ngay cái phần mà hang vị. Thì cái vùng hang vị khi mà bệnh nhân đã bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter thời gian dài đó, thì nó làm cho cái niêm mạc của cái vùng hang vị bắt đầu nó bị viêm teo đi. Và khi nó viêm teo thì cái vùng đó là nó sẽ giảm tiết axit. Và cái con vi khuẩn này nó cũng rất là lạ, nó sống trong axit mà nó rất là thích axit. Do đó mà cái chỗ nào mà ít axit thì là nó lại di chuyển lên trên để nó tìm một cái miền đất mới. Như vậy ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà bị nhiễm H. pylori một thời gian dài thì là chúng ta có thể thấy rằng là khi mà chúng ta sinh thiết ngay vùng hang vị, có thể chúng ta không thấy đủ cái không thấy virus vi khuẩn, là vì có thể ta bấm không đúng cái vị trí, do đó không tìm thấy cái vi khuẩn. Mà nếu mà chúng ta dịch chuyển lên phía trên cao hơn, thí dụ như ở vùng thân vị, hoặc là ta lấy nhiều chỗ, thì trong trường hợp đó chúng ta có thể phát hiện được cái vi khuẩn. Do đó mà chúng ta biết thường là bên các cái nhà giải phẫu bệnh đó, là họ thường là họ hay than phiền là bên phía lâm sàng chúng ta hay nói rằng bên giải phẫu bệnh thì bao giờ cũng trả lời kết quả không phù hợp, nhưng mà ở bên giải phẫu bệnh họ nói, vì mấy anh bấm không đúng chỗ là tôi trả lời không đúng. Do đó hai bên nhiều khi nó cũng có một cái sự bất thường này, nhưng mà do đó chúng ta phải hiểu là cái cơ chế sinh lý bệnh là vi khuẩn khi một thời gian lâu mà không chúng ta không điều trị sớm á, thì nó sẽ làm thay đổi niêm mạc và nó ảnh hưởng trên cái khả năng tiết axit cũng như là cái vị trí nó sẽ không ở đó mà nó sẽ di chuyển lên xa hơn. Như vậy thì chúng ta cũng đã hoàn thành đúng cái thời hạn, là bây giờ là chúng ta chuẩn bị 12 giờ là cũng đã tới cái giờ linh rồi. Tức là nếu mà chúng ta không chấm dứt ở đây thì chúng ta cũng sẽ bị đau dạ dày, phải sử dụng PPI lung tung. Thì như vậy thì chúng tôi cũng đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn Professor Roniphas. This is the end of the section of the discussion. I would like to thank Professor Roniphas for your time and sharing with you with us interesting topic and answer a lot of questions. Thank you and hope to see you again. Thank you very much. It's a great pleasure. Have a good day. Một lần nữa thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý đồng nghiệp chúng ta đã nán lại tới thời gian tới giờ để chúng ta thảo luận và theo dõi cái chương trình của cái hội thảo với cái chuyên đề là
tiếp cận vấn đề chẩn đoán cũng như là điều trị những cái bệnh lý rối loạn tiêu hóa trên. Đây là những cái thông tin mà tôi nghĩ rất là hữu ích, giúp chúng ta có thể có những cái chẩn đoán đúng, phân biệt những cái bệnh lý để chúng ta tìm ra phương án tốt nhất cho bệnh nhân, nhất là những cái bệnh lý liên quan ở vùng thực quản. Thì một lần nữa xin kính chúc sức khỏe tất cả các quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong những cái lần mà hội thảo tiếp theo. Xin chân thành kính chào. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn báo cáo viên, ban chủ tọa và các bác sĩ đã nán lại cho đến giờ này. Xin chúc các bác sĩ một bữa trưa ngon miệng. Đối với các bác sĩ lưu trú khách sạn, xin vui lòng check out khách sạn xong rồi sau đó mình sẽ tiến hành ăn trưa ở nhà hàng tầng 4. Xin phép, xin cảm ơn.